Hộ Hoa Cao Thủ tại đô thị Hạ Thiên. Chương 1001, Ninh Khiết lột xác một lần nữa. Nếu là khi Hạ Thiên chưa bị phong bế công lực thì hắn nhất định có thể chuyển rời âm hỏa từ trên người Ninh Khiết sang mình, tuy không thể nói là quá dễ dàng, nhưng nếu muốn làm thì cũng không tính là khó. Vấn đề là bây giờ công lực của hắn bị phong bế, bây giờ hắn căn bản không thể nào dùng ngân châm chuyển âm hỏa sang người mình. Còn nếu Ninh Khiết bây giờ là bình thường nàng có thể khống chế được âm hỏa thì cũng giống như Tống Ngọc Mị, nàng có thể chuyển rời âm hỏa sang người Hạ Thiên. Đáng tiếc là bây giờ nàng lại hôn mê, hơn nữa dù có tỉnh thì nàng cũng không thể khống chế âm hỏa, vì vậy nhờ vào Ninh Khiết chủ động đưa âm hỏa sang người Hạ Thiên là không thực tế. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu, sau đó hắn lầm bầm. Xem ra mình chỉ có thể miễn cưỡng thu quỷ keo kiệt làm vợ. Hạ Thiên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn phát hiện đây là biện pháp duy nhất chân khí sở dĩ được gọi là âm hỏa chỉ có một nguyên nhân một phụ nữ muốn chuyển âm hỏa sang người đàn ông thật ra rất đơn giản chỉ cần cùng đàn ông lên giường một trận là được tất nhiên nếu âm hỏa quá nhiều thì người đàn ông chưa chắc đã gắng gượng được vì vậy hạ thiên đã từng nói tống ngọc mỹ muốn vứt bỏ âm hỏa thì phải tìm thật nhiều đàn ông mới được nhưng rõ ràng tống ngọc mỹ không làm như vậy nàng chỉ bị hạ thiên sờ một chút mà đã hận thấu xương sao có thể dùng phương pháp kia để chuyển rời âm hỏa Hạ Thiên nhìn chầm chầm vào Ninh Khiết đang hôn mê bất tỉnh, hắn thì thảo nói. Thật ra chị ngoài keo kiệt thì các phương diện khác cũng rất tốt, chân dài nhỏ nhắn, thứ này tôi rất thích, ngực tuy hơi nhỏ nhưng tôi sờ vài lần sẽ lớn lên, làn da cũng tốt, tốt xấu gì tôi cũng đã từng tẩy tùy cho chị. Còn nữa, gương mặt cũng khá xinh xắn, tuy so da kém một chất với các bà vợ khác nhưng lần này tôi quyết định hạ thấp điều kiện, chỉ cần sau này chị đừng quá nhỏ mọn, tôi sẽ thu chị làm vợ. Hạ Thiên lầm bầm. Ninh Khiết tất nhiên không có phản ứng, vì nàng căn bản không nghe thấy, nàng đang hôn mê. Có nên hỏi quỷ keo kiệt có muốn làm vợ mình hay không nhỉ? Hạ Thiên lại lầm bầm, sau đó hắn lắc đầu. Audio điện tử võ tấn bền. Không cần hỏi, chuyện tốt như vậy nhất định chị ta sẽ đồng ý, hơn nữa bây giờ mình cũng không có biện pháp cứu chị ta tỉnh lại. Hạ Thiên quyết định và lập tức hành động, hắn thật sự không chịu được tình cảnh lúc này, hắn phải khôi phục lại công lực, dù chuyển âm hỏa sang người rất nguy hiểm nhưng hắn đã từng dùng băng hỏa linh khí để thôn vệ âm hỏa, vì vậy hắn tin âm hỏa có thể hóa giải sự phong bế của Tống Ngọc Nghị với mình. Hắn nhất định có thể tiêu hóa được số âm hỏa kia, đến khi đó công lực của hắn sẽ tăng mạnh, nói không chừng sẽ trực tiếp sử dụng được nghịch thiên đệ ngũ châm. Hạ thiên đứng dậy đi ra cửa, hắn xác định cửa đã được đóng chặt, sau đó còn dùng ghế chèn cửa, cuối cùng mới đến bên giường, hai tay rơi trên áo ninh khiết hắn đã từng xem sạch toàn thân nàng vài lần, vài ngày trước còn giúp nàng cởi quần áo, tất nhiên bây giờ cũng không có gì chẳng thích ứng, chẳng qua công lực bị quản chế nên tốc độ cởi quần áo cũng rất chậm, điều này làm cho hắn càng kiên định quyết tâm khôi phục lại công lực, nếu không sau này cởi quần áo cho vợ sẽ rất chậm. Cũng may tuy lần này động tác không nhanh nhưng Hạ Thiên cũng thuận lợi cởi tất cả quần áo của Ninh Khiết xuống, hắn nhìn nàng nằm trên giường mà không khỏi ngẩn ngơ. Trong người nàng có quá nhiều âm hỏa, vì vậy mà thân thể nàng chợt lạnh như băng, nhưng cũng vì vậy mà làm cho da thịt của nàng cũng giống băng, trong suốt long lanh. Lúc này Ninh Khiết là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, điều này làm cho Hạ Thiên ngây người, nàng hình như trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Chị bây giờ đã đủ tư cách làm vợ tôi, như vậy tôi cũng thấy không quá thiệt thòi. Hạ Thiên thì thào nói, sau đó hắn lấy ra một cây châm bắt đầu đâm lên người Ninh Khiết. Tuy Ninh Khiết có vẻ giống như đóng băng nhưng trong cơ thể nàng cũng không phải băng, làn da của nàng rất mềm mại chẳng khác gì người thường, vì vậy ngân châm của Hạ Thiên thuận lợi đâm vào trong người anh. Khi Hạ Thiên liên tục đâm thì thân thể ninh khiết có chút biến hóa, da thịt trong suốt long lanh của nàng dần trở nên màu phấn hồng, mà màu sắc này lại ngày càng đậm. Nhịp tim vốn thong thả của nàng cũng trở nên gấp gáp hơn, mắt bắt đầu hấp hái, bộ dạng giống như sắp tỉnh lại. Tốc độ của Hạ Thiên càng lúc càng nhanh hơn, hắn cũng ít thở dần dồn dập, trên trán bắt đầu vã mồ hôi, bây giờ thể lực của hắn không được như trước kia, vì vậy thi châm một lúc đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng hắn biết mình phải cố gắng, vì hắn phải dùng ngân châm kích phát ninh khiết một cách triệt đề. Bây giờ âm hỏa trong người ninh khiết chính là những gì mà Tống Ngọc Mỹ cơ bản đã tích lũy nhiều năm, luồng âm hỏa này tương đối khổng lồ, dưới trạng thái bình thường, hắn nếu không đại chiến vài trăm hiệp với ninh khiết thì rất khó chuyển rời tất cả âm hỏa sang người mình. Nhưng nếu âm hỏa này không sang người hắn, như vậy căn bản không thể phá tan được sự áp chế công lực, vì vậy hắn phải làm một lần và chuyển rời tất cả âm hỏa sang người mình. Cũng may Hạ Thiên là thần y, hắn còn có hai cây châm, vì vậy hắn có thể gây ra chút ngoại lực. Trước tiên hắn dùng ngân châm kích phát ninh khiết, làm cho âm hỏa và lửa tình trong người nàng cùng bùng lên, khi nàng bị kích thích đến cực điểm thì hắn sẽ kết hợp với nàng, như vậy âm hỏa trong người nàng sẽ chuyển sang hắn với tốc độ nhanh nhất. Màu hồng trên da thịt ninh khiết ngày càng đậm, nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh, nhịp tim vốn lâu lâu mới đập một lần, lúc này đã khôi phục lại tốc độ của người bình thường. Mắt nàng cũng có hơi hấp háy nhưng còn chưa mở ra, giống như vẫn còn chưa tỉnh táo trở lại, ngạc nhiên chính là cơ thể của nàng dần bốc lên chút khí nóng. Lúc này Hạ Thiên đã thu ngân châm trở về, sau đó hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo của mình ra, cuối cùng nhào lên thân thể hồng đậm của Ninh Khiết. Ừ, khi Hạ Thiên và Ninh Khiết hòa cùng một thể, Ninh Khiết chợt phát rét tiếng kêu duyên dáng, hai mắt chợt mở ra, thân thể cũng chậm rãi uốn éo giống như đang cố gắng phối hợp với Hạ Thiên. Nhưng thân thể của nàng không được linh hoạt, vì vậy trận chiến này chỉ duy nhất Hạ Thiên chiếm thế chủ động. Lần đầu tiên Hạ Thiên cảm nhận được sự mệt mỏi khi chinh chiến, trước kia hắn chưa từng biết mệt, nhưng lúc này thể lực của hắn không thể so sánh với trước, đồng thời vừa thi châm mệt mỏi xong, bây giờ hắn không có cảm giác hưởng thụ như xưa. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn làm việc mà không có tính chất hưởng thụ, chỉ giống như đang làm nhiệm vụ, hắn liên tục xâm chiếm ninh khiết, hầu như dùng tất cả sức lực tấn công, dần dần màu đỏ đậm trên làn da nàng dần mất đi, màu sắc ngày càng nhạt. Trận chiến này rằng có rất lâu, mãi đến khi ninh khiết chợt cất cao giọng rền rĩ, hạ thiên đột nhiên ngã sắp vô lực trên người nàng. Khoảnh khắc khi hắn ngã xuống thì nhanh chóng rút ra một cây ngân châm đâm lên phần bụng dưới của ninh khiết, một luồng khí lạnh như băng chợt truyền qua người hắn theo vị trí tiếp giáp giữa hai người với khí thế cực kỳ mãnh liệt. Thành công. Hạ Thiên chợt có chút vui sướng, cuộc chiến gian khổ vừa rồi coi như không uổng phí, âm hỏa trong người Ninh Khiết cuối cùng cũng truyền sang người hắn, đồng thời cũng nhanh chóng tấn công lên vị trí Tống Ngọc mị áp chế công lực của Hạ Thiên. Điều làm cho Hạ Thiên hưng phấn muốn nhảy dựng lên chính là luồng âm hỏa này mạnh mẽ vượt mức tưởng tượng chỉ một lần phóng vào trong kinh mạch đã làm hắn cảm nhận được băng hỏa linh khí quen thuộc đang vận chuyển, vì vậy mà hắn không khỏi sinh ra xúc động muốn ôm ninh khiết đè xuống tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc là Hạ Thiên không làm như vậy, vì hắn lập tức phát hiện âm hỏa hùng mạnh vừa là chuyện tốt vừa là chuyện xấu với mình, vì sau khi âm hỏa phá tan áp chế của Tống Ngọc Mị thì lập tức có tính toán muốn thôn vệ băng hỏa linh khí trong người hắn. Điều hắn cần làm bây giờ chính là dùng băng hỏa linh khí chống đỡ sự tấn công của âm hỏa, Thân thể của hắn lại trở thành chiến trường của băng hỏa linh khí và âm hỏa. "Cậu, cậu không sao chứ?" Giọng điệu trầm thấp của Ninh Khiết chợt vang lên, âm hỏa trong người nàng hoàn toàn biến mất, cơ thể cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, nếu có tha đổi thì nàng đã từ vị trí khuê nữ trở thành phụ nữ chân chính. Lúc này người đàn ông biến nàng thành phụ nữ còn đang nằm bên trên, nhưng nàng phát hiện tình huống của hắn không thích hợp. Hạ Thiên đột nhiên lăn xuống người Ninh Khiết, sau đó hắn dùng châm liên tục đâm 10 lần lên người mình, sau đó ngừng lại, ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại, thân thể khẽ run. Ninh Khiết há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nên lời, nàng chỉ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên, nàng không vì phát hiện mình không mảnh vải che thân với Hạ Thiên mà sợ hãi, giống như nàng bình tĩnh tiếp nhận tình cảnh thế này phát sinh. Nửa giờ sau Hạ Thiên mới chậm rãi thở dài một hơi, hắn mở mắt nhìn Ninh Khiết. "Cậu, cậu không sao đấy chứ?" Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Có chuyện, nhưng sẽ không chết. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn nhìn Ninh Khiết. "Này, quỷ keo kiệt, tuy tôi lén biến chị thành vợ, nhưng chị nên vui mừng." "Ừ, tôi rất vui." Ninh Khiết trả lời, điều này nằm ngoài dự đoán của Hạ Thiên. "Cậu không cần giải thích, thật ra tôi hôn mê và mọi người tưởng tôi không nghe được bất kỳ điều gì, thực tế tôi có thể nghe được tất cả, dù là cậu hay sư phụ tôi." hay lời nói của Tống Ngọc Mỹ kia, tôi đều nghe thấy rất rõ ràng. chương 1002, vợ quỷ keo kiệt của tôi. Hạ Thiên chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn thầm nói. Quỷ keo kiệt chị rõ ràng không còn keo kiệt. Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết nói chuyện mà hưng phấn nói. Vẫn là tôi lợi hại nhất, một người keo kiệt như chị sau khi trở thành vợ tôi thì hết keo kiệt. Nếu là ngày xưa Ninh Khiết nghe được những lời này của Hạ Thiên thì nhất định sẽ tranh chấp vài câu, nhưng lúc này nàng không phản ứng lại lời nói của hắn, nàng chỉ nghiêng người kéo chăn che giấu thân thể của mình, sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên, giọng điệu cũng khác thường. Cậu thích gọi tôi là quỷ keo kiệt, sau này coi như tôi là quỷ keo kiệt, nhưng chỉ keo kiệt với người khác, vĩnh viễn sẽ không keo kiệt với cậu, cậu thấy sao? Tốt, ý kiến này rất tốt, sau này chị là vợ quỷ keo kiệt của tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói một câu, sau đó hắn chui vào trong chăn rồi lầm bầm đúng là có hơi lạnh. Lạnh, Ninh Khiết có chút kinh hãi, nàng chủ động dán thân thể ấm áp của mình lên, trong miệng nghi ngờ nói. Sao cậu lại lạnh, ủa, sao người cậu lạnh như băng vậy, chẳng lẽ âm hỏa còn trong người cậu? Giọng điệu của Ninh Khiết bắt đầu trở nên dịu dàng, vì nàng muốn dịu dàng một chút với Hạ Thiên. Sau khi Tống Ngọc Mỹ chuyển hết âm hỏa lên người thì nàng chính thức đóng băng và hôn mê, nhưng sau đó không lâu nàng lại khôi phục ý thức. Tuy nàng không thể mở miệng nhưng có thể nghe được tất cả âm thanh ở bên ngoài, dù nàng không tận mắt thấy tất cả những gì đang phát sinh, nhưng nàng dùng hai tay cũng cảm nhận được. Đã từng có thời gian ninh khiết không có hảo cảm với Hạ Thiên, vì hắn để lại cho nàng ấn tượng không tốt, lại hay nói những lời kỳ quái làm nàng tức giận. Sau đó nàng là đệ tử của Tống Ngọc Mị, nhanh chóng có thân phận tôn quý làm nàng khó thể thích ứng. Khi đó nàng lại biết thêm nhiều chuyện về Hạ Thiên, hắn vừa lưu manh vừa lăng nhăng, điều này càng làm nàng bất mãn nếu xét phương diện khác thì tống ngọc mỹ cho ninh khiết một áp lực khổng lồ nàng phát hiện mình sợ hãi đối phương từ trong đáy lòng vì thế mà không dám cãi lệnh tống ngọc mỹ bắt nàng làm gì thì làm thứ đó để nàng đi lừa hạ thiên dù trong lòng nàng có chút áy náy nhưng cũng chỉ ngoan ngoãn làm theo tống ngọc mỹ nói nàng đi tìm nguyệt thanh nhã nàng đến thanh phong sơn hầu như tìm khắp thanh phong sơn vài lượt cuối cùng không có thu hoạch gì những lúc đó tuy Ninh khiết cảm thấy không tình nguyện nhưng dù sao cũng không quá đáng trách vì dù gì đó cũng là sư phụ của nàng Tống Ngọc Mị dạy nàng võ công hùng mạnh lại cho nàng thân phận cao quý nàng cũng nên làm cho đối phương chút chuyện vặt tất nhiên nếu người Tống Ngọc Mị cần đối phó không phải Hạ Thiên thì tốt hơn dù sao nàng có bất mãn nhưng cũng không thật sự hận Hạ Thiên nàng biết mình từ một phụ nữ bất hạnh biến thành mỹ nữ cuối cùng còn là người đẹp có thân phận cao quý công lao lớn nhất không phải là Tống Ngọc Mị chính là Hạ Thiên. Trước đó hắn chữa mắt, chữa tật chân dài chân ngắn cho nàng, đồng thời cũng cho nàng một thứ gọi là linh khí. Nhưng những gì phát sinh trước đó vài chục giờ đã làm Ninh Khiết hiểu ra vấn đề, cũng làm nàng từ bỏ ảo tưởng với Tống Ngọc Mị. Cuối cùng nàng cũng hiểu, từ đầu đến cuối vị sư phụ kia không coi mình là đệ tử, dù là kẻ nào cũng có thể hy sinh, không riêng gì nàng, ngay cả đám người Tống ra đều có thể hy sinh, mà nàng từ đầu chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Điều nàng cảm thấy cực kỳ buồn cười chính là sở dĩ mình có thể trở thành công cụ hữu dụng cho người ta cũng vì hạ thiên ban cho năng lực phi phàm, nhưng sau khi nàng trở thành công cụ thì lại đối phó vó chính hạ thiên. Ninh Khiết đã từng cảm thấy sư phụ của mình rất tốt, đã từng cảm thấy hạ thiên giúp mình nhưng thường xuyên làm mình nổi điên, cũng không đối xử tốt với mình. Nhưng khốn nổi khi nàng bị người ta vứt bỏ thì người ở bên cạnh lại chính là hạ thiên, dù hắn bị sư phụ của nàng uy hiếp, bị áp chế công lực, mất đi năng lực hùng mạnh. Hắn vẫn mang nàng theo. Khi Ninh Khiết cảm giác được Hạ Thiên cố sức ôm N đến khách sạn, nàng thật sự rất muốn khóc, đáng tiếc khi đó nàng không khóc ra tiếng, cuối cùng nàng phát hiện người tốt với mình nhất là Hạ Thiên. Dù đôi khi Hạ Thiên nói chuyện không dễ nghe, dù hắn thường xuyên nói nàng là quỷ keo kiệt, dù hắn thường xuyên chiếm tiện nghi của nàng, nhưng hắn chưa từng hại nàng, khi gặp tình cảnh khó khăn hắn chưa từng vứt bỏ nàng. Thật ra hắn có thể ném nàng đi như rác rưởi. Vì hắn không có nghĩa vị gì cần phải giúp nàng, nếu hắn làm như vậy thì nàng tin không bao lâu nữa mình sẽ được đưa đi hỏa táng. Khi Hạ Thiên ở bên cạnh lầm bầm muốn thu nàng làm vợ, nàng thật sự muốn mở miệng đồng ý, đáng tiếc là nàng không thể nói nên lời. Sau đó khi nàng phát hiện mình có hơi cử động thì cố gắng phối hợp với hắn, tuy nàng không hiểu nhưng vẫn muốn cho hắn biết mình thật sự tình nguyện. Sau đó Hạ Thiên nói nàng nên vui mừng mới đúng, và nàng thật sự vui mừng, khoảnh khắc này nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc này đến quá đột nhiên nhưng lại là sự thật, vì vậy Ninh Khiết quyết định phải quý trọng. Nàng biết Tống Ngọc Mị uy hiếp Hạ Thiên không được liên lạc với những bà vợ khác, nàng không biết sau này hắn có đánh bại Tống Ngọc Mị hay không, nhưng nàng biết mình sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ với hắn, đến khi Tống Ngọc Mị biết nàng còn sống và ra tay sát hại, trong khoảng thời gian đó nàng sẽ không cho Hạ Thiên cô độc. Trước kia Ninh Khiết thích cãi nhau với Hạ Thiên, nhưng bây giờ nàng quyết định phải dịu dàng, nàng phải là một người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn phục tùng hắn muốn gì nàng đều có thể cho để hắn thật sự vui vẻ vì vậy nghe nói hắn lạnh thì nàng cũng dùng thân thể của mình áp lên người hắn nhưng nàng đột nhiên phát hiện thân thể hắn lạnh như băng loại cảm giác lạnh này rất quen thuộc với nàng không phải do gió lạnh do âm hỏa mang đến tất nhiên vẫn còn âm hỏa còn rất nhiều bây giờ tôi không thể hấp thu tất cả vì vậy chỉ có thể tạm thời áp chế ở phía bên trái hạ thiên giải thích một câu chỉ có thể sờ bên phải bên này không lạnh ninh khiết lúc này đã ôm lấy hạ thiên vì vậy nàng thật sự cảm nhận được bên trái cơ thể hắn như hàn băng nhưng bên phải cực kỳ ấm áp thậm chí còn ấm hơn người nàng nhưng thân thể một lạnh một nóng này quá rõ ràng lại nằm trên cùng một người điều này làm nàng cảm thấy không bình thường như vậy không sao đấy chứ ninh khiết lo lắng hỏi có lẽ không hạ thiên thật ra cũng không quá khẳng định vừa rồi hắn phát hiện mình không thể nào chống đỡ luồng âm hỏa khổng lồ này vì vậy dưới tình huống bất đắc dĩ mới dùng biện pháp này để áp chế âm hỏa. sở dĩ hắn nghĩ ra biện pháp này vì linh cảm đến thân thể một nóng một lạnh của mỹ nhi trước kia vì thế hắn nghĩ mình tạm thời nên như vậy nhưng bây giờ cậu cảm thấy lạnh phải làm sao bây giờ ninh khiết ôm chặt hạ thiên hơn như vậy có dễ chịu chút nào không không sao chỉ hơi lạnh mà thôi tôi còn có thể chịu được hạ thiên cũng không quan tâm đến thứ này tôi đã nghĩ ra biện pháp mỗi ngày hấp thu một phần âm hỏa như vậy sau một thời gian thì có thể hoàn toàn khôi phục lại như thường đến khi đó chúng ta có thể đi tìm tính sổ với tống ngọc mỹ kia cậu thật sự có biện pháp hấp thu âm hỏa sao tâm tình của ninh khiết có khá hơn một chút tất nhiên là thật hạ thiên mất hứng tôi cũng không lừa gạt người khác không giống như vợ quỷ keo kiệt hay lừa gạt tôi hạ thiên dừng lại một chút rồi thì thào âm hỏa chết tiệt này đúng là rất lạnh không bằng chúng ta làm chút vận động xem có nóng lên không làm chút vận động sao ninh khiết chợt không kịp phản ứng cậu cậu muốn ra ngoài tản bộ sao tất nhiên là không hạ thiên dùng cánh tay ấm áp ôm lấy ninh khiết vừa rồi vì hấp thu âm hỏa mà thiếu chút nữa tôi đã mệt chết thật sự rất mất mặt bây giờ thể lực dồi dào phải lấy lại mặt mũi hạ thiên nói và đưa ninh khiết xuống dưới dù bây giờ một nửa người của hắn lạnh như băng nhưng bộ phận kia lại không nằm trong phạm vi lạnh nơi đó vừa nóng vừa cứng. Mà bộ vị nóng hổi này cũng nhanh chóng làm cho Ninh Khiết trực tiếp cảm nhận được nhiệt lực trên người Hạ Thiên, dù chỗ kia vẫn còn hơi đau nhưng bây giờ nàng đã khôi phục lại bình thường, nàng vẫn cố gắng nghênh tiếp với hắn. Cuối cùng Hạ Thiên cũng lấy lại mặt mũi, nhưng đợt vận động này cũng không làm hắn cảm thấy ấm, thân thể vẫn lạnh, cũng may mà hắn nhịn được, vì vậy trong lòng hắn có chút vui sướng. Âm hỏa kia đúng là chết tiệt, tuy vẫn làm hắn cảm thấy lạnh, nhưng may mà hắn lại là đàn ông làm bằng sắt. Trước khi chúng ta đánh bại Tống Ngọc Mỹ, chẳng lẽ cứ ở tại chỗ này? Ninh khiết khẽ dựa vào trong ngực Hạ Thiên, tuy một nửa người của hắn lạnh như băng nhưng nàng vẫn không xịt ra. Nàng không phải là người thường, bây giờ trong người không còn âm hỏa, vì vậy có thể chống đỡ cảm giác lạnh. Nhưng lúc này nàng có chút mê man với cuộc sống sau này, dù nàng chưa ra khỏi cửa khách sạn nhưng cũng biết đây là thành phố Cảng Thành, nàng vẫn còn xa lạ với thành phố này. Là lần đầu tiên nàng đến đây. Đúng vậy. Hạ Thiên có vài phần buồn bực, hắn khẽ gật đầu, sau đó an ủi Ninh Khiết một câu. "Chị đừng lo, chúng ta sẽ không chờ lâu ở đây, tôi khẳng định sẽ nhanh chóng hấp thu hoàn toàn âm hỏa, đến lúc đó tôi có thể đánh bại con đàn bà Tống Ngọc Mị chết tiệt kia." Chương 1003: Kế hoạch phải hết sức cẩn thận. "Tôi không sao, tôi chỉ lo lắng cho cậu, bây giờ Tống Ngọc Mị không cho cậu liên lạc với những bà vợ kia." cũng không cho cậu dùng tên thật, cô ta rõ ràng muốn cho cậu ở một địa phương xa lạ với hai bàn tay trắng, bị người ta ức hiếp, tôi chỉ sợ cậu không chịu được thôi. Ninh Khiết khẽ nói, tôi cũng không phải sợ, trước khi tôi gặp cậu, tôi là một cô gái không may, bây giờ không biết đã tốt hơn trước kia bao nhiêu lần rồi. Hạ Thiên lại không quan tâm đến những vấn đề này. Tống Ngọc Mỹ kia cho rằng tôi không còn chút năng lực nào, nhưng cô ta không biết tôi không có công lực cũng có thể đánh bại rất nhiều người hơn nữa bây giờ công lực của tôi đã khôi phục trở lại nhưng vì muốn áp chế âm hỏa mà không thể dùng hết nhưng không có kẻ nào ức hiếp được hạ thiên khẽ hừ một tiếng rồi nói thêm tôi tạm thời sẽ không là hạ thiên lấy tên là tống tử để cho tống ngọc mỹ kia đi tìm chết ai chọc tôi thì người đó phải đi tìm chết tôi sẽ ngồi lên du thuyền một lần nữa sau lần này đã có thể gặp lại tiểu kiều và lãnh băng băng được rồi chồng tôi cũng không để cho người khác ức hiếp cậu giọng nói của ninh khiết rất dịu dàng với năng lực của tôi bây giờ dù kém cậu trước kia nhưng đối phó với người thường là rất dễ dàng tôi chỉ lo lắng một vấn đề đó là bây giờ tống ngọc mỹ đã về thủ đô nhưng không biết có phái người âm thầm theo dõi chúng ta hay không nếu thật sự là có cô ta mà biết được chúng ta sống tốt sợ rằng sẽ tiếp tục đến tìm phiền toái hạ thiên suy nghĩ một chút sau đó nói vợ quỷ keo kiệt lần trước tôi thấy chỉ có bốn vệ sĩ ở thôn hạ dương bây giờ chỉ có lợi hại hơn bọn họ chưa ừ tống ngọc mỹ nói tôi luyện công thời gian ngắn nhưng vì trong người có linh khí nên đám người tống hùng kia so ra vẫn kém vì vậy dù tôi chỉ luyện võ vài tháng nhưng bây giờ muốn đánh bại bọn họ là rất dễ dàng ninh khiết cũng có chút tự tin với vấn đề này hơn nữa bọn họ có cùng một sư phụ với tôi tôi hiểu võ công của bọn họ cũng biết nhược điểm của bọn họ trước mặt bọn họ tôi có ưu thế tuyệt đối như vậy thì rất đơn giản Tống Ngọc Mỹ kia bây giờ cho rằng tôi không còn bản lĩnh gì, còn bắt tôi phải làm ăn mày, tất nhiên phải có người theo dõi. Nhưng tám phần người kia lâu lâu chỉ đến xem một lần mà thôi, cũng không có quá nhiều người theo dõi sát sao. À, bây giờ công lực của tôi có chút hạn chế, có lẽ cũng không dễ dàng phát hiện ra người theo dõi mình. Hạ Thiên nói đến đây thì có chút khó hiểu, hắn suy nghĩ rồi nói tiếp. Đúng rồi, vợ quỷ Keo Kiệt, bây giờ giống như đã giữa trưa, tôi ra ngoài dùng cơm. Còn chị, sau khi tôi ra ngoài thì bám theo sau, bây giờ bọn họ còn chưa phát hiện chị đã khôi phục lại như thường, chắc chắn sẽ không ai chú ý, sau đó chỉ có hơn phân nửa sẽ tìm ra được người theo dõi tôi, cuối cùng chị chỉ cần tìm cơ hội xử lý tên kia là được. Ừ, chồng nói đúng, chúng ta cứ làm như vậy. Ninh Khiết có hơi suy xét, sau đó tỏ ra tán thành, nhưng cuối cùng còn hỏi một câu. Trực tiếp giết đi sao? Nếu sát hại thì Tống Ngọc Mỹ kia sẽ không thu được tin tức nhất định sẽ nghi ngờ. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó nói: "Nên bắt hắn lại, sau đó tôi sẽ dùng ngân châm thôi miên hắn, để hắn nghe theo lời chúng ta, cuối cùng để hắn nói đối với Tống Ngọc Mị là cả ngày đều theo dõi sát sao, như vậy Tống Ngọc Mị ngu ngốc kia sẽ bị lừa." Trông cậu thật sự lợi hại, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận." Ninh Khiết có chút hưng phấn, trong lòng giảm đi rất nhiều lo lắng, có lẽ vì ở chung với Tống Ngọc Mị quá lâu, nàng dần sinh ra cảm giác sợ hãi tuy người tống ngọc mỹ uy hiếp chính là hạ thiên nhưng hạ thiên không bị tống ngọc mỹ hù dọa mà sợ hãi hắn chỉ tạm thời không thể không thỏa hiệp ngược lại ninh khiết giống như bị dọa tôi tất nhiên là lợi hại tôi luôn là người lợi hại nhất hạ thiên rất mạnh miệng dù hắn vừa bị tống ngọc mỹ đánh bại nhưng hắn vẫn cảm giác mình mạnh nhất vì hắn cảm thấy mình thật sự không thua nhưng tống ngọc mỹ rõ ràng không biết xấu hổ dám dùng phương pháp hạ lưu để uy hiếp hắn hắn chẳng qua chỉ vì vợ mà không thể không thỏa hiệp Hạ Thiên thầm khinh bỉ Tống Ngọc Mị, chẳng phải có công phu luyện trước hắn vài chục năm sao. Đợi đến một ngày nào đó vợ nào của hắn cũng lợi hại như Tống Ngọc Mị, như vậy muốn ước hiếp nàng ta thế nào cũng được, ước hiếp đến khi van xin thì thôi. Vì cơ hội sau này có thể ức hiếp Tống Ngọc Mị mà Hạ Thiên nhanh chóng mặc quần áo rời khỏi giường, Ninh Khiết cũng đi theo, bây giờ hắn cần phải đi xử lý tên khốn mà Tống Ngọc Mị đã phái đến để nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tôi đi ăn trước, chị đợi một chút rồi hãy đi theo. Hạ Thiên nói với Ninh Khiết, sau đó hắn nhớ đến một vấn đề, hắn móc 100 đồng từ trong túi ra nói. Bây giờ chỉ có 200 đồng, chỉ 100 tôi 100, sau khi chúng ta thu phục được người của Tống Ngọc Mị, tôi sẽ đi kiếm tiền. Ừ, Ninh Khiết lại không chậm trễ, nàng nhận lấy tiền, bây giờ trên người nàng không có đồng nào, tất nhiên không có tiền sẽ chẳng thể đi đâu được, 100 đồng tuy rất ít. Nhưng dù thế nào thì sống qua ngày hôm nay cũng không phải là vấn đề. Hạ Thiên không nói thêm điều gì, hắn mở cửa phòng, xuống lầu đi ra khách sạn, dưới quầy phục vụ có một chiếc đồng hồ lớn, hắn nhìn qua, cuối cùng xác nhận bây giờ đã hơn 12 giờ trưa. Hạ Thiên vừa hoạt động tiêu hao thể lực, bây giờ bụng quả thật có chút đói, vì thế điều hắn cần làm bây giờ chính là tìm một chỗ nào đó lấp đầy bụng. Thành phố này dân số đông, có đầy đủ các cửa hàng lớn nhỏ, chỉ cần đi ra cổng khách sạn thì đã có rất nhiều quán ăn nhỏ một quán bán bánh rán lại hấp dẫn sự chú ý của Hạ Thiên, hương bánh làm cho hắn đang đói bụng cảm thấy rất muốn ăn, hắn cũng không do dự, trước tiên mua hai cái bánh, sau đó 100 đồng của hắn biến thành 97 đồng. Đối với một Hạ Thiên sức ăn rất lớn thì hai cái bánh rán là khó thể lấp đầy cái bụng đói, vì vậy hắn vừa ăn bánh vừa đi dạo tìm kiếm món khác. Hắn đi không quá nhanh, nhìn có vẻ giống như đi dạo, mãi đến khi đi được nửa giờ hắn mới vào một tiệm thức ăn nhanh, gọi một phần, sau đó bắt đầu hưởng dụng không chút hoang mang. Tuy băng hỏa linh khí trong cơ thể của Hạ Thiên đã khôi phục nhưng không dám đơn giản sử dụng, tuy bây giờ băng hỏa linh khí của hắn đã dùng một biện pháp đặc biệt để giữ vững thế cân đối với âm hỏa, nhưng nếu hắn sử dụng băng hỏa linh khí thì trạng thái cân bằng sẽ bị phá hoại, âm hỏa sẽ thừa cơ hội mà tiến vào, sẽ phát động tấn công. Lúc này ngũ quan của hắn không còn được linh mẫn như xưa, đến bây giờ hắn còn chưa thể xác định có người nào đang lén theo dõi mình. Nhưng Hạ Thiên cũng không cảm thấy đáng ngại về vấn đề này, nếu quả thật có người theo dõi hắn, hắn tin Ninh Khiết có thể phát hiện ra. Thực tế hắn đã thấy được nàng, lúc này nàng đang đứng cách hắn khá xa, hơn nữa vừa rồi nàng vừa mua một cái mũ và cặp kính, nàng cũng đã đeo lên, rõ ràng là muốn ngụy trang, dù là người quen cũng chưa chắc có thể nhận ra. Hạ Thiên dùng cơm không chút hoang mang, sau đó hắn tính tiền và bỏ đi, sau khi rời khỏi quán ăn nhanh thì 97 đồng trong túi chỉ còn là 79 đồng thức ăn nhanh giá 18 đồng, không ngon bằng một cái bánh rán. Hạ Thiên thầm oán trách một câu, sau đó hắn tiếp tục đi dạo, hắn muốn đi dạo nhiều nơi, như vậy Ninh Khiết mới dễ dàng tìm ra người đang theo dõi hắn. Nhưng Hạ Thiên thật sự không quen đường nơi này, hắn đi và phát hiện mình đến cây cầu buổi sáng, bây giờ trên cây cầu rất vắng người, cơ bản là rất lạnh nên chẳng có ma nào qua đây. Mấy tên ăn mày thì vẫn còn, kể cả tên thiếu niên tàn tật hắn đã gặp lúc sáng. Này, chú còn ở đây xin tiền sao hạ thiên bây giờ có chút nhàm chán hắn đi đến trước mặt tên thiếu niên ăn mày rồi hỏi hắn không hiểu vì sao lại có người chỉ biết lựa chọn nghề nghiệp làm ăn mày tên thiếu niên không có phản ứng hắn chỉ nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền giống như đang ngủ làm ăn mày cũng không chuyên chú thật sự là không có tương lai hạ thiên thầm nói một câu hắn chuẩn bị bỏ đi nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy có gì đó là lạ hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút sau đó lại nắm lấy cổ tay của tên thiếu niên tàn tật bắt mạch xem xét hạ thiên cuối cùng cũng phát hiện tên thiếu niên không phải đang ngủ mà đang hôn mê vì công lực của hắn không bằng trước kia vì vậy ánh mắt xem bệnh cũng không tốt như trước lần đầu tiên hắn nhìn qua cũng không thấy vấn đề thật sự là nghề nghiệp không có tương lai làm ăn mày cũng bị người đánh hạ thiên lầm bầm nói hắn đã kiểm tra được nguyên nhân là bị đánh mà hôn mê hạ thiên bây giờ cũng không có gì làm hơn nữa tâm tình khá tốt, vì vậy hắn lấy ra ngân châm đâm lên người tên thiếu niên tàn tật vài lượt. Cuối cùng tên này cũng tỉnh lại, khi thấy Hạ Thiên thì vẻ mặt chợt biến đổi và khiếp đảm hô lên một câu. Tống, Tống Đại Ca, sao anh lại ở đây? Tống Đại Ca, Hạ Thiên suy nghĩ 3 giây mới kịp phản ứng, Tống Đại Ca này chính là hắn, vì bây giờ hắn họ Tống. Anh nhàm chán nên ra ngoài dạo chơi. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn buồn bực hỏi. Này, sao chú lại bị người ta đánh bất tỉnh Còn nữa, anh phát hiện chân trái cào chú bị gãy, chẳng phải chân của chú đã bị gãy từ lâu rồi à? Sao bây giờ lại vừa gãy chưa lâu? Tống, Tống đại ca, anh không đến khách sạn tâm duyệt sao? Tên thiếu niên tàn tật không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, ngược lại chỉ ngây ngô hỏi một câu. Đi chứ, anh vừa mới ra ngoài ăn cơm. Hạ Thiên có chút kỳ quái, khách sạn tâm duyệt là nơi hắn vừa biến ninh khiết thành vợ, tất nhiên hắn biết thiết quải thất không tìm được anh sao? Tên thiếu niên tàn tật lại cẩn thận hỏi. Anh không thấy thằng què chết tiệt kia. Hạ thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn tên thiếu niên. Này, sao chú biết tên què kia muốn tìm anh? Có phải chú nói cho tên què chết tiệt kia biết anh đến ở trong khách sạn Tâm Duyệt? chương 1004, Kinh Sợ. Thực xin lỗi đại ca, thật xin lỗi, em không muốn bán rẻ anh, cũng không muốn trêu vào thiết quải thất, lúc nãy hắn vừa đến đây tìm anh sau đó thấy em cầm bóp của hắn vì vậy hắn nhận định em có liên hệ với anh hắn hỏi em anh ở đâu em không có biện pháp chỉ có thể nói anh có khả năng đến khách sạn tâm duyệt tên thiếu niên tàn tật nhìn hạ thiên vẻ mặt có chút sợ hãi là thiết quài thất đập gãy chân em sau đó em hôn mê không biết bọn họ đi đâu đúng là vô dụng một tên què chết tiệt thì có gì phải sợ hạ thiên không muốn so đo với những tiểu nhân vật Hắn chỉ nói vài lời khinh thường rồi hiếu kỳ hỏi một câu. "Này, chân của chú vừa bị người ta đánh gãy, vậy trước kia không phải đã gãy rồi sao?" "Đại ca, thật ra trước đó em không tàn tật, em chỉ giả vờ như vậy mà thôi." "Đại ca có lẽ không biết, chúng tôi có rất nhiều người cố ý giả tàn tật, nếu không thì làm gì có ai chịu cho tiền." Tên thiếu niên dùng giọng có chút ngượng ngùng đáp lời, hắn nhìn vài tên ăn mày ở gần đó rồi hạ giọng nói. "Đại ca Thật ra bọn họ đều như em, ngoài một người thật sự tàn tật, những người khác đều là giả. Như vậy à, vậy các chú không phải là lừa đảo sao? Hạ Thiên càng khinh thường, hắn ghét nhất những tên lừa đảo. Đại ca, chúng em thật sự không gạt người, chẳng qua chỉ vì miếng cơm mà thôi, chúng em cũng không muốn như vậy. Tên thiếu niên khẽ hạ giọng nói. Chúng em phải giả vờ tàn tật, nếu không thì chỉ có một kết quả, đó là chúng em thật sự biến thành tàn tật ví dụ như em bây giờ, căn bản không phải giả vờ. Giống như sợ hạ thiên nghe không hiểu, tên thiếu niên tiếp tục giải thích. Đại ca, thật ra đám ăn mày chúng tôi nhìn qua có vẻ giống như mỗi người kiếm ăn riêng nhưng thực tế đều bị người khống chế, đều nằm dưới sự phụ trách của thiết quải thất, mỗi ngày đều phải nộp tiền. Hơn nữa số tiền mỗi nơi cũng khác nhau, trên cầu như chúng em là 30 đồng một ngày, thiết quải thất yêu cầu chúng em giả tàn tật, nếu không thể thì hắn sẽ cho người đánh chúng em thành tàn tật. Hạ Thiên không có tâm tình nghe tên ăn mày lại nhảy, hắn cảm thấy làm ăn mày rất bực bội, chuyên gia lừa đảo, hắn không muốn nói nhiều với đám người này, vì vậy xoay người đổi chỗ đi dạo. Hạ Thiên tiếp tục đi thêm 10 phút, hắn nghĩ rằng thời gian lâu như vậy thì Ninh Khiết đã tìm được người tống Ngọc Mị cho đi theo, vì thế quyết định không tiếp tục đi dạo mà quay về khách sạn Tâm Duyệt. Bây giờ Hạ Thiên không đi nhanh, hơn 10 phút sau hắn mới chậm rãi về khách sạn Tâm Duyệt phòng của hắn ở lầu 3, khách sạn này cũng không có thang máy, hắn chỉ có thể đi bộ lên lầu. Khi vừa đến lầu 3 thì Hạ Thiên phát hiện một đám người đi tới, một tên trong số đó thấy mặt hắn thì lập tức hô lên. Chính là tiểu tử này, lên cho tao. Người này chính là thiết quải thất mà sáng nay bị Hạ Thiên đánh cho một trận và cướp đi vài trăm đồng, lúc này thiết quải thất không đi một mình, sau lưng hắn còn có năm sáu tên đàn ông trẻ tuổi, có vài tên cầm gậy gộc khi nghe hắn hét lên thì đám người trượt phóng về phía hạ thiên hạ thiên tiếp tục đi về phòng mình không chút hoang mang hắn lấy khóa ra rồi chậm rãi đi vào hắn không đóng cửa tất nhiên đám người kia sẽ lập tức tiến vào phòng một tên cầm tuyết chạy nhanh nhất tên này vào đến trước mặt hạ thiên rồi vùng ống tuyết đập xuống hơn nữa còn đập xuống đầu rõ ràng tên này không đơn giản chỉ muốn dạy cho hạ thiên một bài học bộ dạng này giống như muốn đánh chết hạ thiên hạ thiên lại không kinh hoàng đây chi là vài tên trời ơi, hắn căn bản không quan tâm. Hắn rút ra hai cây châm rồi đạp phiêu miểu bộ tùy ý né qua đòn tấn công của đối phương, đồng thời hai tay vung vẫy, ngân châm đâm lên người đối phương, vài giây sau tên này đã ngã đập đầu xuống đất. Tên này vừa ngã xuống thì tên thứ hai đã xuất hiện, người này dùng tay trần nhưng một nắm đấm khủng bố lại được tung ra. Hạ Thiên không né tránh, hắn trực tiếp dùng ngân châm tiếp đón nắm đấm của đối phương. Á à. Tên đáng thương bị Hạ Thiên châm vào nắm đấm và lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết, sau đó hắn vội vàng thu nắm đấm trở về, đồng thời một đá cũng được tung ra. Hạ Thiên vẫn không né tránh, ngân châm vẫn được đâm ra ra rất chính xác, vừa vận đâm vào bàn chân của đối phương, lần này lại kết hợp thêm vài châm. Kết quả là tên này gào lên thảm thiết, sau đó thu chân trở lại, nhưng còn chưa đứng vững đã bị Hạ Thiên đá vào bụng, vì thế mà ngã ngay xuống đất. Không thể nghi ngờ Tuy Hạ Thiên không còn công lực nhưng kỹ thuật đánh đấm vẫn rất mạnh, đánh bại vài tên côn đồ bình thường là chuyện rất dễ dàng. Sở dĩ hắn muốn ra tay trong phòng vì không muốn để Tống Ngọc Mị biết mình vẫn còn đánh nhau rất lợi hại. Hừ, tiểu tử này vẫn còn có thể ra tay. Khi thấy hai đồng bạn bị đánh ngã trong khoảnh khắc thì một người không khỏi mắng một câu, sau đó lao đến, đồng thời cũng có một kẻ lao đến không một tiếng động. Hai tên này một cầm dao găm một cầm gậy, rõ ràng trang bị không tệ gian phòng này vốn khá nhỏ, hơn nữa còn đặt một chiếc giường lớn, không gian thật ra tương đối có hạn, nhiều người đánh nhau rõ ràng là không đủ. Hai tên kia phóng lên có vẻ chen chúc, nhưng địa phương chen chúc thế này lại có vẻ có lợi cho Hạ Thiên, phiêu miểu bộ của hắn có nhiều phạm vi hoạt động hơn, trên cơ bản chỉ cần đi qua đi lại, có thể nói là thuận lợi thi triển. Giao găm đâm mạnh về phía Hạ Thiên, cây gậy đến chậm hơn một chút, ánh mắt hắn chợt xoay chuyển, sau đó hắn lầm bầm một câu xem ta tứ lạng bạc thiên cân hạ thiên vừa nói dứt lời thì đã có tiếng hét thảm vang lên tên cầm dao găm chợt choáng váng sao hắn có thể chọc sai người được này mày sao mày lại đâm tao tên cầm gậy ôm lấy bụng với vẻ mặt đau đớn cây gậy rơi xuống đất người này không kịp trả lời vì khi hắn ngây người thì hạ thiên đã nhặt gậy lên sau đó gõ lên đầu đối phương làm cho tên này trực tiếp ngất xỉu chú cũng nên ngất đi là vừa Hạ Thiên thuận tay gõ lên đầu tên bên cạnh, người này vừa bị xiên một đao, bây giờ bị đánh vào đầu, tất nhiên sẽ hôn mê ngay lập tức. Tiểu tử, bây giờ chú đã biết kết quả khi đắc tội với thiết quải thất anh rồi chứ? Cửa ra vào chợt truyền đến một âm thanh, đúng là thiết quải thất, hắn đến bây giờ mới tiến vào cửa, hắn tưởng rằng thủ hạ đã hạ gục Hạ Thiên, vì vậy mới nói ra những lời vừa rồi. Nhưng hắn còn chưa nói dứt lời đã phải câm nín, vì hắn phát hiện 6 người mình mang đến đã có 4 tên nằm đo đất, hai tên còn lại giống như không dám tiến lên. Thằng que chết tiệt, lại đến đưa tiền sao? Hạ thiên lười biếng nói một câu, hắn cảm thấy trước khi kiếm được tiền thì phương pháp cướp bóc là khá tốt. Tiểu tử, mày đừng. Thiết quải thất ngây người và lập tức có chút tức giận, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì thân thể chợt bay lên, sau đó hắn hét thảm một tiếng và ngã xuống đất. Một bóng người mảnh khảnh chợt xuất hiện ở cửa ra vào, bàn tay tuyết trắng rỗi ra, cuối cùng hai tên còn đang do dự không dám tiến lên chợt đau đớn ngã xuống đất. Người đột nhiên xuất hiện tất nhiên là Ninh Khiết, nàng nhanh chóng đánh ngã hai tên côn đồ rồi nói. Chồng, cậu không sao đấy chứ? Tất nhiên tôi không sao. Hạ Thiên không chút vui sướng. Tôi còn định đánh hai tên này, bây giờ lại bị chị đánh, thôi được, tôi xử lý tên quẻ cũng được. Hạ Thiên đi đến trước mặt thiết quải thất, hắn cho đối phương vài đá. Chồng, đừng quan tâm đến bọn họ, chúng ta còn có chuyện chính sự." Ninh Khiết nhanh chóng đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ghé vào tai hắn rồi nói: "Tôi đã chế ngự được Tống Hùng, chồng, trước tiên cậu nên thôi miên hắn để hỏi xem có đồng lõa hay không, nếu không có thì chúng ta tạm thời không cần phải lo đến chuyện Tống Ngọc Mị." "Tống Hùng sao?" Hạ Thiên có chút sững sờ. "Tên kia ở đâu?" Ở trong một gian phòng khác, hắn cũng đặt một gian phòng ở đây, tôi vừa theo hắn vào phòng hắn căn bản không ngờ tôi sẽ xuất hiện vì vậy mà lập tức bị chế trụ, bây giờ chúng ta đến phòng của hắn. Ninh khiết ghé sát bên tai nói với Hạ Thiên. Vậy thì được. Hạ Thiên ngồi xổm xuống lục lọi trên người thiết quải thất, hắn lấy ra một chiếc bóp, lại tìm được không ít tiền, khoảng 3.000 đồng. Sau đó hắn lục sáu người kia, thu hoạch không nhỏ, có thêm được 2.000 đồng. Sau khi cất tiền kỹ càng thì Hạ Thiên nói với thiết quải thất. Này, thằng que, bây giờ anh ra ngoài dạo chơi, nếu sau khi anh trở về còn phát hiện chú ở đây, anh sẽ biến chú thành thằn què chết bầm, chú hiểu chưa? Thiết quải thất không dám lên tiếng, lúc này Ninh Khiết lóe người đến bên cạnh thiết quải thất, nàng khẽ vươn tay cầm lấy cây gậy sắt của đối phương, nàng khẽ mỉm cười, cây gậy bị bẻ cong thành hình chữ V. Cô, cô, thiết quải thất thấy tình cảnh như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn, người khác thì không nhưng hắn biết cây gậy sắt kia được làm thành từ tài liệu nào, người có thể trực tiếp dùng tay bẻ cong cây gậy, đó tuyệt đối là tồn tại không bình thường. Chúng tôi không muốn gây chuyện, nhưng chúng ta cũng không sợ, tôi có thể nói anh biết, anh không nên trêu vào chúng tôi, nếu anh còn dám đến tìm phiền toái, tôi có thể đảm bảo tất cả xương cốt trên người anh cũng như cây gậy sắt kia. Ninh Khiết lạnh lùng nói, nàng biết nên làm gì để đối phương phải kinh sợ. Chương 1005, thuê phòng cũng khó. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi ngay, lập tức đi ngay tôi sẽ đảm bảo không bao giờ xuất hiện trở lại. Thiết quài thất vội vàng nói. Anh tốt nhất nên nhớ kỹ lời của mình, nếu không lần sau chuyện tốt sẽ chẳng đến phần anh. Ninh khiết hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng đến bên cạnh kéo tay Hạ Thiên. Chồng, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Hạ Thiên cũng nhanh chóng theo Ninh khiết ra khỏi cửa, hắn bây giờ cần phải đi giải quyết Tống Hùng, còn chuyện tên què thiết quài thất. Tạm thời hắn chẳng có hơi sức đâu để quan tâm đến đối phương, nếu sau này tên khốn kia còn đến làm phiền, hắn sẽ trực tiếp xử lý. Khi thấy Ninh Khiết và Hạ Thiên rời khỏi phòn thì Thiết quải Thất cảm thấy rất bức bối. Hôm nay đúng là quá xui xẻo, chưa nói đến chuyện bị một tên đánh hai lần, còn bị cướp hai lần, hắn sao lại chọc vào người lợi hại như vậy? Thù này lại không thể nào báo được. Tạm thời không nên chọc vào hắn, đợi có cơ hội báo thù cũng không muộn. Thiết Quài Thất bị Ninh Khiết hù dọa, bây giờ cũng không còn dũng khí trả thù. Ninh Khiết đưa Hạ Thiên đi đến một gian phòng khác cũng ở lầu 3, chìa khóa trên tay nàng, nàng mở cửa, kéo Hạ Thiên vào, sau đó đóng cửa lại. Hạ Thiên cũng lập tức thấy một người nằm dưới sàn nhà, đó chính là Tống Hùng trước kia đã từng làm vệ sĩ cho Ninh Khiết. Hạ Thiên đã có hai lần kinh nghiệm dùng ngân châm thôi miên, mỗi lần như vậy hắn đều thành công. Lúc này tuy công lực bị chế ngự, không thể sử dụng tùy ý nhưng thực tế dùng ngân châm thôi miên lại chẳng liên quan gì đến băng hỏa linh khí vì thế lúc này hắn thuận lợi thôi miên tống hùng sau đó hỏi gì đối phương cũng trả lời. Hạ Thiên cũng nhanh chóng phát hiện mình suy đoán không sai, Tống Ngọc Mị chỉ phái một mình Tống Hùng đến giám sát mà thôi. Điều này cũng là bình thường, với bản lĩnh của Tống Hùng, địa phương như cảng thành này không có vài người tạo nên uy hiếp với hắn. Tống Ngọc Mị lại cho rằng Hạ Thiên bị quản chế công lực, ninh khiết hôn mê bất tỉnh, để một thuộc hạ như Tống Hùng đến đây âm thầm quan sát cũng vì coi trọng Hạ Thiên, nếu không Tống Ngọc Nghị sẽ cảm thấy tùy tiện phái một người đến đây là được. Đáng tiếc là Tống Ngọc Nghị không biết, Hạ Thiên dù bị quản chế công lực nhưng không yếu nhược như tưởng tượng của nàng. Thậm chí nàng cũng không ngờ Hạ Thiên có thể cứu tỉnh Ninh Khiết, lại lợi dụng âm hỏa trên người Ninh Khiết để giải khai cấm chế trên người chính mình. Kết quả là hắn chỉ dùng thời gian một ngày ngắn ngủi để làm cho cục diện biến đổi. Bây giờ Tống Hùng lại bị hắn khống chế, trong thời gian ngắn, Tống Hùng dựa theo ý của Hạ Thiên mà nói ra rất nhiều chuyện bi thảm với Tống Ngọc Nghị. Điều duy nhất làm Hạ Thiên cảm thấy bực bội chính là Tống Hùng có trình độ biên truyện tương đối kém, hắn không biết nên nói như thế nào. Cũng may Ninh Khiết chủ động xin giết giặc, nàng tự viết ra, Tống Hùng chỉ cần nói mà thôi. Vì vậy kể từ hôm nay Ninh Khiết có thêm một nghề phụ, nghề viết tiểu thuyết. Ninh Khiết đã nghĩ ra tình tiết của câu chuyện, đó là một chàng thanh niên đến cảng thành mà không có đồng nào trong người không thể nào không làm ăn mày, nhận đủ tất cả uất ức. Sau đó hắn gặp một cô gái xinh đẹp, hai bên yêu nhau, đáng tiếc là cô gái xinh đẹp này cuối cùng lại làm bổ nhí cho một kẻ có tiền. Trông, tôi quyết định sau này sẽ viết tiểu thuyết, có thể gọi là chuyện muốn quên ở Cảng Thành, nếu không gọi là nghịch lưu thành hải cũng được. Lúc này tâm tình của Ninh Khiết rất tốt, vì nàng biết rõ mình và Hạ Thiên đã an toàn. Không có vấn đề, sau khi Tống Ngọc Mỹ bị đánh bại, tôi sẽ giúp chị xuất bản tiểu thuyết. Hạ Thiên đáp ứng ngay. Chồng, tôi thấy chúng ta không thể nào rời khỏi đây ngay, không bằng chúng ta đi thuê nhà. Ninh Khiết lúc này chợt đề nghị, nàng không biết sẽ ở lại cảng thành này trong bao lâu, nhưng nàng có thể khẳng định không phải là một vài ngày, sợ rằng vài tháng và cũng có thể là hơn. Bây giờ nàng cần phải có một kế hoạch lâu dài mới được. Ninh Khiết sở dĩ đưa ra lời đề nghị thuê nhà vì nàng biết mình và Hạ Thiên bây giờ có gần 5.000 đồng, tuy tiền thuê nhà ở Cảng Thành sẽ không rẻ, nhưng số tiền đó muốn thuê được một căn nhà là vấn đề không lớn. Ninh Khiết thật ra không thích ở khách sạn, nàng cảm thấy dù thuê một căn phòng cũng có thể coi là nhà. Hạ Thiên cũng hiểu nên thuê nhà, hắn cũng không thích ở khách sạn, vì vậy hai người lập tức đạt thành nhất trí, sẽ đi thuê phòng ngay bây giờ, nếu đến tối có thể chuyển vào ở thì càng tốt. Nơi đây gọi là thôn Dân Hưng, vài năm trước xây dựng khá nhiều chung cư, những căn chung cư đó đều được gọi là Dân Hưng Nhạc Viên, tổng cộng có vài chục chung cư như vậy. Ninh Khiết đi ra khỏi khách sạn rồi khẽ giới thiệu tình huống bên này với Hạ Thiên. Vừa rồi nàng đi theo Hạ Thiên thì cũng thuận tiện cũng hỏi thăm tình huống nơi này, tuy còn chưa hiểu rõ nhưng cũng có chút hiểu biết sơ bộ. Tất cả căn phòng ở chung cư hay nhà được xây bên ngoài đều căn bản được bán cho người dân thôn dân hưng, nhưng bọn họ rất ít khi ở đây, vì vậy cơ bản đều cho thuê. Cậu xem, nơi đây toàn bảng quảng cáo cho thuê phòng. Hạ Thiên quét mắt nhìn rồi nói: Tôi thấy những gian phòng này cũng khá tốt. Ừ, khá tốt." Ninh Khiết khẽ gật đầu. "Chúng ta trước tiên đi mua một cái điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho chủ nhà." Hạ Thiên không hiểu những vấn đề này, vì vậy tất cả đều do Ninh Khiết xử lý. Nàng đến cửa hàng điện thoại, mua một chiếc điện thoại giá 300 đồng, lại mua một chiếc sim giá 100 đồng, sau đó gọi điện thoại cho số máy ghi trên quảng cáo. Nửa giờ sau Hạ Thiên phát hiện phòng cho thuê cũng chẳng phải luôn bỏ trống tuy có rất nhiều phòng nhưng phần lớn đều đã có người thuê, vì thế muốn kiếm được một gian phòng cũng không dễ dàng như vậy. Ninh Khiết dùng điện thoại gọi cho 10 số máy, phần lớn đều là phòng có người thuê, chỉ có hai căn còn trống. Nhưng hai gian phòng, một căn giá 2 ngàn rưỡi một tháng, hơn nữa còn bắt giao trước tiền phòng trong thời gian một quý, một gian phòng khác giá 2 ngàn một tháng nhưng bắt đóng tiền hai tháng một lần. Ninh Khiết tính toán và thấy tiền không đủ, đúng là không có biện pháp, cũng chỉ có thể tiếp tục điện thoại mà thôi tiền thuê nhà nơi đây quá mắc, giống như còn mắc hơn cả thủ đô. Ninh Khiết có chút buồn bực, nàng tưởng rằng 5.000 đồng có thể tìm được một chỗ nghỉ ngơi, nhưng bây giờ xem ra số tiền đó là không đủ. Ninh Khiết dùng ánh mắt không cam lòng tìm những tờ quảng cáo, nàng tiếp tục điện thoại nhưng không có đau hoạch gì. Có một gian phòng giá rất rẻ, một tháng một ngàn rưỡi, hai gian một phòng, nhưng yêu cầu của chủ nhà lại rất quái, yêu cầu giao một năm tiền nhà, cộng thêm hai ngàn tiền thế chấp, Tính lại vừa đủ 20 ngàn, điều này làm Ninh Khiết thiếu chút nữa đã mắng người. Nếu không tối nay chúng ta tiếp tục ở lại khách sạn, ngày mai tôi tìm thêm chút tiền rồi đi thuê cũng không muộn. Hạ Thiên cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Chồng, nơi này kiếm tiền cũng không dễ. Ninh Khiết không khỏi khẽ nói. Tôi cảm thấy rất đơn giản, cùng lắm thì đi cướp. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Cướp cũng không tốt, trước đó đám người kia chủ động trêu chọc chúng ta chúng ta có cướp cũng không có vấn đề gì. Nếu bây giờ chúng ta chủ động đi cướp, tôi thấy thấy không thỏa đáng. Ninh Khiết tuy bây giờ là người có năng lực nhưng lại có vài quan niệm thâm căn có đế, nếu không đến tình cảnh bất đắc dĩ thì nàng sẽ chẳng đi cướp. Vì vậy nàng dừng lại một chút rồi an ủi Hạ Thiên. Chồng, cậu đừng vội, chúng ta nhất định sẽ tìm được gian phòng phù hợp, sau khi tìm được phòng thì tôi sẽ đi tìm công việc, nuôi sống hai người không phải là vấn đề. Ninh Khiết không đợi Hạ Thiên kịp tiếp lời mà lập tức gọi điện thoại, vì nàng lại thấy quảng cáo cho thuê nhà. Lúc này Ninh Khiết cúp điện thoại và tỏ ra rất vui. Quát tốt, chồng, chúng ta cuối cùng cũng tìm được một gian phòng phù hợp, một gian một buồng, chỉ một ngàn rưỡi, giao tháng một, tính cả tiền đặt cọc là ba ngàn. Chúng ta thanh toán tiền nhà vẫn còn lại hơn một ngàn, cũng đủ cho chúng ta tiêu xài một tháng. Đi thôi, chúng ta đến xem phòng thế nào. Ninh Khiết hỏi vài người căn cứ theo địa chỉ mà chủ nhà đã nói, sau đó nàng tìm được đến nơi. Sau khi nàng đến đúng địa điểm thì phát hiện chỗ này rẻ là có lý do, vì gian phòng ở lầu 9 nhưng lại không có thang máy, điều này làm cho Ninh Khiết cảm thấy khó hiểu, không phải đã có quy định qua tầng 7 phải có thang máy hả? Sao phòng này ở tầng 9, vì sao không có thang máy? Hơn nữa số của gian phòng này tương đối xấu, là 911, cũng may Ninh Khiết không quan tâm đến vấn đề này. Nàng chỉ cần ở chung với Hạ Thiên, coi như cả hai có một gian nhà nhỏ, vì vậy nàng nhanh chóng nhấn chuông. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông hơn 30 xuất hiện ở cửa ra vào, khi thấy Ninh Khiết thì người đàn ông này có hơi sững sờ, một lúc sau mới nói. Thuê nhà sao? Vào đi. Ninh Khiết kéo Hạ Thiên đi vào, sau đó nàng quan sát gian phòng. Lúc này tên đàn ông kéo cửa lại, hơn nữa còn bấm khóa. Anh làm gì vậy? Ninh Khiết lập tức cảm thấy có gì đó là lạ, bình thường khi xem phòng thì chủ nhà cũng không đóng cửa, mà khóa trái cửa cũng càng kỳ quái. Tên đàn ông còn chưa nói lời nào thì cửa phòng ngủ mở ra, có hai người đàn ông từ bên trong phóng ra, bộ dạng đều 30 tuổi. Ninh Khiết lập tức trao mày, trong lòng không khỏi buồn bực, vì nàng thấy hai tên đàn ông kia đều cầm dao, xem ra muốn rẻ cũng dễ dàng bị hại, nàng tưởng rằng tìm được một gian phòng giá rẻ, nào ngờ lọt vào ổ cướp. Cướp đây! Một tên đàn ông mở miệng chứng minh suy đoán của Ninh Khiết. Lấy hết tiền đưa ra đây. Chương 1006, cái gọi là anh em tốt. Các người muốn cướp sao? Ninh Khiết chợt sinh ra cảm giác buồn cười, thật ra trước kia nàng thuê phòng ở thủ đô đều rất cẩn thận, cũng sẽ không chạy đến một chỗ xa lạ để xem phòng. Nhưng lúc này nàng không suy xét đến vấn đề đó mà lập tức đến đây, không phải chỉ vì nàng vội vã tìm phòng, càng vì nàng cảm thấy người bình thường không làm gì được mình. Vì vậy bây giờ nàng rất bức bối, không phải bức bối vì bị cướp, chẳng qua chỉ vì không tìm thuê được phòng mà thôi. Còn đám người này muốn cướp của nàng, điều này làm nàng cảm thấy buồn cười, vài mạng như vậy muốn cướp nàng được sao? Phải biết rằng Ninh Khiết cũng không phải người phụ nữ xui xẻo xấu xí như trước, đừng nói là cảng thành, dù là cả nước cũng không có vài người đánh bại nàng. Nói nhảm, mau đưa tiền ra đây, chúng ta chỉ cướp tài mà không cướp sắc. Một tên đàn ông dùng giọng mất kiên nhẫn quát lên, nhưng hắn nói đến đây thì chợt ngừng lại lúc này hắn đã nhìn rõ tướng mạo của ninh khiết cũng thấy rõ tư thái xinh đẹp của nàng vì vậy hắn sửa lời không đúng lần này ông phải cướp sắc đúng vậy tài không có cũng chả sao lần này nhất định phải sắc ông đã nhịn vài ngày rồi khi thấy con hàng này thì khí nóng lại bùng lên một tên đàn ông khác lại dùng ánh mắt tràn đầy dâm tục nhìn ninh khiết sau đó hắn quay đầu nhìn hạ thiên này tiểu tử chú nếu không muốn chết thì đứng sang bên cạnh đừng nhúc nhích, đợi khi anh và đám bạn làm thịt bạn gái của chú xong, chú cũng sẽ được hưởng sái, trước nay anh thường rất nghĩa khí, hay áp dụng câu nói có phúc cùng hưởng. Các anh thật sự nghĩ khí sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi một câu. Đúng vậy, tiểu tử, có muốn theo các anh không? Có tiền có gái, cái gì cũng sướng. Tên đàn ông lúc đầu mở cửa đã nói, hắn cũng là tên có vóc dáng cao nhất trong số ba người nhưng muốn theo các anh phải cho ra chút lợi ích trước tiên chú phải đưa bạn gái cho các anh chơi đùa sau đó các anh sẽ đưa cho chú một con hàng khác như vậy bây giờ các anh là anh em tốt sao hạ thiên lại hỏi tất nhiên rồi cu các anh là anh em tốt cùng kiếm tiền cùng chơi gái tên đàn ông cao nhất tiếp tục nói à vậy thì tốt hạ thiên khẽ gật đầu bộ dạng giống như suy nghĩ tiểu tử nghĩ gì vậy Tên đàn ông cao có chút mất vui. Không muốn theo các anh sao? Vậy thì xin lỗi, ba các anh sẽ chơi con ghẻ của chú, chú cứ đứng bên cạnh mà xem. Các anh không biết tôi có biệt hiệu gì sao? Ninh Khiết lúc này lại nói. Tôi nghĩ các anh không biết, tôi là Quỷ Keo Kiệt. Người đẹp, Keo Kiệt cũng không tốt, loại người đẹp như em, chỉ cần hào phóng một chút sẽ tha hồ có tiền, chẳng phải có câu nằm ngửa nằm nghiêng cũng có tiền sao? Trong mắt tên đàn ông bùng lên ý dâm nhưng xem ra cũng đáng tiếc đợi đến khi các anh hưởng dụng em xong chỉ sợ em chỉ có thể đến kiếm tiền ở chỗ lão diêm vương nếu em may mắn có thể làm vợ bé của diêm vương đại ca đừng nói nhiều làm gì để em lên trước tên đàn ông lùn nhất trong nhóm ba người đã nhịn không được xem ra gần đây hắn rất nhẫn nhịn bây giờ lại thấy ninh khiết quá đẹp vì thế lửa nóng bùng lên dữ dội tôi cũng không muốn nói nhảm với các người tôi chỉ muốn nói cho các người một vấn đề sau này tôi sẽ thật sự là quỷ keo kiệt, ngoài chồng ra, người khác đừng hòng chiếm tiện nghi. Vì vậy đám cặn bã không biết sống chết các người đều đi chết hết đi. Ninh khiết nói mang theo ý lạnh, nàng nói xong thì ra tay, bàn tay trắng nõn vỗ ra ba lượt, ba tiếng kêu đau đớn vang lên, ba tên đàn ông hầu như cùng văng ra một lúc. Ninh khiết ra tay rất nặng, ba tên đàn ông ngã xuống đát mà không tự giác được phải dẫy ruộng, cả đám không thể nào đứng lên. Lúc này bọn họ cũng hiểu vì sao hai người kia gặp cướp mà không sợ hãi, hơn nữa còn bình tĩnh nói chuyện với mình. Nhưng Ninh Khiết còn khôn có suy nghĩ sẽ buông tha cho đám người này, nàng lóe người lên, chuẩn bị đánh ba tên kia một trận nhớ đời. Ba tên này muốn cướp của nàng, hơn nữa còn nói lời ô uế, muốn làm nhục nàng, đúng là khó tha thứ. Vợ quỷ keo kiệt, đừng đánh chết bọn họ. Hạ Thiên mở miệng nói. Ninh Khiết chợt sướng sờ, sau đó nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên chồng, cậu muốn sao? Ninh Khiết tuyệt đối sẽ không cho rằng Hạ Thiên sẽ cầu tình cho đám người này, nàng chỉ không biết hắn nghĩ gì mà thôi. À, đám ngu ngốc kia vừa nói bọn họ là anh em tốt, vì vậy tôi định thành toàn cho bọn họ, để bọn họ là anh em tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ninh Khiết vẫn chưa hiểu, nàng hỏi. Chồng, rốt cuộc cậu có ý gì? À, tôi thấy đám ngu ngốc này thật đáng thương, bọn họ đã lâu không có phụ nữ, vì vậy bây giờ bọn họ cảm thấy rất thiếu hạ thiên trả lời ninh khiết có chút bất đắc dĩ người này không thể nói ra cho rõ ràng sao tất nhiên nàng biết đám này thiếu phụ nữ nhưng điều này có liên quan gì đến chuyện bọn họ là anh em tốt cũng may cuối cùng hạ thiên đã giải thích hắn nói tôi nghe nói anh em tốt thật sự thì khi anh em cần đàn bà huynh đệ phải làm đàn bà của anh em nếu bọn họ là anh em tốt hơn nữa lại thiếu phụ nữ vậy để cho bọn họ là phụ nữ của nhau. Ninh khiết chợt sướng sờ, nàng lập tức không biết nên khóc hay cười, nàng giống như đã từng nghe câu nói này trên mạng, lúc đó nàng cảm thấy nó rất ác tâm. Xem ra lúc này chồng cổ quái của nàng muốn để cho cái ác như vậy thành sự thật. Khi Ninh Khiết còn đang sướng sờ thì Hạ Thiên đã cầm ngân châm ra tay, hắn phóng đến bên cạnh ba tên đàn ông, đâm vài châm lên người đối phương. Sau đó lại lượn qua một vòng lấy bóp của cả ba, đáng tiếc là ba tên này thật sự quá nghèo, cả ba chỉ có hai ngàn đồng. Cướp gì mà nghèo thế này, không bằng chết đi cho rồi. Hạ thiên thầm khinh bỉ ba tên cướp, sau đó hắn đá cho mỗi tên hai cái giỏi nói với Ninh Khiết. Vợ, chúng ta đi thôi, tuy tôi cảm thấy bọn họ là anh em tốt, nhưng chuyện kia rất ghê tởm, chúng ta không nên nhìn, sợ rằng sẽ gặp ác mộng. Ninh Khiết tuy không thấy đám người này làm gì nhưng có thể tưởng tượng ra tình cảnh kế tiếp, nàng rất tán thành lời nói của Hạ Thiên, tình cảnh kia sẽ rất ghê tởm, vì vậy nàng đồng ý rời đi. Ninh Khiết rời khỏi phòng nhưng Hạ Thiên không đi ngay, hắn đập vỡ điện thoại của ba tên, sau đó tìm được một ổ khóa, hắn kéo cửa và khóa lại. Đến lúc này ba tên kia đã không còn gọi điện thoại cầu cứu cho bất kỳ ai, điều bọn họ cần làm duy nhất là trở thành phụ nữ cho anh em, tất nhiên bọn họ cũng không muốn, chẳng qua chỉ vì bị Hạ Thiên đâm châm kích thích mà thôi. Hạ Thiên và Ninh Khiết nhanh chóng đi xuống lầu, ba người trong phòng kia sẽ có kết quả gì, Ninh Khiết không quan tâm nàng cũng không đồng tình với bọn họ, vì nếu nàng là một cô gái bình thường, kết quả lúc này sẽ rất thảm. Nhưng muốn thuê phòng và có sự việc như vậy phát sinh làm Ninh Khiết không còn tâm tình tiếp tục tìm kiếm và điện thoại, nàng nhìn giờ, đã hơn 4 giờ chiều, dù tìm được phòng thì hôm nay cũng không thể ở được nữa. Vì vậy nàng quyết định lúc này không đi thuê phòng, trước tiên qua đêm ở khách sạn, ngày mai tính sau. Chồng, trước tiên chúng ta đi dạo chơi gần đây để làm quen hoàn cảnh, lát nữa sẽ về dùng cơm, sau đó quay về khách sạn nghỉ ngơi, được không? Ninh Khiết khẽ hỏi ý Hạ Thiên. Được. Hạ Thiên đồng ý, khoảng thời gian này cũng nhàm chán chẳng có gì làm. Ninh Khiết ôm cánh tay Hạ Thiên, hai người chậm rãi đi dạo ở vùng lân cận coi như làm quen hoàn cảnh. Khi đi dạo thì Ninh Khiết phát hiện nơi này tuy có hơi lộn xộn nhưng các vấn đề như ăn mặc đi ở đều rất thuận tiện, có nhà hàng nhỏ, có siêu thị, cà phê, phòng tập thể hình ngay cả bệnh viện cũng không thiếu có vài bệnh viện tư nhân tương đối nhỏ nhà thuốc thì rất nhiều chờ chút tôi tiến vào mua cái này đã hạ thiên khi đến nhà thuốc thì đột nhiên dừng lại mua cái gì ninh khiết chợt có chút kỳ quái hạ thiên là thần y vào nhà thuốc mua cái gì ninh khiết ngẩng đầu nhìn nhà thuốc tên là nhà thuốc trung y hoàng lão nhưng rõ ràng đây không phải nơi chuyên bán thuốc đông y vì cửa ra vào có biển quảng cáo trên đó ghi giảm giá vạn ngải khả không phải cậu ấy đi mua cái này đấy chứ. Ninh khiết thầm nói, gương mặt đỏ hồng hồng, vì nàng biết vạn ngải khả chính là Viagra. Nhưng Ninh khiết lập tức cảm thấy điều đó là không thể, chồng nàng sẽ không cần thuốc này, tuy nàng không đủ kinh nghiệm với vấn đề yêu, nhưng nàng cũng biết một hạ thiên rằng có lâu như vậy sẽ không cần Viagra. Đúng lúc Ninh Khiết còn đang suy nghĩ miên man thì Hạ Thiên đã có đáp án. Tôi muốn mua một ít ngân châm. Hạ Thiên bây giờ chỉ có hai cây ngân châm, Tuy hai cây là quá đủ nhưng hắn đã có một trình tự hấp thu âm hỏa, muốn sử dụng phương pháp này, nếu chỉ cần hai cây ngân châm sẽ không đủ, vì vậy hắn phải mua hàng dự bị. Hạ Thiên sở dĩ chọn tiệm thuốc này vì thấy hai chữ Trung Y, hắn cảm thấy tiệm thuốc Trung Y sẽ có bán ngân châm. Ninh Khiết cuối cùng cũng khẽ thở ra, may mà hắn không mua Viagra, nếu không đêm nay nàng sẽ không chịu được. Tuy nàng thể chất tốt nhưng cũng bị Hạ Thiên làm cho chết khiếp nên hắn còn xài thuốc, như vậy còn gì là em nó. Chương 1007, ông ta không xem được bệnh của tôi. Hai người vào tiệm thuốc, Hạ Thiên cũng đoán không sai, trong tiệm quả nhiên có bán ngân châm, hắn mua một lượt 50 cây ngân châm, mất 100 đồng. Hạ Thiên cầm ngân châm mà không muốn bỏ đi ngay, vì hắn chợt phát hiện tiệm thuốc này làm ăn khá tốt, mà hắn cũng nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, đó là vì một thầy thuốc ngồi trong quầy. Người này hơn 50 tất cả mọi người gọi hắn là bác sĩ Hoàng, xem ra hắn chính là trung y lão hoàng trên bảng hiệu tiệm thuốc. Bây giờ có rất nhiều người đang xếp hàng chờ bác sĩ Hoàng xem bệnh, mà vị này cũng rất có trình tự, bắt mạch, khám, chữa bệnh, sau đó kê đơn, cuối cùng bệnh nhân mua thuốc theo đơn đã kê. Trong đơn thuốc có cả đông y tây y nhưng giá cả lại không đắt, bình thường chỉ là vài chục đồng. Nếu nói đây là nhà thuốc thì không giống, phải là phòng mạch thì hay hơn. Hạ Thiên ở bên cạnh nhìn một lúc sau đó hắn phát hiện vị bác sĩ Hoàng kia đều có dự đoán khá chính xác về bệnh tình của bệnh nhân, đơn thuốc mà lão đưa ra cũng không tệ, không những đúng bệnh mà giá lại rẻ, có lẽ vì vậy mà tiệm thuốc làm ăn khá tốt. Cậu định làm gì vậy? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được và kéo Hạ Thiên khẽ hỏi. Tôi đang suy nghĩ xem nên kiếm tiền như thế nào. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Dừng nghĩ nữa, về ăn cơm trước thôi. Ninh Khiết cũng không vội vàng vấn đề kiếm tiền, hôm nay Hạ Thiên đã đánh cướp vài lần, bây giờ bọn họ có hơn 6.000 tiền mặt, dù bọn họ ở lì trong khách sạn thì ít nhất cũng được nửa tháng. Nhưng tôi sẽ nhanh chóng có cơ hội tìm được tiền. Hạ Thiên chân thành nói. Ninh khiết chợt buồn bực, nàng nhìn đám người còn đang xếp hàng ở trong nhà thuốc mà khẽ nói. Cậu không phải muốn chữa bệnh cho bọn họ đấy chứ, nhưng bọn họ không biết cậu, cũng sẽ không tin tưởng cậu. Tôi biết, vì vậy tôi không tính toán muốn chữa bệnh cho bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng nói: "Hơn nữa bọn họ cũng không có tiền, chữa bệnh cho bọn họ thì chẳng thu được đồng nào, với lại cũng không có bệnh gì nặng." "Vậy cậu nói có cơ hội kiếm tiền là thế nào?" Ninh Khiết chợt có chút mơ hồ, sau đó nàng chợt có một ý nghĩ, nàng ghé sát bên tai Hạ Thiên nói: "Chồng, không phải cậu muốn cướp tiệm thuốc đấy chứ?" Cũng không trách Ninh Khiết có nghi ngờ như vậy, dù sao Hạ Thiên hôm nay cũng đã cướp bóc vài lượt. Mà tiệm thuốc làm ăn quá tốt, rõ ràng có rất nhiều tiền mặt. Nếu hắn muốn cướp thì chẳng có gì là lạ, vấn đề là đối tượng cướp bóc trước đó đều là loại bất lương, Ninh Khiết thấy cướp cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nếu nói cướp một nhà thuốc làm ăn đàng hoàng, nàng cảm thấy thật sự không phù hợp. Tuy bây giờ nhiều nhà thuốc khá đen tối, rất nhiều nơi bán thuốc mắc như vàng, nhưng căn cứ theo sự quan sát của Ninh Khiết thì bác sĩ Hoàng này có vẻ không tệ lắm. Bán thuốc cũng không quá đắt, không giống như những tên bác sĩ lòng dạ hiểm độc. Tất nhiên không phải. Hạ Thiên lắc đầu, cướp bóc kiếm tiền không nhanh bằng chữa bệnh, chỉ xem hôm nay tôi cướp vài lần mà được mấy đồng đâu. Nghề nghiệp đó làm ăn không được tốt. Ninh Khiết không khỏi thở ra một hơi, không phải cướp là được, thật ra nàng cũng không phải rất hiểu Hạ Thiên, trước đó tuy xem qua một vài tư liệu về hắn và biết được vài phương diện, nhưng trong lòng nàng khi đó cảm thấy đây là một tên lưu manh bị thần kinh bây giờ nàng thấy hắn không đáng chán ghét cũng không thừa nhận đàn ông của mình bị thần kinh nhưng nàng cảm thấy hắn làm việc quá cổ quái không theo lẽ thường vì thế mà nàng thật sự sợ hắn sẽ làm ra những chuyện dở khóc dở cười vậy cậu rốt cuộc muốn chữa bệnh cho ai ninh khiết nhịn không được phải hỏi chính là ông ta hạ thiên chỉ vào trong quầy thuốc ninh khiết nhìn mà không khỏi ngẩn ngơ đây không phải là bác sĩ hoàng sao anh đẹp trai anh muốn chữa bệnh cho bác sĩ hoàng sao cô gái trẻ bán thuốc trong quầy lại nghe được cuộc nói chuyện giữa hạ thiên và ninh khiết vì vậy nàng không nhịn được phải nói một câu tôi thấy anh đến tìm bác sĩ hoàng chữa bệnh thì đúng ông ấy không xem được bệnh cho tôi nhưng tôi có thể chữa bệnh cho ông ấy hạ thiên lười biếng nói tôi chẳng muốn tranh chấp với cô cứ chờ thì biết anh đẹp trai đừng ăn nói lung tung sao bác sĩ hoàng lại bệnh được đúng vậy đáng tuổi con cháu thì ăn nói cho đàng hoàng bác sĩ Hoàng là người tốt. Thằng này có bệnh, đầu óc bị thần kinh, mày lên cho bác sĩ Hoàng khám bệnh buốc thuốc kẻo chết bây giờ. Vài người bệnh chờ đến lượt nói anh một câu tôi một câu, bộ dạng giống như muốn dùng nước miếng dìm chết Hạ Thiên. Đầu óc các người mới có vấn đề. Hạ Thiên chừng mắt nhìn một người. Không tin anh hỏi Lão Hoàng xem, có phải ông ấy bị bệnh không? Tiểu tử, có tin ông xiên mày không? Tên đàn ông bị Hạ Thiên mắng hơn 40 tuổi, bộ dạng có hơi nóng tính, hắn vung tay lên định đánh người. A à, Hoa, đừng nóng tính như vậy. Một giọng nói ôn hòa vang lên, người nói chính là bác sĩ Hoàng, lão vừa mới kê đơn xong cho một người bệnh. Lúc này giống như có hơi nhàn rỗi, lão quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng điệu rất bình thản. Người trẻ tuổi, tôi thấy cậu vừa mua ngân châm, có lẽ cũng hiểu y thuật, nhưng cậu nói tôi có bệnh, điều này cũng không rõ ràng. Phải biết rằng tôi cũng đã lớn tuổi, ít nhiều cũng có bệnh điều này không ai đoán trước được. Bác sĩ Hoàng, nhưng tôi không quen nhìn tên tiểu tử này chù ẻo anh. Tên đàn ông gọi là A Hoa chợt thở phì phò nói, rõ ràng hắn khá quen thuộc với bác sĩ Hoàng, cũng rất nghe lời bác sĩ Hoàng. Tuy bộ dạng hắn có vẻ rất căm phẫn nhưng thật sự không đánh nhau với Hạ Thiên. A Hoa, cậu thanh niên kia nói không sai, tôi thật sự có bệnh, đến tuổi này có bệnh cũng không có gì kỳ lạ. Bác sĩ Hoàng nói với vẻ mặt ôn hòa. Này, Ông Hoàng, tôi không nói đến bệnh viêm tuyến tiền liệt của ông, bây giờ ông còn một bệnh nặng hơn, hơn nữa lại sắp chết." Hạ Thiên lười biếng nói. Nghe nói như vậy thì mọi người không khỏi ngẩn ngơ, vẻ mặt cô gái bán thuốc lại càng cổ quái, "Bác sĩ Hoàng bị viêm tuyến tiền liệt sao?" Có nhiều người không biết viêm tuyến tiền liệt là bệnh gì nhưng cô gái bán thuốc lại biết, hơn nữa bệnh viện đối diện tiệm thuốc kia treo một bảng hiệu lớn ghi rõ ràng là chuyên trị viêm tuyến tiền liệt trước kia dù nàng không biết nhưng nhìn lâu cũng biết đó là bệnh gì ninh khiết thì có chút mơ hồ nàng chỉ cảm thấy vẻ mặt đám người bên cạnh có chút quái dị vẻ mặt bác sĩ hoàng cũng có chút xấu hổ cậu thanh niên vậy cậu nói đi tôi rốt cuộc bị bệnh gì bác sĩ hoàng nhanh chóng khôi phục lại như thường lão mở miệng nói ông lão chính ông cũng không phải không biết còn giả vờ làm gì hạ thiên bĩu môi trái tim của ông có bệnh bệnh tim bẩm sinh Ông không biết sao? Vẻ mặt bác sĩ Hoàng có hơi biến đổi, cuối cùng lão cũng phát hiện người thanh niên kia không hồ đồ, vì đối phương biết rõ lão bị bệnh tim, mà chuyện này không có vài người trong thôn dân hưng biết rõ. Bác sĩ Hoàng có tên là Hoàng Kiện Khang, sở dĩ đặt tên như vậy vì hồi nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, người trong nhà mong lão được kiện khang khỏe mạnh. Thật ra nếu căn bệnh tim bẩm sinh được phát hiện vào thời đại này thì sẽ được chữa dứt, nhưng vài chục năm trước y học còn chưa phát triển như bây giờ mà bác sĩ Hoàng lại dùng thuốc Đông y, vì vậy lão mới học trung y. Những năm gần đây bác sĩ trung y là không nhiều, hơn nữa còn hai giả danh lừa đảo, vì thế mà bác sĩ trung y thường hay bị chỉ trích, rất nhiều người chỉ chữa bệnh theo Tây y. Nhưng dù là như vậy, nếu có một trung y thật sự tốt thì sẽ làm ăn rất tốt, mà bác sĩ Hoàng là một người như vậy. Lão mở tiệm thuốc và khám bệnh, vì chi phí khám không đắt, hơn nữa hiệu quả lại tốt nên những năm gần đây thanh danh rất tốt trong thôn dân Hưng ít nhất thì người ở đây đều đến cho lão xem bệnh xem ra chúng ta thật sự cùng nghề bác sĩ hoàng mở miệng nói người thanh niên không biết nên xưng hô thế nào tôi họ tống tống trong triều nhà tống tên chỉ có một chữ là tử trong sinh tử hạ thiên thuận miệng nói hắn thấy cái tên này của mình là không sai trước khi tống ngọc mỹ chết thì hắn nên dùng cái tên này tống tử bác sĩ hoàng chợt ngây người cái tên quá quỷ dị những năm gần đây ai dùng chữ chết làm tên đúng vậy là tống tử trước kia có một thầy tướng số nói tôi phải lấy tên là tống tử nếu không sẽ chết vì vậy mới như thế này hạ thiên thuận miệng nói ra một câu chuyện tất nhiên hắn sẽ không nói cho người khác biết tống tử chính là tống ngọc mị sẽ tử vậy tôi gọi cậu là bác sĩ tống bác sĩ hoàng trầm ngâm một chút rồi nói ánh mắt của bác sĩ tống là rất tốt tôi thật sự có bệnh tim bẩm sinh Bệnh này đã theo tôi hơn 50 năm, cho đến nay đều không có vấn đề gì, cậu nói tôi sắp chết, có nghiêm trọng quá không? Có nghiêm trọng hay không thì ông sẽ biết." Hạ Thiên lười biếng nói. "Trước kia ông không có vấn đề thì chẳng có nghĩa bây giờ sẽ không, ông lớn tuổi rồi, gần đây lại vất vả, đặc biệt là hôm nay ông đã xem bệnh cho nhiều người phải không? Nay, tôi phải chờ ở đây, nhiều nhất là nửa giờ sau bệnh của ông sẽ tái phát." Bác sĩ Tống thật sự nắm chắc như vậy sao? vẻ mặt bác sĩ hoàng chợt biến đổi vài ngày qua lão thật sự rất mệt mỏi hôm nay cũng xem bệnh cho nhiều người vì những ngày qua nhiệt độ xuống thấp mà người bệnh rất đông nếu không chúng ta đánh cuộc hạ thiên suy nghĩ rồi nói bác sĩ tống muốn đánh cuộc thế nào bác sĩ hoàng có chút mê hoặc đơn giản thôi tôi nói nửa giờ nữa bệnh tim của ông sẽ phát tác nếu không thì tôi thua nếu phát tác thì tôi thắng nếu thắng thì tôi sẽ cứu sống ông nhưng tiệm thuốc nào phải chia cho tôi một nửa." Hạ Thiên lười biếng nói, hắn cần kiếm tiền mà tiệm thuốc là nơi kiếm tiền rất tốt. Chương 1008, thắng được nửa tiệm thuốc. "Tiểu tử, mày muốn chết sao? Mày muốn cả tiệm thuốc của bác sĩ Hoàng à?" Bác sĩ Hoàng còn chưa nói gì thì tên A Hoa đã nổi giật, hắn hùng hổ phóng về phía Hạ Thiên. "Có tin ông đá chết mày không?" Nói chuyện khách khí một chút. Ninh Khiết lúc này cũng bực bội Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn A Hoa, giọng điệu mất vui. Bây giờ thì nàng đã hiểu, Hạ Thiên thật sự muốn kiếm tiền ở quán thuốc này, nàng cũng không muốn có người phá hoại kế hoạch của hắn. "Người đẹp, anh chưa khách khí sao?" A Hoa tỏ ra tùy tiện. "Anh cho em biết, A Hoa này không phải hạng ngồi không, bác sĩ Hoàng đã cứu anh một mạng, bây giờ các người muốn cướp tiệm thuốc của bác sĩ Hoàng, trước tiên phải hỏi xem A Hoa anh đây có đồng ý hay không đã." Nếu anh còn mắng người đừng trách tôi ra tay đánh người ninh khiết hừ lạnh một tiếng a à hoa nói chuyện khách khí một chút lúc này bác sĩ hoàng cũng nói được rồi nể mặt bác sĩ hoàng tôi tạm thời không so đo với đôi cầu nam nữ a à hoa lầm bầm phẫn nộ quay về bốp một âm thanh trong trẻo vang lên ninh khiết đột nhiên ra tay cho a à hoa một bạt tai a à hoa đầu tiên là sững sờ sau đó nổi giận lao về phía ninh khiết hừ mày muốn chết á? A à, Hoa còn chưa nói dứt lời thì đã bị Ninh Khiết đá ngay vào bụng, hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi ôm bụng ngã xuống đất. "Này, đừng đánh nữa." Cô gái trẻ tuổi bán thuốc trong quầy lập tức lên tiếng khuyên bảo, mà đám người đến xem bệnh cũng ngây người, rõ ràng bọn họ không ngờ nơi đây có đánh nhau, hơn nữa A à, Hoa lại đánh nhau với một người phụ nữ xinh đẹp, điều này thật sự quá quỷ dị. "Tiểu thư, trước tiên xin dừng tay, xin dừng tay." bác sĩ hoàng thấy tình cảnh không đúng thì vội vàng khuyên bảo đồng thời còn xin sự giúp đỡ của hạ thiên bác sĩ tống làm phiền cậu nói bạn gái dừng tay được không cô ấy là vợ tôi không phải bạn gái hạ thiên thuận miệng nói một câu cũng không cho ninh khiết dừng tay hắn thấy tên a hoa kia cần ăn đòn ninh khiết lúc này mới chủ động ngừng tay nhưng giọng điệu có chút lạnh lùng bác sĩ hoàng nể mặt ông bây giờ tôi mới dừng tay nhưng ông nói cho anh ta biết nếu còn nói ra những lời không sạch sẽ tôi sẽ đánh gãy răng vâng vâng tôi sẽ khuyên bác sĩ hoàng vội gật đầu sau đó lão nhìn a hoa đang đứng lên đau đớn rồi nói với vẻ trách cứ tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi đừng nên quá nóng tính không cần vì tiện mắng người bây giờ đã thấy tai hại chưa a hoa dùng ánh mắt sợ hãi nhìn ninh khiết cuối cùng hắn cũng không dám nói thêm điều gì nhưng bộ dạng của hắn vẫn có chút không cam lòng này ông lão ông có đánh cuộc không? Hạ Thiên lúc này không nhịn được nói, "Đừng nói tôi không nhắc nhở ông, người khác chưa chắc có thể cứu được ông, nhưng nếu ông tình nguyện chia cho tôi nửa hiệu thuốc, lát nữa tôi có thể cứu ông một mạng." "Bác sĩ Tống, cậu thật sự vững tin chút nữa bệnh tim của tôi sẽ tái phát sao?" Bác sĩ Hoàng cũng bị những lời nói của Hạ Thiên làm cho bất ổn. "Tất nhiên, nếu ông không tin thì có thể đánh cuộc với tôi, nếu không chút nữa có phát tác thì tôi cũng mặc kệ." Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cũng không muốn chữa bệnh không công. Bác sĩ Hoàng có chút chần chừ, sau đó lão hỏi: "Bác sĩ Tống, nếu cậu thua, nếu thua tôi sẽ làm việc không công cho tiệm thuốc của ông." Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm, nhưng ông yên tâm, tôi sẽ không thua. "Được rồi, như vậy thì đánh cuộc." Bác sĩ Hoàng cảm thấy Hạ Thiên rất có thể là kẻ đến quấy rối, vì lão mở tiệm thuốc này mà đắc tội với không ít người. Ví dụ như một vài bệnh viện và nhà thuốc lân cận, nhưng lão là người địa phương nên cơ bản không ai dám đến làm phiền. Lúc này bác sĩ Tống này rõ ràng là người ngoài đến, điều này làm bác sĩ Hoàng sinh ra một ý nghĩ, có phải đây là người mà đối thủ cạnh tranh cố ý tìm đến làm khó mình. Cũng vì ý nghĩ này mà bác sĩ Tống quyết định tham gia cá cược, lão không nghĩ mình yếu thế, lùi một bước không sợ chuyện chắc chắn xảy ra, chỉ sợ chuyện không ngờ. Nếu lão thật sự phát bệnh, có người cứu thì quá tốt. Nếu cứu một mạng và trả nửa hiệu thuốc, tuy giá hơi cao nhưng không thể nói là không lời. Nếu lão không phát bệnh, như vậy bác sĩ Tống sẽ làm việc không công cho lão, vì thế dù thắng hay thua lão đều không thiệt, sao không cược một lần? Như vậy thì được, ông cứ tiếp tục xem bệnh cho bọn họ, chút nữa tôi sẽ trị bệnh cho ông." Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn tìm một chiếc ghế chống ngồi xuống, sau đó lại thuận tay kéo Ninh Khiết. "Vợ quỷ keo kiệt, chị cũng ngồi nghỉ đi." Ninh Khiết tuy không quen thân mật với Hạ Thiên trước mặt nhiều người, nhưng nàng vẫn ngồi trên đùi hắn. A Hoa ở bên cạnh đưa mắt nhìn Hạ Thiên, trong lòng nghĩ mãi mà không rõ tên tiểu tử tống tử này là ai, vì sao người phụ nữ xinh đẹp và hung hăng kia lại dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, điều này đúng là khó nghĩ. Ông ta sẽ thật sự tái phát bệnh tim sao? Một lúc sau Ninh Khiết không nhịn được phải nói. "Đúng vậy, sẽ lập tức tái phát thôi, nói chung còn hơn 10 phút nữa." hạ thiên thuận miệng nói ninh khiết lập tức có chút kỳ quái nhưng vừa rồi cậu nói phải nửa giờ sau mới tái phát bây giờ mới hai phút mà thôi vì bây giờ tâm tình ông ta kích động vì thế bệnh tái phát nhanh hơn hạ thiên giải thích một câu là vậy sao ninh khiết chợt hiểu ra lúc này hạ thiên lại nói một câu à không đúng chỉ cần năm phút sẽ phát tác bác sĩ hoàng hay chút nữa hãy xem bệnh cho tôi Lúc này một người ở bên cạnh không nhịn được phải mở miệng, vì bên cạnh có người nói bệnh tim của bác sĩ Hoàng sẽ lập tức phát tác, đừng nói điều này làm cho bác sĩ Hoàng phải sợ hãi, ngay cả đám người bọn họ ở bên cạnh cũng kinh hoàng. Không sao, bác sĩ Hoàng tỏ ra khá chấn tính, nhưng trong lòng lão có chấn tính hay không thì lại là một chuyện khác. Bác sĩ Hoàng nhanh chóng bắt mạch cho người bệnh, sau khi biết rõ tình huống thì kê đơn thuốc, toàn bộ quá trình chưa đến 3 phút. Đúng lúc này thì Hạ Thiên bắt đầu mở miệng. 10, 9. Chồng, cậu đếm ngược làm gì vậy? Ninh Khiết có chút buồn bực. 4, 3, 2, 1. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Ninh Khiết, mãi đến khi đếm đến số một mới ôm nàng đặt sang một bên, sau đó đứng lên nói. Tôi chuẩn bị cứu người. Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ, đúng lúc này nàng nghe thấy một giọng điệu kinh hoàng. Bác sĩ Hoàng, bác sĩ Hoàng, chú bị sao thế này? Người mở miệng hét lớn chính là cô gái trẻ tuổi bán thuốc, đám người bàng quan lại ngẩn ngơ, khoảnh khắc này không biết phải làm sao, vì bọn họ thấy vẻ mặt bác sĩ Hoàng rất khổ sở, lấy tay đặt lên ngực, giống như không nói nên lời. Điều này, bác sĩ Tống, mau đến cứu người. Cô gái trẻ kịp phản ứng, nàng vội vàng nói với Hạ Thiên. "Đừng lo, ông ta không chết nhanh vậy đâu." Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn lấy ra một cây ngân châm rồi quét mắt nhìn đám người ở đây này các người thấy chưa tôi thắng đấy nhé ánh mắt đám người trong tiệm thuốc nhìn Hạ Thiên đã có chút khác biệt người này đúng là quá lợi hại y thuật như vậy tối thiểu cũng hơn bác sĩ Hoàng mày mau chữa bệnh cho bác sĩ Hoàng đi làm nhảm làm gì a Hoa kia lại nhịn không được hắn dùng giọng lo lắng thúc giục không cần anh phải thúc tôi tôi biết khi nào nên chữa bệnh Hạ Thiên trừng mắt nhìn a Hoa nếu còn lắm mồm thì tôi đập vỡ mồm A Hoa còn định nói gì đó thì phát hiện một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mình, khi ánh má này chuyển đến thì A Hoa lập tức hoảng sợ, cũng không dám nói thêm điều gì. Ngã một lần thì sau đó sẽ khôn hơn, A Hoa bây giờ không sợ Hạ Thiên nhưng vừa bị Ninh Khiết đánh, vì vậy Ninh Khiết vừa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang thì hắn đã bị dọa cho sợ hãi. Hạ Thiên cuối cùng cũng đi đến quầy thuốc, nhưng hắn không lập tức thi châm cho bác sĩ Hoàng, trước tiên hắn bắt mạch cho đối phương. Tuy trước đó hắn biết bác sĩ Hoàng có bệnh tim cũng biết sẽ nhanh chóng phát tác, nhưng bây giờ hắn phải bắt mạch mới có thể biết rõ ràng tình huống. Mà cô gái trẻ ở bên cạnh cũng thầm nghĩ, người này có lẽ là thầy thuốc thật sự, tư thế bắt mạch rất giống. Á. À, cô gái trẻ vừa suy nghĩ thì thấy Hạ Thiên đâm châm về phía trái tim bác sĩ Hoàng, vì thế nàng không khỏi hô lên kinh hoàng. A Hoa ở bên kia cũng rất căng thẳng, nhưng lúc này hắn không dám nói lời nào, chỉ nhìn Hạ Thiên liên tục đâm châm lên vị trí trái tim của bác sĩ Hoàng. Thật ra nếu như trước thì Hạ Thiên sẽ không cần đâm nhiều châm như vậy, nhưng bây giờ hắn không thể dùng băng hỏa linh khí, vì vậy mà chữa bệnh phiền phức hơn, phải đâm hơn vài chục châm mới dừng lại. Lúc này đám người bên cạnh cũng phát hiện vẻ đau đớn trên mặt bác sĩ Hoàng đã biến mất, một lúc sau lão đã có thể mở miệng. Bác sĩ Tống, đa tả cậu. Điều này, bác sĩ Tống quả nhiên thần kỳ. Lúc này đám người trong tiệm thuốc không khỏi thầm than sợ hãi. Không cần cảm ơn tôi, đừng quên những gì đã đánh cuộc bây giờ ông phải chia cho tôi một nửa tiệm thuốc hạ thiên nhanh chóng nói một câu rồi kéo ninh khiết đi ra ngoài tôi có việc đi trước ngày mai sẽ đến tìm sau hạ thiên đi có hơi gấp vì vậy mà đám người trong tiệm thuốc không khỏi buồn bực người này vất vả lắm mới thắng nửa tiệm thuốc sao đi nhanh như vậy bác sĩ hoàng cũng mê hoặc một lát sau lão vội vàng chạy theo ra ngoài nhưng căn bản không thấy hạ thiên Lúc này Hạ Thiên đã kéo Ninh Khiết về khách sạn với tốc độ nhanh nhất, hắn đi vào phòng rồi lập tức đóng cửa lại. Vợ quỷ keo kiệt, xem xét giúp tôi, đừng cho bất kỳ ai đến quấy giày. Hạ Thiên vội vàng nói ra một câu, sau đó hắn ngồi xuống đất, trên tay có một cây ngân châm. chương 1009, em yêu Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng động tác rất nhanh để đâm ngân châm lên người mình, chưa đến một lúc sau, tất cả ngân châm đều đã đâm lên người hắn. Ninh Khiết vốn không biết có chuyện gì phát sinh, nhưng khi nàng thấy động tác của Hạ Thiên thì hiểu ra, có lẽ hắn lại bị âm hỏa quấy phá. Hạ Thiên nhanh chóng không ghim kim nữa, hắn ngồi xuống đất, nhắm mắt lại. Ninh Khiết không biết hắn đang làm gì, nhưng nàng có thể cảm giác được trong không gian lân cận có một luồng sóng dao động, vô tình trong lòng nàng có chút lo lắng, nàng có thể suy đoán hắn đang cố gắng ngăn cản những công kích của âm hỏa. Dù Ninh Khiết thật sự lo lắng nhưng cũng không biết nên làm gì, Điều nàng cần làm duy nhất chính là ở bên cạnh cảnh giới, không cho bất kỳ ai quấy rầy hắn. Đừng lo, y thuật của cậu ta lợi hại như vậy, tất nhiên sẽ có cách giải quyết vấn đề. Ninh Khiết thầm an ủi mình, nàng tin Hạ Thiên dám đưa âm hỏa sang người thì chắc chắn có thể áp chế được. Ninh Khiết cũng không biết khi đó Hạ Thiên thật ra không còn lựa chọn nào khác, tất nhiên bây giờ Hạ Thiên cũng thật sự có thể nắm chắc giải quyết âm hỏa. Bây giờ âm hỏa và băng hỏa linh khí chính là hai lực lượng khác biệt trong người hắn nếu xét ở một trình độ nào đó thì hai lực lượng này không liên quan đến nhau, nhưng thực tế băng hỏa linh khí khá đặc thù, vì vậy nếu băng hỏa linh khí đủ mạnh thì hoàn toàn có thể thôn vệ chuyển hóa bất kỳ luồng chân khí nào khác. Hạ Thiên đã từng làm những chuyện tương tự như vậy, điều bây giờ hắn cần làm chính là một chuyện đã từng xảy ra mà thôi. Vấn đề duy nhất chính là bây giờ lực lượng âm hỏa trong người Hạ Thiên quá hùng mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả băng hỏa linh khí, nếu muốn dùng băng hỏa linh khí để thôn vệ là điều không thể. Cũng may hắn nghĩ ra một biện pháp, đó chính là đi từng bước một, hắn lợi dụng ngân châm để phong bế vài kinh mạch của mình, chia âm hỏa thành hai bộ phận, một phần rất mạnh, một phần lại yếu, mà bây giờ điều hắn cần làm chính là dùng băng hỏa linh khí cắn nuốt tất cả phần âm hỏa yếu đuối kia. Nếu kế hoạch này có thể thành công, như vậy mỗi ngày Hạ Thiên có thể cắn nuốt một phần âm hỏa, sau một khoảng thời gian hắn có thể hoàn toàn thanh toán tất cả. Nhưng kế hoạch này có thể thành công hay không thì Hạ Thiên không thể nắm chắc 10 phần, chỉ coi như lần này là thí nghiệm mà thôi. đây là một quá trình rất gian khổ. hạ thiên không ngừng vận chuyển băng hỏa linh khí trong cơ thể, hắn thôn vệ âm hỏa với tốc độ thông thả. đối với hắn thì đây chính là một cảm giác dày vò. hơn nữa người bị dày vò cũng không phải chỉ có hạ thiên, đối với ninh khiết ở bên cạnh thì cũng là một loại dày vò. vì vài giờ trôi qua mà hạ thiên vẫn ngồi đó không nhúc nhích, khốn nổi nàng lại không biết tình huống bây giờ của hạ thiên là gì, tất nhiên nàng sẽ càng lo lắng nhưng bây giờ nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất chỉ có thể chờ đợi trong giày vò mà thôi hầu như cùng một thời gian ở thủ đô trong một tòa nhà lớn một cô gái xinh đẹp ngồi bên đàn dương cầm nàng khẽ nhắm mắt ngón tay lướt trên phím đàn một bài hát duyên dáng vang lên một ca khúc được người hát dùng hết tâm tư cất lời trong một cơn gió tuyết tán loạn tuyết cơ dĩ nhiên là mê say cô gái xinh đẹp lại lặp lại lời ca một lần nữa vô tình trên mặt có hai giọt lệ bốp, bốp, bốp. Tiếng vỗ tay khẽ vang lên làm cô gái bừng tỉnh, nàng xoay người rồi dùng tốc độ thật nhanh lau nước mắt, nàng cười miễn cưỡng. Đại ca, tiểu vũ, đây là ca khúc mới của em sao? Người đến cao lớn anh Tuấn, chính là đệ nhất công tử thủ đô triệu công tử. Hắn nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt có chút dịu dàng, bộ dạng cũng không cao ngạo như ở bên ngoài, đơn giản là cô gái xinh đẹp kia chính là em gái của hắn, là thiên hậu nổi tiếng giới ca sĩ hoa ngữ, triệu vũ cơ vâng đại ca khúc vừa rồi mới được viết ra đêm nay lần đầu tiên em hát triệu vũ cơ khẽ gật đầu nàng thành thật trả lời triệu công tử khẽ thở dài tiểu vũ em đúng là một thiên tài âm nhạc thiên phú âm nhạc của em có thể nói là đệ nhất đại ca thật ra cũng không phải bây giờ ma nữ mộng mộng còn được hoan nghênh hơn em triệu vũ cơ lắc đầu nói ma nữ mộng mộng có tiếng ca rất hay nhưng đó là vì âm thanh của cô ta dễ nghe cô ta cũng không giống em tiếng ca của em không những dễ nghe còn ẩn chứa tình cảm triệu công tử lắc đầu sau đó hắn di chuyển chủ đề đúng rồi tiểu vũ bài hát này tên là gì à tên là tuyết cơ triệu vũ cơ trả lời tuyết cơ tuyết cơ triệu công tử khẽ lặp lại hai lần sau đó hắn nhìn vào mắt triệu vũ cơ tiểu vũ em là tuyết cơ có đúng không Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng mất tự nhiên hỏi. Đại ca, sao anh lại hỏi vậy? Tiểu Vũ, anh biết em đã đến huyện Mộc Dương, cũng biết em đi tìm Hạ Thiên. Anh biết em và Hạ Thiên đã ở một đêm trên Thanh Phong Sơn, tối hôm đó có trận tuyết lớn, mà em và Hạ Thiên thì không biết đã đi đâu. Triệu Công Tử chậm rãi nói. Anh không biết tối hôm đó các em đi đâu, nhưng anh nghe xong lời ca và hiểu rõ. Thật xin lỗi, đại ca em không cố ý muốn dối anh triệu vũ cơ khẽ nói triệu công tử khẽ thở dài tiểu vũ em quả thật là không biết nói dối anh biết em cố ý gạt anh anh biết em muốn làm gì em muốn giết hạ thiên em muốn giúp anh nhưng tiểu vũ anh đã nói với em rồi em làm vậy không phải giúp anh là sỉ nhục anh đại ca thật xin lỗi em chỉ triệu vũ cơ cảm thấy rất lo lắng không cần nói xin lỗi triệu công tử dùng ánh mắt sủng ái nhìn triệu vũ cơ tiểu vũ em là em gái của anh dù em làm gì thì anh cũng không trách nhưng có một số việc anh hy vọng em có thể nói cho anh biết đại ca có chuyện gì triệu vũ cơ không nhịn được phải hỏi tiểu vũ em yêu hạ thiên có phải không triệu công tử trầm mặc một lúc rồi khẽ hỏi em triệu vũ cơ chợt ngẩn ngơ khoảnh khắc này nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào nàng khẽ nói Đại ca, em thật sự không biết, em còn chưa yêu ai, em không biết đó là thứ cảm giác gì. Thật ra chỉ cần dựa vào lời ca của em thì anh đã biết, em yêu Hạ Thiên. Anh không thể không bội phục tiểu tử kia, chỉ là một buổi tối mà lấy được lòng em mất rồi. Triệu công tử khẽ thở dài. Không thể không nói hắn là độc nhất vô nhị. Đại ca, tối nay anh rất hay thở dài. Triệu Vũ cơ lúc này không nhịn được phải nói. Trước kia anh rất ít khi thở dài. Tiểu Vũ, tuy bây giờ anh đã không cần phải hỏi, nhưng anh còn muốn từ chính miệng em tìm ra đáp án, em chưa giết Hạ Thiên, có phải không? Vẻ mặt Triệu Công Tử chợt trở nên nghiêm túc. Không, đại ca, có chuyện gì sao? Trong lòng Triệu Vũ cơ chợt sinh ra cảm giác không ổn. Hạ Thiên mất tích. Triệu Công Tử chậm rãi nói. Cái gì? Triệu Vũ cơ hô lên kinh hoàng. Cậu ta, cậu ta mất tích. Đúng vậy, mất tích, hơn nữa không phải là tình cảnh cậu ta chủ động triệu công tử gật đầu tiểu vũ anh không hy vọng em ám sát hạ thiên nhưng bây giờ anh thật sự hy vọng em làm dịệt hắn mất tích đại ca thật sự không phải em làm đầu óc triệu vũ cơ chợt rối loạn tin tức này quá ngạc nhiên với nàng anh biết giọng điệu của triệu công tử chợt trầm thấp nhưng điều này có nghĩa là trên đời còn người mạnh hơn cả hạ thiên như vậy triệu gia chúng ta cũng gặp kẻ địch mạnh hơn cả hạ thiên Triệu Vũ Cơ không nói gì, nàng thật sự không biết nói gì, nàng phát hiện trong lòng rất ê ẩm, rất muốn khóc. "Tiểu Vũ, đừng quá lo lắng, hắn chỉ mất tích mà thôi, chưa chắc đã xảy ra chuyện." Triệu công tử lúc này an ủi Triệu Vũ Cơ một câu. "Cũng muộn rồi, em đi nghỉ sớm đi." Triệu công tử dừng lại hơn 10 giây rồi xoay người bỏ đi, mà Triệu Vũ Cơ lại ngồi xuống bên cạnh đàn, giọng ca duyên dáng vang lên, ngay sau đó lệ đã rơi đầy mặt. Đêm khuya, Ninh Khiết luôn bất an chờ thiếu chút nữa đã hoan hô, vì nàng thấy Hạ Thiên mở mắt, nhưng nàng không dám lên tiếng, nàng sợ quấy dậy hắn. Hạ Thiên rút ngân châm trên người ra, 10 phút sau hắn mới đứng lên. Cậu không việc gì đấy chứ? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Không có gì. Hạ Thiên trả lời, trong âm thanh có chút huệ oải, mà hắn vừa dứt lời thì Ninh Khiết đã nhào lên người. Hạ Thiên lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may ninh khiết kịp phản ứng nàng vội vàng giữ chặt lấy hắn cậu cậu không phải nói không có việc gì sao ninh khiết lại lo lắng không có gì chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được hạ thiên mất thời gian quá dài mới hấp thu được một phần âm hỏa nhưng quá mệt mỏi khoảnh khắc này hắn chỉ muốn ngủ mà thôi ninh khiết có chút an tâm sau đó nàng buông lỏng hạ thiên mà hắn lập tức ngã xuống giường một lúc sau đã ngáy o o còn chưa chịu đắp mền Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên đã ngủ say mà ngẩn ngơ, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt hắn, khi đó hắn cũng rất thích ngủ mà ngủ ngay trên đường. "Lúc này tôi sẽ ngủ với cậu." Ninh Khiết thì thào nói, sau đó nàng lên giường, giúp Hạ Thiên cởi áo ngoài, nàng cũng cởi áo ngoài, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên. Khi nàng ôm lấy hắn thì phát hiện nửa bên thân thể lạnh như băng đã không còn lạnh như buổi trưa. Nhất định sẽ khá hơn khoảnh khắc này Ninh Khiết chợt sinh ra niềm tin, cũng có ước mơ với tương lai. Hạ Thiên dùng động tác rất nhanh để đâm ngân châm lên người mình, chưa đến một lúc sau, tất cả ngân châm đều đã đâm lên người hắn. Ninh Khiết vốn không biết có chuyện gì phát sinh, nhưng khi nàng thấy động tác của Hạ Thiên thì hiểu ra, có lẽ hắn lại bị âm hỏa quấy phá. Hạ Thiên nhanh chóng không ghim kim nữa, hắn ngồi xuống đất, nhắm mắt lại. Ninh Khiết không biết hắn đang làm gì, nhưng nàng có thể cảm giác được trong không gian lân cận có một luồng sóng dao động, vô tình trong lòng nàng có chút lo lắng, nàng có thể suy đoán hắn đang cố gắng ngăn cản những công kích của âm hỏa. Dù Ninh Khiết thật sự lo lắng nhưng cũng không biết nên làm gì, điều nàng cần làm duy nhất chính là ở bên cạnh cảnh giới, không cho bất kỳ ai quấy rầy hắn. Đừng lo, y thuật của cậu ta lợi hại như vậy, tất nhiên sẽ có cách giải quyết vấn đề. Ninh Khiết thầm an ủi mình, nàng tin hạ thiên dám đưa âm hỏa sang người thì chắc chắn có thể áp chế được. Ninh Khiết cũng không biết khi đó Hạ Thiên thật ra không còn lựa chọn nào khác, tất nhiên bây giờ Hạ Thiên cũng thật sự có thể nắm chắc giải quyết âm hỏa. Bây giờ âm hỏa và băng hỏa linh khí chính là hai lực lượng khác biệt trong người hắn, nếu xét ở một trình độ nào đó thì hai lực lượng này không liên quan đến nhau, nhưng thực tế băng hỏa linh khí khá đặc thù, vì vậy nếu băng hỏa linh khí đủ mạnh thì hoàn toàn có thể thôn vệ chuyển hóa bất kỳ luồng chân khí nào khác hạ thiên đã từng làm những chuyện tương tự như vậy điều bây giờ hắn cần làm chính là một chuyện đã từng xảy ra mà thôi vấn đề duy nhất chính là bây giờ lực lượng âm hỏa trong người hạ thiên quá hùng mạnh thậm chí còn mạnh hơn cả băng hỏa linh khí nếu muốn dùng băng hỏa linh khí để thôn vệ là điều không thể cũng may hắn nghĩ ra một biện pháp đó chính là đi từng bước một hắn lợi dụng ngân châm để phong bế vài kinh mạch của mình chia âm hỏa thành hai bộ phận một phần rất mạnh một phần lại yếu mà bây giờ điều hắn cần làm chính là dùng băng hỏa linh khí cắn nuốt tất cả phần âm hỏa yếu đuối kia. Nếu kế hoạch này có thể thành công, như vậy mỗi ngày Hạ Thiên có thể cắn nuốt một phần âm hỏa, sau một khoảng thời gian hắn có thể hoàn toàn thanh toán tất cả. Nhưng kế hoạch này có thể thành công hay không thì Hạ Thiên không thể nắm chắc 10 phần, chỉ coi như lần này là thí nghiệm mà thôi. Đây là một quá trình rất gian khổ, Hạ Thiên không ngừng vận chuyển băng hỏa linh khí trong cơ thể, hắn thôn vệ âm hỏa với tốc độ thông thả, đối với hắn thì đây chính là một cảm giác dày vò. Hơn nữa người bị dày vò cũng không phải chỉ có Hạ Thiên, đối với Ninh Khiết ở bên cạnh thì cũng là một loại dày vò, vì vài giờ trôi qua mà Hạ Thiên vẫn ngồi đó không nhúc nhích, khốn nổi nàng lại không biết tình huống bây giờ của Hạ Thiên là gì, tất nhiên nàng sẽ càng lo lắng. Nhưng bây giờ nàng chỉ có một lựa chọn duy nhất, chỉ có thể chờ đợi trong giày vò mà thôi. Hầu như cùng một thời gian, ở thủ đô, trong một tòa nhà lớn, một cô gái xinh đẹp ngồi bên đàn dương cầm nàng khẽ nhắm mắt ngón tay lướt trên phím đàn một bài hát duyên dáng vang lên một ca khúc được người hát dùng hết tâm tư cất lời trong một cơn gió tuyết tán loạn tuyết cơ dĩ nhiên là mê say cô gái xinh đẹp lại lặp lại lời ca một lần nữa vô tình trên mặt có hai giọt lệ bốp 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 tiếng vỗ tay khẽ vang lên làm cô gái bừng tỉnh nàng xoay người rồi dùng tốc độ thật nhanh lau nước mắt nàng cười miễn cưỡng đại ca tiểu vũ đây là ca khúc mới của em sao người đến cao lớn anh tuấn chính là đệ nhất công tử thủ đô triệu công tử hắn nhìn cô gái trước mặt ánh mắt có chút dịu dàng bộ dạng cũng không cao ngạo như ở bên ngoài đơn giản là cô gái xinh đẹp kia chính là em gái của hắn là thiên hậu nổi tiếng giới ca sĩ hoa ngữ triệu vũ cơ vâng đại ca khúc vừa rồi mới được viết ra đêm nay lần đầu tiên em hát triệu vũ cơ khẽ gật đầu nàng thành thật trả lời Triều công tử khẽ thở dài. Tiểu vũ, em đúng là một thiên tài âm nhạc, thiên phú âm nhạc của em có thể nói là đệ nhất. Đại ca, thật ra cũng không phải, bây giờ ma nữ mộng mộng còn được hoan nghênh hơn em. Triệu vũ cơ lắc đầu nói. Ma nữ mộng mộng có tiếng ca rất hay, nhưng đó là vì âm thanh của cô ta dễ nghe, cô ta cũng không giống em, tiếng ca của em không những dễ nghe, còn ẩn chứa tình cảm. Triệu công tử lắc đầu, sau đó hắn di chuyển chủ đề đúng rồi tiểu vũ bài hát này tên là gì à tên là tuyết cơ triệu vũ cơ trả lời tuyết cơ tuyết cơ triệu công tử khẽ lặp lại hai lần sau đó hắn nhìn vào mắt triệu vũ cơ tiểu vũ em là tuyết cơ có đúng không triệu vũ cơ chợt ngẩn ngơ sau đó nàng mất tự nhiên hỏi đại ca sao anh lại hỏi vậy tiểu vũ anh biết em đã đến huyện mộc dương cũng biết em đi tìm hạ thiên anh biết em và hạ thiên đã ở một đêm trên thanh phong sơn tối hôm đó có trận tuyết lớn mà em và hạ thiên thì không biết đã đi đâu triệu công tử chậm rãi nói anh không biết tối hôm đó các em đi đâu nhưng anh nghe xong lời ca và hiểu rõ thật xin lỗi đại ca em không cố ý muốn dối anh triệu vũ cơ khẽ nói triệu công tử khẽ thở dài tiểu vũ em quả thật là không biết nói dối anh biết em cố ý gạt anh anh biết em muốn làm gì em muốn giết hạ thiên em muốn giúp anh nhưng tiểu vũ anh đã nói với em rồi em làm vậy không phải giúp anh là sỉ nhục anh đại ca thật xin lỗi em chỉ triệu vũ cơ cảm thấy rất lo lắng không cần nói xin lỗi triệu công tử dùng ánh mắt sủng ái nhìn triệu vũ cơ tiểu vũ em là em gái của anh dù em làm gì thì anh cũng không trách nhưng có một số việc anh hy vọng em có thể nói cho anh biết đại ca có chuyện gì Triệu Vũ Cơ không nhịn được phải hỏi, "Tiểu Vũ, em yêu Hạ Thiên có phải không?" Triệu công tử trầm mặc một lúc rồi khẽ hỏi, "Em?" Triệu Vũ Cơ chợt ngẩn ngơ, khoảnh khắc này nàng thật sự không biết nên trả lời thế nào, nàng khẽ nói, "Đại ca, em thật sự không biết, em còn chưa yêu ai, em không biết đó là thứ cảm giác gì." Thật ra chỉ cần dựa vào lời ca của em thì anh đã biết, em yêu Hạ Thiên. Anh không thể không bội phục tiểu tử kia chỉ là một buổi tối mà lấy được lòng em mất rồi triệu công tử khẽ thở dài không thể không nói hắn là độc nhất vô nhị đại ca tối nay anh rất hay thở dài triệu vũ cơ lúc này không nhịn được phải nói trước kia anh rất ít khi thở dài tiểu vũ tuy bây giờ anh đã không cần phải hỏi nhưng anh còn muốn từ chính miệng em tìm ra đáp án em chưa giết hạ thiên có phải không vẻ mặt triệu công tử chợt trở nên nghiêm túc không đại ca, có chuyện gì sao? Trong lòng triệu vũ cơ chợt sinh ra cảm giác không ổn. Hạ thiên mất tích, triệu công tử chậm rãi nói. Cái gì? Triệu vũ cơ hô lên kinh hoàng. Cậu ta, cậu ta mất tích. Đúng vậy, mất tích, hơn nữa không phải là tình cảnh cậu ta chủ động. Triệu công tử gật đầu. Tiểu vũ, anh không hy vọng em ám sát hạ thiên, nhưng bây giờ anh thật sự hy vọng em làm gì hết hắn mất tích. Đại ca, thật sự không phải em làm. Đầu óc triệu vũ cơ chợt rối loạn, tin tức này quá ngạc nhiên với nàng. Anh biết, giọng điều của triệu công tử chợt trầm thấp. Nhưng điều này có nghĩa là trên đời còn người mạnh hơn cả hạ thiên, như vậy triệu gia chúng ta cũng gặp kẻ địch mạnh hơn cả hạ thiên. Triệu vũ cơ không nói gì, nàng thật sự không biết nói gì, nàng phát hiện trong lòng rất ê ẩm, rất muốn khóc. Tiểu vũ, đừng quá lo lắng, hắn chỉ mất tích mà thôi, chưa chắc đã xảy ra chuyện. Triệu công tử lúc này an ủi Triệu Vũ Cơ một câu. Cũng muộn rồi, em đi nghỉ sớm đi. Triệu công tử dừng lại hơn 10 giây rồi xoay người bỏ đi, mà Triệu Vũ Cơ lại ngồi xuống bên cạnh đàn, giọng ca duyên dáng vang lên, ngay sau đó lệ đã rơi đầy mặt. Đêm khuya, Ninh Khiết luôn bất an chờ thiếu chút nữa đã hoan hô, vì nàng thấy Hạ Thiên mở mắt, nhưng nàng không dám lên tiếng, nàng sợ quấy rầy hắn. Hạ Thiên rút ngân châm trên người ra, Mười phút sau hắn mới đứng lên. Cậu không việc gì đấy chứ? Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. Không có gì. Hạ Thiên trả lời, trong âm thanh có chút huệ oải, mà hắn vừa dứt lời thì Ninh Khiết đã nhào lên người. Hạ Thiên lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may Ninh Khiết kịp phản ứng, nàng vội vàng giữ chặt lấy hắn. Cậu, cậu không phải nói không có việc gì sao? Ninh Khiết lại lo lắng. Không có gì, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được hạ thiên mất thời gian quá dài mới hấp thu được một phần âm hỏa nhưng quá mệt mỏi khoảnh khắc này hắn chỉ muốn ngủ mà thôi ninh khiết có chút an tâm sau đó nàng buông lỏng hạ thiên mà hắn lập tức ngã xuống giường một lúc sau đã ngáy o o còn chưa chịu đắp mền ninh khiết nhìn hạ thiên đã ngủ say mà ngẩn ngơ nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt hắn khi đó hắn cũng rất thích ngủ mà ngủ ngay trên đường lúc này tôi sẽ ngủ với cậu ninh khiết thì thào nói sau đó nàng lên giường, giúp Hạ Thiên cởi áo ngoài, nàng cũng cởi áo ngoài, cuối cùng nằm xuống bên cạnh Hạ Thiên. Khi nàng ôm lấy hắn thì phát hiện nửa bên thân thể lạnh như băng đã không còn lạnh như buổi trưa. Nhất định sẽ khá hơn. Khoảnh khắc này Ninh Khiết chợt sinh ra niềm tin, cũng có ước mơ với tương lai. Chương 1010, ông có muốn kiếm nhiều tiền không? Sáng hôm sau Hạ Thiên thức dậy khá sớm, đúng là không có biện pháp, vì hắn cảm thấy có hơi lạnh hơn nữa một bên lạnh một bên ấm làm hắn khó thể ngủ cho thoải mái. Nếu không phải trước đó quá mệt mỏi thì sẽ không ngủ lâu như vậy. Hạ thiên nhìn ninh khiết ở bên cạnh vẫn chưa tỉnh ngủ, nàng ngủ rất an ổn, tuy nhắm mắt nhưng mí mắt liên tục nhảy lên, vẻ mặt giống như có chút sợ hãi, giống như đang gặp ác mộng. Xem ra chị không những là quỷ keo kiệt, còn là quỷ nhát gan, có tôi ở đây thì chị cần gì phải sợ. Hạ thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn vươn tay ôm lấy ninh khiết mà chiêu thức này của hắn có tác dụng vẻ mặt sợ hãi của nàng nhanh chóng biến mất mí mắt cũng không còn nhảy lên nàng ngủ rất ngon hạ thiên hài lòng với kết quả này là vợ hắn thì không có gì phải sợ nhưng hạ thiên lại nhanh chóng buồn bực vì ninh khiết ngủ rất ngon mà hắn thì không ngủ được hơn nữa còn phải ôm nàng vì thế mà thời gian trôi qua có hơi dày vò hắn nhìn thân thể mềm mại của nàng mà khẽ động tâm muốn làm chút gì đó nhưng khi thấy nàng ngủ ngon thì hắn cũng ngại đánh thức vì không có biện pháp nên hắn đành phải tiếp tục chịu sự dày vò, vì hắn cảm thấy bây giờ vợ quỷ Keo Kiệt đối với hắn rất tốt, hắn cũng phải tốt với nàng một chút. Tuy trước kia nàng rất keo kiệt nhưng bây giờ lại không như vậy với hắn, hắn thấy như vậy là rất tốt, vợ tốt thì nên keo kiệt với người ngoài mà hào phóng với chồng. Nếu quỷ Keo Kiệt Ninh Khiết đã là vợ tốt thì Hạ Thiên quyết định mình cũng phải là chồng tốt, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra một vấn đề, làm chồng tốt phải trả giá rất nhiều vì ninh khiết thật sự ngủ rất ngon ngủ một hơi đến trưa mà vẫn chưa tỉnh hạ thiên đáng thương dậy từ sáng sớm sau đó cứ ôm ninh khiết nhưng chỉ có thể dùng một tay để ôm mà thôi vì tay kia quá lạnh nếu hắn dùng tay kia động vào người nàng sợ rằng nàng sẽ thức tỉnh không thể cho chị ấy ngủ thêm nữa nếu tiếp tục sẽ là heo mất hạ thiên thấy ninh khiết còn chưa tỉnh thì lập tức tìm lý do sau đó hắn lấy bàn tay lạnh như băng đặt lên mông nàng ư ừ ninh khiết chờ kêu khẽ một tiếng sau đó nàng mở mắt và hô lên duyên dáng á à, chồng cậu tỉnh rồi à xấu hổ quá tôi định đợi cậu tỉnh lại không ngờ ngủ quên mất ninh khiết không thể nói thêm được điều gì vì bộ vị mẫn cảm nào đó của nàng đã bị hạ thiên cắn mút lúc này hắn cảm thấy trên người có hơi lạnh vì vậy làm chút vận động tuy vận động này không thể nào giảm bớt cảm giác lạnh như băng nhưng cũng có thể kéo đi bớt lực chú ý của hắn Kết quả là thân thể mềm mại của Ninh Khiết nhanh chóng lộ ra, mà trên người của nàng lại có thêm một lớp chăn 37 độ. Chiếc chăn này đôi khi đắp thẳng lên người, đôi khi lại đặt nằm nghiêng, đôi khi ở sau lưng, mà lúc nào cũng làm cho Ninh Khiết cảm thấy hưng phấn và ấm áp. Nhưng cũng đôi lúc nàng không chịu đắp chăn, nàng ngồi lên chăn, vì không muốn lạnh nên nàng phải làm chút hoạt động. Sau khi chiến đấu vài giờ thì cả hai đi tắm rửa, sau khi ăn mặc chỉnh tề rời khỏi khách sạn thì đã là 5 giờ chiều hai người đi đến một quán ăn phải biết rằng hôm qua bọn họ còn chưa ăn tối hơn nữa hôm nay lại ngủ đến trưa và hoạt động đến chiều bây giờ bụng đã đói đến mức muốn dán ngược ra sau lưng trước kia ninh khiết sức ăn không lớn nhưng bây giờ cũng ăn được ba chén cơm mà hạ thiên thì tất nhiên sẽ ăn càng nhiều hơn cũng vì thế mà ánh mắt đám nhân viên phục vụ nhìn hai người là tương đối quái dị là một cặp không quá mập nam thì ốm nữ thì cao gầy sao ăn như heo vậy cũng may quán cơm cũng tính tiền nếu không đám phục vụ thật sự không biết nên nói gì phải coi là may mắn khi hai người nắm tay thân mật rời khỏi nhà hàng thì đám phục vụ không ngừng thầm nghĩ hai người kia bộ dạng không cân xứng nhưng sức ăn thì cực kỳ xứng đôi bây giờ chúng ta đi đâu sau khi đi ra nhà hàng thì ninh khiết không nhịn được phải hỏi hôm nay xem ra không thể nào đi thuê nhà được nữa tìm ông hoàng kia lấy nửa tiệm thuốc hạ thiên mở miệng nói nếu tiệm thuốc kiếm ra tiền tôi cũng không cần nghĩ biện pháp gì khác thật sự sao ninh khiết chợt ngẩn ngơ nàng cảm thấy không có bằng chứng sợ rằng người ta sẽ không chia nửa tiệm thuốc cho mình tất nhiên là thật hạ thiên ra vẻ đương nhiên tôi đã trị bệnh tim cho ông hoàng kia chỉ cần đưa ra nửa tiệm thuốc quá rẻ rồi còn gì ninh khiết không biết nói gì thêm nàng đi theo hạ thiên đến tiệm thuốc trung y lão hoàng sau khi đi vào thì hạ thiên phát hiện nơi đây hôm nay làm ăn không tốt ít nhất cũng không có người mua thuốc mà trong tiệm ngoài cô gái trẻ bán thuốc thì không còn ai khác ông hoàng kia đâu hạ thiên có chút mất hứng ông hoàng kia đi đâu rồi à bác sĩ tống anh đến rồi à cô gái trẻ tuổi chỉ cần liếc qua là nhận ra hạ thiên dù sao thì những hành động của hắn hôm qua cũng làm mọi người sinh ra ấn tượng rất sâu sau khi nghe rõ câu hỏi của hạ thiên thì cô gái cũng lập tức giải thích bác sĩ tống bác sĩ hoàng hôm qua sinh bệnh người nhà lo lắng xảy ra vấn đề, vì vậy bọn họ gọi điện thoại cho em, nếu anh đến thì đưa anh đến nhà gặp mặt, nhà chú ấy ở gần đây. Được rồi, vậy cô đưa tôi đi tìm ông ta. Hạ Thiên nghe cô gái nói như vậy cũng không quá mất hứng. Được, bác sĩ Tống, anh chờ một chút, tôi đóng cửa tiệm thuốc rồi đưa anh qua. Cô gái trẻ vội nói. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hắn và Ninh Khiết đi ra ngoài cô gái nhanh chóng đóng cửa và đi trước dẫn đường Hạ Thiên đến nhà bác sĩ Hoàng. Trên đường đi Ninh Khiết hàn huyên với cô gái vài câu, biết cô gái tên là A Phương, cũng là người ở đây, có quan hệ họ hàng với bác sĩ Hoàng. Sau khi nàng tốt nghiệp một trường trung cấp y học thì tìm được vài công tác không đáng hài lòng, vì thế cuối cùng chạy đến đây trông tiệm cho bác sĩ Hoàng. Đến làm ở đây nàng được bác sĩ Hoàng trả lương khá tốt, hơn nữa còn học được nhiều thứ, vì thế nàng rất thỏa mãn. Vài phút sau A Phương đưa Hạ Thiên đến nhà bác sĩ Hoàng, là một căn trong khu chung cư dân Hưng Nhạc Viên, nhà ở lầu 3. Lúc này lão có mặt ở nhà, bên trong còn có một người thanh niên hơn 20, khá giống với bác sĩ Hoàng. Tống thần y, cậu đã đến, mau mời ngồi, mời ngồi. Bác sĩ Hoàng nhiệt tình mời chào Hạ Thiên, sau đó phân phó với người trẻ tuổi. A Tài, mau châm trà cho Tống thần y. Người thanh niên cũng rất nghe lời, hắn nhanh chóng đi lấy trà lúc này bác sĩ hoàng cũng tranh thủ giới thiệu tống thần y đó là con trai tôi là a tài đáng tiếc là không kế thừa y bát không hiểu y thuật này bác sĩ hoàng tôi hỏi ông một chuyện tiệm thuốc của ông có giá bao nhiêu hạ thiên không có hứng thú gì với a tài kia hắn đến đây chỉ vì kiếm tiền mà thôi tuy ninh khiết nói có thể kiếm việc làm nhưng hắn không muốn vợ làm nuôi mình hắn muốn nuôi vợ điều này tống thần y anh đã cứu tôi một mạng tôi cũng không gạt anh, tiệm thuốc không đáng giá bao nhiêu tiền, mặt tiền thuê của người ta, bên trong chỉ có chút dược vật, cũng không nhiều, nếu tính giá trị thì chỉ 100 ngàn mà thôi. Bác sĩ hoàng thoáng suy tư rồi nói. Nhưng, Tống Thần Y, tuy tiệm thuốc của tôi không đáng tiền nhưng thu nhập mỗi tháng tương đối khá, tiền lãi mỗi tháng cũng là 20 ngàn. Một tháng 20 ngàn. Hạ Thiên lập tức thất vọng, hắn còn tưởng rằng nhà thuốc rất có tiền. A à Phương còn chưa bỏ đi phải thầm nghĩ, Bác sĩ Tống này đúng là quá lớn miệng, một tháng 20 ngàn còn chê ít, nếu được chia đôi thì mỗi tháng cũng là 10 ngàn. Tuy so ra 10 ngàn chẳng là gì với một thành phố như Cảm Thành, nhưng đối với nhiều người thì đây là chuyện cầu còn chưa được. Bác sĩ Tống, mời dùng trà. Lúc này A Tài đi đến dâng trà cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận trà, hắn thuận tay đưa cho Ninh Khiết. Vợ, cho chị uống. Ừ, cảm ơn chồng. Ninh Khiết nhận ly trà rồi nũng nịu nói a à, tài mau rót trà cho bà tống bác sĩ hoàng vội nói sau đó lão ngượng ngùng giải thích tống thần y đúng là có lỗi a à, tài không hiểu chuyện không có gì không cần châm trà bây giờ tôi cũng không muốn uống trà hạ thiên không có hứng thú với trà này ông hoàng tôi muốn nửa tiệm thuốc nhưng nghe ông nói tiệm thuốc không đáng giá tôi cũng cảm thấy chướng mắt vì vậy tôi muốn hỏi ông một chuyện ông có muốn kiếm nhiều tiền không Tống thần y, ý của anh là? Bác sĩ Hoàng chợt buồn bực, lão tưởng hạ thiên đến lấy nửa tiệm thuốc nhưng bây giờ lại chổi bỏ, còn hỏi lão muốn kiếm tiền hay không, điều này quá quái dị. A à Phương ở bên cạnh cũng cảm thấy kỳ quái, ai mà chẳng muốn kiếm nhiều tiền. Nói nhảm sao? Tôi có thể cho ông kiếm được khối tiền, lợi nhuận cao hơn gấp bao lần mở tiệm thuốc. Một tháng ông bán thuốc chỉ lời 20 ngàn. Tôi có thể cho ông một ngày lời 100 và thậm chí là một triệu cũng không có vấn đề, ông có làm không?" Hạ Thiên nhìn bác sĩ Hoàng rồi mở miệng hỏi. "Chương 1011, tôi chỉ trị những bệnh mà kẻ khác không thể trị hết." Bác sĩ Hoàng chợt ngẩn ngơ, sau đó lão không nhịn được phải hỏi. "Tống thần y, cậu có thể nói biện pháp cụ thể được không?" Bác sĩ Hoàng là người thôn dân hưng, thật ra điều kiện gia đình cũng không tệ, khi cải tạo thôn thì lão có vài căn nhà trong đó có vài căn cho thuê, tiền thuê nhà cũng vài ngàn, cộng thêm tiệm thuốc, mỗi tháng lợi nhuận cũng phải hơn 20 ngàn. Tóm lại bây giờ lão là người có nhà có xe, trong ngân hàng có vài triệu tiền mặt, tuy không phải là số nhiều nhưng tuyệt đối không tính là nghèo. Tuy lão ở thành phố Cảng Thành này không tính là người có nhiều tiền, nhưng dù là như thế, khi Hạ Thiên nói một ngày lời 100 ngàn hoặc cả triệu, điều này làm lão động tâm, nếu thật sự có mối làm ăn như vậy, hắn nhất định sẽ làm. Rất đơn giản, ông chỉ cần đi tìm những kẻ có tiền mà muốn chữa bệnh, tôi sẽ chữa bệnh cho hắn, tôi thu phí chữa bệnh thường rất cao, lần đầu ít nhất cũng là một triệu, tôi sẽ chia cho ông một phần mười. Vì vậy chỉ cần ông tìm được người bệnh, như thế mỗi lần ông sẽ có được một trăm ngàn, nếu tên kia nhiều tiền, tôi sẽ thu phí mười triệu, sẽ chia cho ông một triệu. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn cũng không muốn chút tiền vài chục ngàn một tháng. A à, Phương ở bên cạnh nghe thấy vậy mà không khỏi trợn mắt há mồm, bác sĩ Tống kia thật sự quá kinh khủng, chữa bệnh cho người ta mà muốn thu một triệu đến 100 triệu sao. Như vậy không thái quá à. Bác sĩ Hoàng cũng xứng sốt một lúc lâu, cuối cùng lão cũng biết, hôm qua Tống thần y giúp mình chữa bệnh lấy nửa tiệm thuốc đã là rất rẻ rồi. Này, ông có muốn làm ăn không? Nếu không thì tôi đi tìm người khác. Khi thấy bác sĩ Hoàng một lúc lâu không nói lời nào thì Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Tống thần y, thu phí như vậy có mắc quá không? bác sĩ Hoàng phục hồi tinh thần lại, lão không nhịn được phải hỏi. Lấy giá cao như vậy sợ rằng khó có mấy người chịu bỏ tiền chữa bệnh. Bác sĩ Hoàng trước nay kê đơn chữa bệnh cũng là vì kiếm tiền, nhưng lão thu phí rất rẻ, bây giờ thấy giá cả của Hạ Thiên như vậy cảm thấy khó thể tiếp nhận. Tôi đã ra giá rất rẻ rồi. Hạ Thiên có chút bất mãn, dựa theo quy củ trước đó thì hắn cứu sống 10 triệu, cứu tử để lại 10 ngàn, nhưng bây giờ hắn không dám dùng quy củ này, vì hắn không muốn người ta biết được thân phận của mình bây giờ hắn tạm thời chuyển đổi quy củ không thu quá mắc nhưng hắn thấy dù thu phí thấp thì cũng không thể thấp hơn một triệu hạ thiên nhìn bác sĩ hoàng không nói lời nào mà bổ sung thêm một câu ông đi tìm đám người kia ra giá chữa bệnh không được sao nếu mỗi người đều chấp nhận giá tiền này thì tôi còn cần ông làm gì nếu không phải tôi vừa đến đây chưa quen thuộc tình cảnh tôi còn cần ông nữa à bố con cảm thấy Tống Thần Y nói rất đúng, không phải bố nói y thuật của Tống Thần Y rất cao sao. Nếu là Thần Y thì thu phí tất nhiên phải cao. Lúc này A Tài kia mở miệng nói, rõ ràng hắn ở bên cạnh nghe câu chuyện mà không khỏi động tâm. Một ngày lời một trăm ngàn, điều này quá sức mê người. Này, nếu bố anh không làm thì anh làm đi. Hạ Thiên nhìn A Tài. Các anh tìm người nào cần chữa bệnh cũng được, ai tìm được bệnh nhân tôi sẽ chia tiền cho người đó. Được, không có vấn đề có rất nhiều người có tiền có bệnh tôi chỉ cần điều tra chút là được a à tài thật sự hưng phấn giống như hắn thấy được tiền từ trên trời rơi xuống tất cả đều rơi vào đầu hắn a à tài bác sĩ hoàng trầm giọng quát khẽ hồ đồ cái gì con căn bản không làm bác sĩ con cũng không biết ai có bệnh hay không bố con không làm bác sĩ bây giờ cũng không biết rõ ai có bệnh ai không nhưng vấn đề này rất đơn giản con chỉ cần đến bệnh viện là biết ngay a à, tài không cho là đúng con chỉ cần tìm vài người bạn là biết ngay hơn nữa con cũng chẳng phải hoàn toàn không biết ai có bệnh con trai chú cảnh sinh không phải có bệnh sao nhà bọn họ có rất nhiều tiền vì chữa bệnh cho con mà ném đi vài triệu rồi nếu một triệu có thể chữa tốt chú cảnh sinh chắc chắc sẽ tình nguyện con thì biết gì bác sĩ hoàng có chút tức giận con của cảnh sinh căn bản không có bệnh gì chẳng qua đầu óc không được thông minh mà thôi bố Tuy con không hiểu y thuật nhưng cũng không tán thành những lời này. Cái gì là đầu óc không được thông minh? Như vậy không phải đầu óc có bệnh sao? À tài có chút mất hứng. Hơn nữa con có nghe chú Cảng Sinh nói, chú ấy đã đưa con ra nước ngoài kiểm tra. Trong đầu con chú ấy có một khối u, nếu lấy khối u kia ra thì sẽ biến thành người bình thường. Nhưng làm phẫu thuật quá nguy hiểm, làm không tốt sẽ chết người. Vì vậy chú ấy không dám đưa con mình đi giải phẫu. Con đã biết như vậy, đó là khối u não con nói có thể trị được sao audio điện tử võ tấn bền bác sĩ hoàng càng tức giận tuy y thuật của tống thần y này tất cả im mồm cho tôi hạ thiên cuối cùng cũng không nhịn được hắn bất mãn nói một câu lão hoàng ông không muốn kiếm tiền thì thôi tôi cũng không quan tâm đến ông còn anh a à tài anh đi tìm chú cảng sinh gì kia đi hỏi xem muốn chữa bệnh cho côn không giá là một triệu hiểu không không có vấn đề không có vấn đề tôi sẽ đi tìm chú cảng sinh a tài liên tục nói sau đó hắn dùng giọng nịnh nọt nói với hạ thiên tống thần y nếu tôi và chú cảnh sinh bàn giá xong phải làm sao để liên lạc với cậu anh có thể điện thoại cho tôi ninh khiết lúc này mở miệng anh lưu số máy của tôi lại rồi gọi sang đây được tôi sẽ lưu a tài liên tục nói a tài nhanh chóng lưu lại số điện thoại của ninh khiết mà đến lúc này hắn mới đột nhiên nhớ đến một sự kiện vì vậy cẩn thận nói tống thần y cậu cậu có thể chữa được khối u trong não không a à, tài người cũng như tên cực kỳ yêu tài vì vậy vừa nghe nói có thể lời được một trăm ngàn là đầu óc hắn đã choáng váng căn bản không quan tâm hạ thiên có thể chữa được bệnh cho người ta hay không mãi đến lúc này hắn mới nhớ đến vấn đề quan trọng nhất nói nhảm tất nhiên tôi có thể chữa tốt hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn a à tài không có bệnh gì tôi không chữa được. còn nữa nhớ kỹ tôi chỉ chữa những bệnh mà người khác trị không hết. bệnh nhỏ đừng tìm đến tôi. bệnh nhẹ không được bao tiền tôi không có hứng. vâng vâng tôi biết rồi. a à, tài vội vàng nói trong lòng vẫn còn đang nghĩ lát nữa đến nhà chú cảng sinh không được quá lớn tiếng. trước tiên phải làm thí nghiệm cái đã. nếu tống thần y này có thể chữa tốt căn bệnh u não như vậy là thần y thật sự hắn có thể can đảm đi kiếm tiền vậy giao cho anh đi làm khi nào nói xong thì điện thoại cho tôi còn nữa tối nay đừng tìm tôi bây giờ tôi phải về ngủ hạ thiên lười biếng nói sau đó hắn kéo ninh khiết bước đi đối với hắn thì đã được được mục tiêu đến đây hôm nay dù là bác sĩ hoàng hay đứa con chỉ cần giúp hắn tìm được người bệnh là được tống thần y cậu không ngồi chơi một chút bác sĩ hoàng chợt ngẩn ngơ sau đó chạy theo ra khỏi cửa không rảnh Hạ Thiên không đợi bác sĩ Hoàng nói dứt lời, hắn tức giận nói một câu, lão Hoàng này không chịu tìm người bệnh cho hắn, điều này làm hắn cảm thấy rất khó chịu, vì vậy hắn cũng không cần quan tâm đến lão. Hạ Thiên và Ninh Khiết nhanh chóng quay về khách sạn, sau khi vào phòng thì Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải nói. "Chồng, để a à tài hỗ trợ có thích hợp không? Tôi cảm thấy người này không quá tin cậy, hơn nữa bộ dạng rất tham tài." "Không sao, tham tài thì tốt." như vậy sẽ càng gắng sức giúp chúng ta tìm người bệnh chúng ta sẽ nhanh chóng kiếm được tiền và có những ngày tốt lành sau này nếu con đàn bà tống ngọc mỹ kia biết được tôi sống ở đây rất tốt có lẽ sẽ tức chết hạ thiên cũng không quan tâm tôi chỉ sợ a à tài kia có tâm tư khác lạ loại người này tham tài lòng tham vô đáy ninh khiết vẫn không quá yên tâm không sao nếu hắn dám có ý xấu tôi sẽ xử lý hắn hạ thiên vẫn không quan tâm vậy thì được Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ, nàng xem như hiểu rõ, Hạ Thiên chẳng phải không biết A à, Tài không đáng tin, cũng không phải kẻ không có đầu óc mà tùy tiện tìm người làm việc cho mình, thật sự là hắn căn bản không sợ người ta làm gì sằng bậy, vì thế hắn cũng không quan tâm. Nhưng trong lòng Ninh Khiết đã có quyết định, nếu sau này Hạ Thiên ra khỏi cửa, nàng sẽ đi theo làm vệ sĩ, như vậy sẽ đề phòng được nhiều chuyện. Vợ quỷ keo kiệt, tôi sẽ tiếp tục hấp thu âm hỏa hạ thiên lúc này lại cảm thấy thân thể có gì đó là lạ giống như đến lúc này là sẽ phát tác hắn nói xong câu đó thì tình cảnh cũng giống như ngày hôm qua hắn lấy ra ngân châm ngồi khoanh chân dưới đất bắt đầu quá trình chiến đấu gian khổ với âm hỏa đã có kinh nghiệm tối qua hôm nay ninh khiết cũng không quá lo lắng nhưng nàng vẫn ngồi ở bên cạnh chờ đợi cũng giống như hôm qua mãi đến khuya thì hạ thiên mới thuận lợi hoàn thành hấp thu âm hỏa sau đó lập tức đi ngủ một giấc ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, Hạ Thiên phát hiện Ninh Khiết vẫn ngủ rất say, nhưng lần này nàng không còn gặp ác mộng. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết đang ngủ say sưa, trong lòng bắt đầu có chút buồn bực, trước tiên hắn đánh thức nàng hay cởi sạch rồi đánh thức. Hắn cũng không muốn giống như hôm qua, chờ đến trưa nàng mới thức dậy. Nhưng Hạ Thiên còn chưa nghĩ phải làm sao thì Ninh Khiết đã tỉnh, nàng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ninh Khiết cầm lấy điện thoại, nàng nhận máy. Này, ai vậy? Có tống thần y ở đó không? Tôi là A Tài. Bên kia truyền đến âm thanh hưng phấn. Bây giờ là 8 giờ, tống thần y đã thức dậy chưa? Thế nào, anh đã liên lạc với người bệnh chưa? Ninh Khiết cũng nghe ra âm thanh của A Tài, tuy nàng có ấn tượng không tốt với hắn nhưng vẫn chủ động hỏi thăm. Đã nói rất tốt, đã làm từ tối qua, chú Cảnh Sinh nói, chỉ cần chữa tốt cho con của chú ấy, một triệu không phải là vấn đề. A Tài có chút kích động. Tống thần y hôm nay có thể đi chữa bệnh không? Chú cảnh sinh có hơi gấp, vừa rồi đã điện thoại đến thúc tôi. Trường 1012, chị là vợ tôi tất nhiên không cần phải ra ngoài. Ninh Khiết nhìn Hạ Thiên ở bên cạnh, sau đó nàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Đợi một giờ nữa, 9 giờ tôi sẽ điện thoại cho anh. Ninh Khiết cũng không đợi A Tài đáp lời mà trực tiếp cúp điện thoại, sau đó nàng nói với Hạ Thiên. A à, tài kia nói đã làm tốt mọi thứ, chúng ta có thức dậy ngay không? Được rồi, chúng ta đi tìm chút tiền rồi nói sau. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu, không có tiền cũng chẳng sung sướng gì, ngay cả vấn đề thuê nhà cũng nhức cả đầu, nếu có tiền thì trực tiếp đi mua một căn nhà cho rồi. Hạ Thiên cuối cùng vẫn phải rời khỏi giường, Ninh Khiết tất nhiên cũng đi theo, hai người làm vệ sinh rồi đi ăn sáng, sau đó Ninh Khiết kéo hắn đi đến một siêu thị cách đó không xa. Đây là siêu thị lớn nhất chỗ này, hàng hóa bên trong rất đầy đủ, Ninh Khiết kéo Hạ Thiên đến khu quần áo, nàng mua ho hắn một bộ đồ mới, áo trong, áo khoác, còn có quần tây, cuối cùng là một bộ giày da. Sau khi tiêu phí hết 4 ngàn thì bộ dạng Hạ Thiên có vẻ giống như nhân sĩ thành công. Trước kia cách ăn mặc của Hạ Thiên làm cho Ninh Khiết cảm thấy chán ghét, bây giờ nhiệt độ bên cảng thành hạ xuống thấp, nếu hắn vẫn ăn mặc phong phanh như vậy thì sẽ sinh ra cảm giác rất quỷ dị đặc biệt ninh khiết là một nhà thiết kế thời trang nàng luôn cảm thấy cách ăn mặc của hạ thiên là không tốt vì vậy muốn thay đổi một chút hạ thiên vốn không tình nguyện nhưng ninh khiết nói hắn bây giờ rất dễ thu hút sự chú ý của người khác vì thế mà bọn họ nên an phận một chút ăn mặc giống người thường một chút sau khi bị ninh khiết liên tục đưa ra lý lẽ thuyết phục thì hạ thiên cuối cùng cũng thay quần áo mới mà nàng cũng rất thỏa mãn vì thành quả của mình có câu nói người đẹp vì lụa là không sai bây giờ hạ thiên thật sự đẹp trai hơn Tất nhiên trong siêu thị này cũng không có nhiều quần áo, Ninh Khiết cũng không có nhiều sự lựa chọn, vì vậy nàng thấy còn có thể làm cho Hạ Thiên càng đẹp hơn. Thậm chí nàng có một ý nghĩ, muốn đích thân thiết kế trang phục cho Hạ Thiên, nhưng đây chỉ là ý nghĩ vào lúc này, không thể nào thành sự thật. Khi hai người rời khỏi siêu thị thì vừa đúng 9 giờ, Ninh Khiết chủ động điện thoại cho A Tài, để A Tài đến cửa siêu thị tìm bọn họ. A Tài xuất hiện rất nhanh, hắn chạy xe đến. Tống Thần Y, Ninh tiểu thư mời hai vị lên xe a à, tài rất nhiệt tình ninh khiết và hạ thiên lên xe sau đó hỏi một câu cách đây rất xa sao không xa chỉ vài phút mà thôi a à, tài vội vàng trả lời vậy thì được lái xe đi ninh khiết thản nhiên nói a à, tài khởi động xe hắn chạy khỏi khu thương mại nhưng khi xe vừa chuyển bánh thì hắn đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó vì thế hắn hạ cửa sổ xe xuống rồi hô lên dừng xe Ta à, tài vội vàng dừng xe, sau đó hắn dùng giọng khó hiểu nói: "Tống thần y, sao vậy?" Hạ Thiên không nói gì, hắn chỉ thò đầu ra nhìn nhìn, vẻ mặt có chút mê hoặc. "Sao vậy?" Ninh Khiết khẽ hỏi. "Không có gì, đi thôi." Hạ Thiên cuối cùng cũng thò đầu vào trong xe, vừa rồi hắn cảm nhận được thứ gì đó rất quen thuộc, nhưng vì công lực bị chế ngự mà cảm giác không được linh mẫn như xưa, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Lái xe đi. Ninh Khiết cũng không hỏi lại, nàng chỉ phân phó với A Tài một câu. A Tài khẽ thở ra, hắn tranh thủ lái xe. Sau khi xe chạy được hai cây số thì rẻ sang mộ hướng khác, cuối cùng dừng lại ở một tòa nhà hai tầng có vẻ rất bình thường. Tống thần y, chính là chỗ này. A Tài trước tiên bước xuống xe, hắn mở cửa xe, đợi đến khi Hạ Thiên và Ninh Khiết bước xuống thì hắn lại khẽ giới thiệu. Cậu đừng nhìn căn nhà này mà xem thường, nhưng thật sự chú Cảng Sinh có rất nhiều tiền, Chú ấy mở vài nhà máy, chẳng qua có một đứa con, vẫn muốn con lớn lên gánh sự nghiệp, nhưng đầu óc của con không bình thường, vì thế chỉ cần chữa bệnh cho con, chú ấy sẽ tình nguyện đưa một triệu. Biết rồi, đừng nói nhảm, mau vào đi. Hạ Thiên không quan tâm đến tình huống của gia đình bệnh nhân, hắn chỉ đến kiếm tiền, không phải điều tra ra thế của người ta, chỉ cần có thể trả tiền là được, những thứ khác không có vấn đề. A à, Tài không nói thêm điều gì, hắn tranh thủ gõ cửa. Một người đàn ông hơn 40 đi ra mở cửa, tướng mạo của người này rất bình thường, cách ăn mặc cũng có vẻ quê mùa. Ngay sau đó A Tài lập tức giới thiệu, người đàn ông này là chú Cảng Sinh trong miệng hắn, tên là Hoàng Cảng Sinh. "Cậu là Tống thần y sao?" Hoàng Cảng Sinh rất khách khí với Hạ Thiên, hắn nhiệt tình chào đón. "Mời vào, mời vào." Hoàng Cảng Sinh thật sự có tiền, vì nơi này vài chục năm qua phát triển rất nhanh, vì vậy có rất nhiều người phát tài hắn chính là một trong số đó. Hắn mở vài nhà xưởng, tổng tài sản là vài trăm triệu, tuy nếu xem trên mặt bằng cảng thành thì hắn không đáng là gì so với đám người có tiền kia, nhưng bỏ ra một triệu lo cho con, điều này không phải là vấn đề. Thực tế Hoàng Cảng Sinh cũng không quá tin tưởng A Tài, vì hắn hiểu A Tài, tiểu tử này từ nhỏ đến lớn không làm gì đàng hoàng, tuy chưa làm chuyện gì xấu xa nhưng Hoàng Cảng Sinh cảm thấy khó thể tin. Vì vậy lúc bắt đầu hắn không quá tin tống thần y, nhưng sau khi nghe A Tài nói về bác sĩ Hoàng, chính hắn lại hỏi bác sĩ Hoàng, vì vậy mà hắn tin, vì hắn hiểu rất rõ bác sĩ Hoàng. Bây giờ bác sĩ Hoàng thật ra cũng ở trong nhà Hoàng Cảng Sinh, tuy hôm qua lão không đồng ý giúp Hạ Thiên dùng phương pháp này để kiếm tiền, nhưng bây giờ A Tài đã can thiệp, hơn nữa lão cũng quen thuộc Hoàng Cảng Sinh. Vì vậy lão đến đây, cũng muốn xem sự việc có kết quả thế nào. Bác sĩ Hoàng tin y thuật của Tống thần y rất cao siêu nhưng dù vậy lão vẫn không dám tin hắn có thể chữa khỏi căn bệnh khối u não, nhưng Hoàng Cảng Sinh tình nguyện thử một lần, vì thế lão cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Trước đó Hoàng Cảng Sinh cho rằng con mình dù bị khối u não nhưng cũng không phát sinh vấn đề gì, nhưng vài tháng qua tình hình ngày càng không xong. Hắn đã đưa con đến kiểm tra ở bệnh viện trung tâm lớn nhất thành phố Cảng Thành, bác sĩ nói khối u đang lớn dần lên, nếu không giải phẫu thì sợ rằng khó tránh khỏi cái chết. Nhưng bệnh viện cũng nói, bọn họ không dám làm phẫu thuật này, tỷ lệ thành công chưa được không phết không một ít nhất là bệnh viện bọn họ không dám phẫu thuật. Hạ Thiên nhanh chóng được gặp đứa con của Hoàng Cảng Sinh, tên là Hoàng Hiểu Thông, nhưng rõ ràng người này không có chút trí thông minh nào, vẻ mặt bây giờ giống hệt như kẻ ngu. Người này ngồi trên giường, là người lớn 20 tuổi nhưng vẫn còn chơi đồ chơi của đứa bé 3 tuổi. Hiểu Thông, đây là bác sĩ, trước tiên để bác sĩ chữa cho con. Hoàng Cảng Sinh đi đến bên cạnh Hoàng Hiểu Thông, hắn nói với vẻ mặt ôn hòa, nhưng còn chưa nói dứt lời thì Hoàng Hiểu Thông đã hét lên. Con không thích bác sĩ, con không thích. Hoàng Hiểu Thông chợt hét lớn, những món đồ chơi trên tay bị ném xuống đất. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm rồi đâm một cái lên người Hoàng Hiểu Thông, người này lập tức im miệng, hắn ngáp một cái, sau đó nằm lên giường, chưa đến một phút sau đã mơ màng ngủ vùi. Như vậy sẽ yên tĩnh hơn. Hạ Thiên lầm bầm, trong lòng không khỏi thầm nói, chẳng lẽ những kẻ họ Hoàng thường có bệnh liên quan đến đầu óc? Nếu không thì khi hắn vừa xuống núi đã trị cho Hoàng An Bình, bây giờ đến thành phố Cảng Thành xa lạ cũng chữa bệnh cho một người họ Hoàng, cũng là vấn đề liên quan đến đầu óc. Khi thấy Hạ Thiên Vung châm và Hoàng Hiểu Thông ngủ vùi thì đám người bên cạnh chợt ngẩn ngơ, Hoàng Cảng Sinh lần đầu tiên thấy Hạ Thiên Thi châm đã bị khuất phục, hắn tin tống thần y này thật sự có bản lĩnh. Hoàng Cảng Sinh có chút chần chừ, sau đó không nhịn được phải hỏi Tống thần y, chỗ này của tôi có bệnh án và những kiểm tra trước kia của hiểu thông, cậu có muốn xem không? Không cần, những kiểm tra kia chưa chắc đã chuẩn. Hạ thiên lười biếng nói. Sau đó hắn đưa tay lên cổ tay của Hoàng Hiểu Thông, bắt đầu bắt mạch. Hạ Thiên bắt mạch rất lâu, khoảng 3 phút, sau đó hắn buông tay, không khỏi nhíu mày. Khi thấy biểu lộ của Hạ Thiên thì Hoàng Cảng Sinh lập tức cảm thấy không ổn, hắn vội vàng mở miệng. Tống thần y, thế nào? Có thể trị được không? Tất nhiên có thể trị. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói một câu. "Này, các người đều ra ngoài, tôi chữa bệnh không muốn người ngoài đứng nhìn." "Được, chúng tôi ra ngoài." Hoàng Cảng Sinh vội vàng gật đầu, sau đó hắn lại hỏi. "Tống thần y, không biết mất bao lâu?" "Rất nhanh, chỉ vài phút, các người ở bên ngoài chờ chút, tôi chữa xong sẽ ra ngay." Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn mau đi ra tôi sẽ lập tức chữa bệnh hoàng cảng sinh nghe nói chỉ mất vài phút thì không hỏi gì nữa hắn bắt chuyện với bác sĩ hoàng và a tài sau đó lập tức đi ra ngoài tôi có đi ra không ninh khiết cũng không nhịn được phải hỏi một câu chị tất nhiên không cần đi tôi nói người ngoài đi ra chị là vợ tôi tất nhiên không cần ra hạ thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn ninh khiết quỷ keo kiệt này sao không thông minh như vậy ninh khiết nghe nói như vậy thì đi ra cửa Nàng đóng cửa, sau đó quay đầu và không khỏi ngây ngốc. Lúc này nàng phát hiện Hạ Thiên đang cầm ngân châm, hắn đâm lên người mình hơn 10 cây châm, điều này làm cho nàng ngạc nhiên, không phải chữa bệnh cho người ta sao? Vì sao giống như lúc hấp thu âm hỏa như vậy? Khi Ninh Khiết mê hoặc thì Hạ Thiên lại cầm một cây ngân châm đi đến đâm vào đầu Hoàng Hiểu Thông, sau đó hắn dùng tay niết ngân châm. Vài phút sau hắn mới rút châm về, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất để thu hồi ngân châm trên người mình chương 1013, tám phần là chơi chán chúng ta rồi. Bên ngoài phòng Hoàng Cảng Sinh có chút bất an, tuy chưa qua một phút nhưng hắn vẫn rất lo lắng. Điều này cũng là bình thường, hôm nay liên quan đến tương lai của con hắn, sao hắn không quan tâm cho được. Cảng Sinh, đừng lo, nếu Tống Thần Y đã nắm chắc như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bác sĩ Hoàng An ủi Hoàng Cảng Sinh một câu. Anh, em không thể không lo, tuy cậu ta nói nắm chắc, nhưng dù sao đây cũng không phải căn bệnh nhỏ, trước kia em đã đi nhiều bệnh viện, bọn họ không ai dám nói nắm chắc. Vẻ mặt Hoàng Cảng Sinh có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết khi nào Tống Thần Y sẽ đi ra. Ra rồi. A à, Tài chợt hưng phấn kêu lên một tiếng. Bác sĩ Hoàng và Hoàng Cảng Sinh chợt sướng sờ, mới được bao lâu mà đã đi ra. Hai người cùng dùng ánh mắt mê man nhìn về phía cửa, phát hiện Tống Thần Y đang đi ra, mà người đẹp tuyệt sắc cũng đi theo. Tống thần y, đã xong rồi sao? A à, tài trước tiên tiến lên nghênh đón, hắn rất quan tâm đến vấn đề này, vì nó sẽ quyết định hắn có kiếm được 100 ngàn hay không. Nói nhảm, hạ thiên có chút mất hứng. Không có gì tôi không chữa được. Lúc này hoàng cảng sinh mới kịp phản ứng, hắn vội vàng hỏi. Bằng tống thần y, con tôi thật sự không sao chứ? Không có gì, nếu ông không tin thì có thể đưa đến bệnh viện kiểm tra, mặt khác cũng chuẩn bị một triệu, mai tôi đến lấy hạ thiên nhanh chóng nói một câu sau đó hắn kéo ninh khiết nhanh chóng bỏ đi hoàng cảng sinh trợt buồn bực tống thần y này sao đi vội vã như vậy vì vậy mà hắn có chút lo lắng con mình không có vấn đề gì đấy chứ hoàng cảng sinh nghĩ vậy thì vội vàng đi vào sau đó hắn thở dài một hơi vì hắn thấy hoàng hiểu thông vẫn rất tốt đang ngồi trên giường vì vậy mà hắn có chút mê man cha vì sao có rất nhiều chuyện con không thể nghĩ ra Hoàng Hiểu Thông thấy Hoàng Cảng Sinh thì rất mê hoặc. "Còn nữa, cha, sao cha lại già đi như vậy? Không đúng, con hình như cũng đã lớn, kỳ quái, sao con cảm thấy giống một giấc mộng như vậy?" Hoàng Cảng Sinh nghe được những lời này của Hoàng Hiểu Thông thì trợn mắt há mồm, sau đó nước mắt rơi đầy mặt. Bác sĩ Hoàng ở bên cạnh cũng ngẩn ngơ, Hiểu Thông này hình như đã bình thường trở lại rồi thì phải. Y thuật của Tống Thần y kia cũng quá thần kỳ. "Chú Cảnh Sinh, chú đừng đứng ngây ra đó nữa." Mau đưa Hiểu Thông đi bệnh viện kiểm tra. A à, Tài lúc này thúc giục, hắn chỉ quan tâm đến tiền của mình, nếu con của Hoàng Cảng Sinh được chỉ tốt thì nên trả tiền. Được, trước tiên đi bệnh viện. Hoàng Cảng Sinh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, tuy đứa con nhìn có vẻ đã bình thường nhưng nếu không đi bệnh viện kiểm tra thì hắn cũng không thể yên tâm được. Bên này Hoàng Cảng Sinh và A à, Tài đưa Hoàng Hiểu Thông đến bệnh viện, bên kia Hạ Thiên và Ninh Khiết dùng tốc độ cực nhanh quay về khách sạn. Sau khi tiến vào phòng thì hắn nhanh chóng lấy ngân châm đâm lên người mình 10 lần, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Vẻ mặt ninh khiết có chút lo lắng, từ đầu đến cuối nàng không hỏi Hạ Thiên xem có chuyện gì xảy ra, không phải nàng chẳng muốn hỏi, căn bản là nàng không có cơ hội. Nhưng nàng cũng đã đoán được vấn đề, có lẽ âm hỏa trong người hắn bắt đầu quấy phá. Âm hỏa trong người Hạ Thiên có vấn đề cũng chẳng có gì là kỳ quái, nhưng điều làm ninh khiết nghĩ mãi không rõ, vì sao hôm nay lại phát tác sớm như vậy. Nàng nghĩ đến hành vi chữa bệnh quái dị trước đó mà cảm thấy khó hiểu, tình cảnh của hắn lúc này giống như là di chứng vì đợt chữa bệnh vừa rồi. Nhưng bây giờ Ninh Khiết không thể làm bất kỳ điều gì, nàng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi ở bên cạnh, chuyện này nàng hoàn toàn không giúp được gì. Chờ đợi dài dằng dẵng, từ sáng đến tối, Hạ Thiên vẫn ngồi không nhúc nhích. Trong lúc đó A Tài cũng điện thoại đến nhưng Ninh Khiết không nhận máy, nàng tắt ngay, bây giờ nàng không có tâm tình nhận điện thoại nàng không muốn sinh ra tình cảnh quấy nhiễu Hạ Thiên. Ninh Khiết liên tục bất an cả ngày, đến tối vẫn cảm thấy bất an, mà lúc này ở Cảng Thành cũng còn có hai người bất an. Trung tâm thành phố Cảng Thành có một khách sạn 5 sao siêu cấp, khoảnh khắc này trong một gian phòng xa hoa, hai cô gái đang ở bên trong với vẻ mặt sầu lo. Hai cô gái này ăn mặc tương tự như nhau, bên ngoài là quần áo dài màu đen, nhưng áo khoác thì mở rộng, bên trong rất gợi cảm, là áo da bó sát người phía dưới là giày da và quần da bó sát, làm cho thân thể nóng bỏng của các nàng bộc lộ ra ngoài. Các nàng không những chỉ có dáng người nóng bỏng, hơn nữa gương mặt cũng tuyệt mỹ, nhưng nếu nhìn thoáng qua thì cảm thấy cả hai có chút tương tự. Khốn nổi hai nàng có màu da khác nhau, một người là cô gái phương Tây, một là người đẹp phương Đông, mái tóc cũng một tím một đen, khác biệt rất rõ. Hai cô gái đều xinh đẹp gợi cảm nhưng khí chất lại bất đồng, người đẹp tóc tím cực kỳ quyến rũ, Người đẹp tóc đen thì có chút lạnh lùng nhưng thiên hướng cuồng dại. Huấn luyện viên, kỳ quái, em đã điện thoại cho chồng nhưng không được, điều này rõ ràng là không đúng, trước kia dù thế nào thì cũng gọi được mà. Người đẹp tóc tím mở miệng nói, gặp quỷ, gần đây làm gì cũng không được, ngay cả tên Sắc Lang chết tiệt kia cũng không thấy. Người đẹp tóc đen căm giận nói, đàn ông lúc nào cũng như vậy, rơi vào tay rồi thì không quan tâm. Tôi thấy sắc lang kia có tám phần là chơi chúng ta chán chê rồi. Huấn luyện viên, chị cũng đừng nghĩ lung tung, chồng nhỏ sẽ không như vậy. Chị nghĩ lại mà xem, khi ở trên du thuyền, cậu ấy có bao giờ ngán đâu. Mỗi lần đều cảm thấy không đủ, đều muốn hai chúng ta cầu xin tha thứ mới bỏ qua. Người đẹp tóc tím rõ ràng không ủng hộ suy nghĩ của người đẹp tóc đen. Gương mặt người đẹp tóc đen có hơi đỏ giống như nàng nhớ đến khoảng thời gian hoang đường trên du thuyền thật ra nàng cũng thừa nhận lời nói của người đẹp tóc tím, sắc lang kia rõ ràng chưa từng thỏa mãn, nàng nhớ đến tình cảnh 7 ngày sắc lang kia không cho nàng xuống giường mà trong lòng chợt sinh ra cảm giác khác thường. Tuy người đẹp tóc đen cảm thấy sắc lang kia không chán mình, nhưng nàng vẫn tức giận. Người này sao không liên lạc với chúng ta, bây giờ chúng ta cũng không điện thoại được là sao? Có phải chồng nhỏ xảy ra chuyện rồi không? Người đẹp tóc tím dùng giọng bất an hỏi. Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Người đẹp tóc đen không cho là đúng, sắc lang kia là kẻ cực kỳ hùng mạnh, xác suất gặp chuyện không may là rất nhỏ. Huấn luyện viên, để em điện thoại cho Vân Mạn, bạn ấy là vợ bé của chồng, lại là bạn của em, trước kia chưa từng bán đứng em, rất đáng tin cậy. Để em hỏi thăm tình huống, để xem chồng như thế nào. Người đẹp tóc tím suy nghĩ rồi đề nghị. Người đẹp tóc đen cũng suy xét lại, sau đó nàng khẽ gật đầu nói. Được rồi, Em điện thoại cho cô ấy hỏi thăm tình hình xem thế nào." Người đẹp tóc tím nhanh chóng cầm lấy điện thoại, nàng gọi đi. "Alo, Vân Mạn, là mình, Isabella." Người đẹp tóc tím chính là người đẹp sát thủ nổi tiếng Isabella, mà người đẹp tóc đen đi cùng với nàng chính là huấn luyện viên, là sát thủ nữ nổi tiếng thế giới ám dạ tinh linh ngải vi nhi. Không lâu trước đó các nàng tách khỏi Hạ Thiên, bọn họ quay về tổng bộ của ám ảnh đoàn đã yêu cầu Hạ Thiên gia nhập Ám Ảnh Đoàn và muốn làm đoàn trưởng báo cáo cho các nhân vật quản lý khác. Nhưng chuyện này tạm thời chưa thể đưa ra quyết định, vì có một phần tán thành và một phần không, lý do phản đối rất đơn giản, Hạ Thiên căn bản không ở trong tổng bộ của Ám Ảnh Đoàn, tất nhiên hắn không thể làm đoàn trưởng được. Nếu muốn làm đoàn trưởng thì ít nhất phải đến Ám Ảnh Đoàn một chuyến. Chuyện này cuối cùng đành phải gác lại, Ngải Vi Nhi cũng không quá quan tâm, nàng cảm thấy nếu Hạ Thiên có thời gian đến Ám Ảnh Đoàn có lẽ đám người không đồng ý kia cũng phải đồng ý. Thật ra nàng thấy Sắc Lang kia không có hứng thú quá lớn với chức vị đoàn trưởng ám ảnh đoàn, hắn chỉ có hứng thú với nàng và Isabella mà thôi. Sau đó Ngải Vi Nhi và Isabella rời khỏi tổng bộ ám ảnh đoàn, bên phía nước Mỹ có nhiệm vụ cho hai người đi chấp hành, nhưng khi chấp hành nhiệm vụ thì các nàng lại phát hiện tình huống không đúng. Đầu tiên là các nàng thấy mục tiêu không giống như báo cáo tình báo của ám ảnh đoàn, sau đó các nàng lại phát hiện nơi đó có mai phục. Cũng may hai người được Hạ Thiên giúp đỡ, năng lực tăng mạnh, vì thế dù gặp nguy hiểm nhưng vẫn giết chết mục tiêu, cuối cùng thuận lợi phá vòng vây. Sau đó các nàng liên lạc với tổng bộ ám ảnh đoàn, muốn làm sáng tỏ tình huống. Khi còn đang đợi mẹ của Ngải Vi Nhi điều tra nguyên nhân ở ám ảnh đoàn thì các nàng bị tập kích, mà 10 ngày sau đó bọn họ liên tục bị tập kích. Sau khi xử lý nhiều kẻ địch thì bọn họ cuối cùng cũng tìm ra chút mánh khóe, có một phú hào nặc danh treo thưởng 1 triệu đô la để lấy mạng các nàng, vì thế mà các nàng liên tục bị tập kích. Mẹ của Ngải Vi Nhi cũng truyền đến tin tức, trong tổ chức sợ rằng có nội gián, đã đưa tư liệu của bọn họ ra ngoài, ngay cả hành tung của bọn họ cũng bị tiết lộ, vì vậy bọn họ mới dễ dàng bị phát hiện. Mẹ Ngải Vi Nhi vốn muốn cho hai nàng về tổng bộ ám ảnh đoàn nhưng bây giờ cũng thay đổi ý kiến, để các nàng tạm thời không quay về, cũng cố gắng không liên lạc với người trong tổ chức, sau đó trốn đến một địa phương an toàn. Ngài Vi Nhi cũng không muốn đến Trung Quốc nhưng Isabella lại nói chỗ an toàn nhất chính là ở bên cạnh chồng. Ngài Vi Nhi cảm thấy điều này là đúng, vì vậy hôm qua bọn họ đi qua Hong Kong, đến Cảng Thành, chuẩn bị đến thành phố Giang Hải tìm Hạ Thiên. Nhưng các nàng không thể liên lạc với Hạ Thiên, vì vậy tạm thời ở thành phố Cảng Thành, chuẩn bị làm công tác liên hệ rồi mới di chuyển. Trường 1014, tôi nói ngày mai thì ngày mai. Isabella cuối cùng cũng cúp điện thoại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, Sao vậy? Ngải Vi Nhi không nhịn được phải hỏi. Sắc Lan chết tiệt kia không phải cố ý không nghe điện thoại của chúng ta đấy chứ? Huấn luyện viên, tất nhiên không phải như vậy, chỉ có chút tự tin được không? Trên đời này có đàn ông chơi chán chúng ta sao? Isabella lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Nhưng, sự việc có chút không thích hợp, có lẽ chồng nhỏ đã thật sự xảy ra chuyện. Điều này sao có thể? Vẻ mặt Ngải Vi Nhi hơi biến đổi. Liễu Vân Mạn nói thế nào? Vân Mạn cũng không biết chồng đi đâu, nhưng bạn ấy cũng không liên lạc được với chồng, bạn ấy nói không ai biết chồng đang ở đâu, tình huống cụ thể ra sao cũng không biết rõ, mà bạn ấy cũng có vẻ rất lo lắng. Isabella trả lời, như vậy sao? Ngải Vi Nhi khẽ thở ra, nàng không cho là đúng. Tôi thấy sắc lang kia tám phần là trốn đến chỗ nào đó chơi bời với con đàn bà khác, có lẽ giống như lần trước ở trên du thuyền. Hy vọng là như vậy, chỉ cần không có gì xảy ra là được. Isabella khẽ nói, nàng có chút trần trừ rồi hỏi thăm ngải Vi Nhi. Huấn luyện viên, chúng ta làm sao bây giờ? Ở lại đây hay đến thành phố Giang Hải? Tạm thời ở lại chỗ này. Ngải Vi Nhi suy nghĩ rồi nói. Nếu có chuyện gì thì nơi đây xuất ngoại cũng dễ dàng, nếu sắc lang kia có thể liên lạc với chúng ta, khi đó chúng ta tìm hắn cũng không muộn. Hơn nữa tôi luôn lo lắng phía tổng bộ ám ảnh đoàn sẽ gặp chuyện không may, nếu tìm được sắc lang sẽ đưa hắn đến tổng bộ nói chuyện, thuận tiện cũng tìm ra nội gian. Isabella thầm gật đầu, nàng không hỏi thêm điều gì, trong lòng thầm nghĩ, chẳng biết chồng đã chạy đi đâu. Ngải Vi Nhi tuy tỏ ra không quan tâm nhưng lại rất lo lắng, sắc lang kia không phải thật sự xảy ra chuyện đấy chứ. Isabella và Ngải Vi Nhi không nghĩ ra, lúc này Hạ Thiên chỉ cách các nàng có vài chục km, cùng ở trong một thành phố, chẳng qua chỉ khác khách sạn mà thôi. 8 giờ tối, Hạ Thiên cuối cùng cũng mở mắt, hắn rút ngân châm trên người ra rồi đứng lên, lần này khác biệt với hai lần trước, vì tinh thần của hắn tương đối khá. "Vợ quỷ Keo Kiệt, bây giờ là mấy giờ rồi?" Hạ Thiên mở miệng hỏi. "Vừa đúng 8 giờ." Ninh Khiết vội vàng trả lời, sau đó nàng có chút khó hiểu. "Buổi sáng cậu làm gì? Sao tình huống lần này không giống như hai lần trước?" "Cũng không có gì, chẳng qua căn bệnh của tên kia có chút phiền toái." nếu chỉ dùng châm cứu sẽ khó chữa tốt, vì vậy tôi phải dùng chân khí, sau đó đưa ra chút băng hỏa linh khí chữa bệnh cho đối phương. Sau đó vì không khống chế tốt nên có chút âm hỏa nhân cơ hội chạy ra, tôi chỉ có thể lập tức quay về khách sạn hấp thu số âm hỏa này. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn lầm bầm. Hèn gì tôi đói bụng như vậy, thì ra đã hấp thu quá lâu, vợ quỷ keo kiệt, chúng ta ra ngoài ăn thôi. Ừ, được. Ninh khiết lên tiếng hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn sau đó ninh khiết không nhịn được phải hỏi một câu trước đó mỗi lần cậu hấp thu âm hỏa đều mệt chết à vì sao lần này tinh thần tương đối khá rất đơn giản vì lần này hấp thu xong thì băng hỏa linh khí trong người tăng trưởng khá nhiều mà âm hỏa cũng ít đi rất nhiều nếu lần này so sánh thì băng hỏa linh khí đã chiếm thế thượng phong sau đó tôi dùng băng hỏa linh khí khôi phục chút thể lực vì vậy mà tinh thần là rất tốt hạ thiên cũng không che giấu ninh khiết thật ra bây giờ hắn rất vui sướng, vì sau lần này hắn sử dụng băng hỏa linh khí sẽ không tái hiện tình cảnh như sáng nay. Tất nhiên bây giờ hắn vẫn không thể sử dụng quá nhiều băng hỏa linh khí, nhưng nếu chỉ chữa bệnh, bình thường không cần quá nhiều, căn bản đều là đủ. Hai người đi ra khách sạn, ven đường lại thấy một quán cơm trùng khánh, vì thế mà đi vào tìm ghế ngồi xuống. Sau đó bọn họ gọi bốn tô phở, Ninh Khiết ăn một tô, Hạ Thiên ăn ba tô, hắn còn cảm thấy chưa đủ, vì vậy mà chạy đến gần đó mua thêm hai cái bánh rán cuối cùng cũng xem như lấp đầy bụng bên kia có quán bánh ngọt nếu không thì chút nữa chúng ta sang đó mua gì đó ăn nhé khi thấy hạ thiên có vẻ còn chưa no thì ninh khiết không khỏi đề nghị được hạ thiên lập tức đồng ý hắn thật sự ăn chưa no hai người đi đến quán bánh ngọt hạ thiên ăn một hơi bảy tám cái sau đó mới coi như lửng dạ sau đó thấy còn sớm nên ninh khiết đề nghị đi dạo khi đến đây nàng cũng chưa từng đi dạo tối nàng thấy tình cảnh nơi đây cũng có chút náo nhiệt hạ thiên cũng hiểu sau khi ăn cơm phải hoạt động một chút cho tiêu cơm nhưng hắn muốn làm một vận động khác mà ninh khiết thì lại muốn đi dạo hắn quyết định trước tiên nên đi dạo lát nữa quay về vận động thêm cũng được vì thế mà hắn đồng ý ngay ninh khiết kéo tay hạ thiên đi dạo được vài phút sau đó nàng nghe thấy một âm thanh vui mừng tống thần y tống thần y cậu ở đây sao hai người quay đầu lại thì phát hiện ra một người là a tài hắn đang chạy đến với vẻ mặt cực kỳ vui sướng anh có chuyện gì không ninh khiết rất mất hứng nàng vốn không có ấn tượng gì tốt với a tài này bây giờ nàng đi dạo vui vẻ với hạ thiên thì người này lại xông ra tất nhiên nàng sẽ không hài lòng ninh tiểu thư tôi đi tìm các người đã lâu rồi a tài vội vàng nói có mối làm ăn lớn có mối làm ăn lớn cái gì mà làm ăn lớn hạ thiên thuận miệng hỏi a à, tài nhìn bốn phía rồi hạ thấp âm thanh tống thần y chú cảnh sinh đã đưa con đến bệnh viện kiểm tra xác nhận tình huống bây giờ chú ấy đã cực kỳ tin tưởng vì thế chú ấy lập tức giới thiệu cậu cho những ông chủ khác những người này mới thật sự là ông chủ tuy chú cảnh sinh có tiền nhưng chẳng bằng số lẽ của bọn họ a à, ông chủ kia sắp chết sao hạ thiên hỏi a à, không phải không phải ông ta sắp chết ông ta có một bà vợ là một bà vợ xinh đẹp mà ông chủ này tìm được vài năm trước, hắn yêu thương vợ như bảo bối. Kết quả là năm ngoái vợ hắn bị tai nạn xe và thành người sống thực vật. A à, Tài nhanh chóng giới thiệu tình huống. Ông chủ kia nói, chỉ cần tống thần y có thể cứu tỉnh được vợ mình, hắn sẽ trả 10 triệu, 10 triệu, đây rõ ràng là mối làm ăn lớn. A à, Tài bây giờ không khỏi cảm thấy hưng phấn, tuy số tiền 100 ngàn ở Cảng Sinh chưa vào trong tay, nhưng hắn nghe nói Cảng Sinh đã lấy tiền mặt về chuẩn bị đưa cho Tống Thần Y, sau đó hắn sẽ có ngay 100 ngàn. Nhưng bây giờ có mối làm ăn 10 triệu, hắn lập tức vứt số tiền 100 ngàn sang một bên, nếu hoàn thành thì hắn sẽ có ngay 1 triệu. À, cũng xem như một mối làm ăn lớn." Hạ Thiên thuận miệng nói. "Ngày mai tôi sẽ đi." "Tống Thần Y, bây giờ không được sao?" A à, Tài không nhịn được phải hỏi. "Bây giờ tôi đang đi dạo phố với vợ, không rảnh." Hạ Thiên tức giận nói nhưng nhưng ông chủ kia rất nôn nóng hắn hy vọng cậu có thể qua ngay nghe chú cảng sinh nói ông chủ kia rất nóng tính vừa nghe nói có người chữa được bệnh cho vợ mình thì lập tức yêu cầu chú cảng sinh hỗ trợ liên lạc cũng không muốn chờ đợi a à, tài có chút khó khăn không muốn đợi thì tìm người khác mà chữa bệnh hạ thiên nói với vẻ mặt mất vui tôi thích lúc nào thì chữa lúc đó tất cả đều do tôi quyết định đã bảo ngày mai là ngày mai nhưng A à, Tài còn muốn nói điều gì đó. Chồng tôi đã nói rất rõ ràng, nếu anh muốn số tiền lời kia thì nên nói rõ với đối phương, ngày mai chúng tôi sẽ đến. Ninh Khiết lạnh lùng cắt ngang lời A à, Tài. "Đi thôi, chúng ta về khách sạn ngủ thôi." Hạ Thiên nói một câu với Ninh Khiết, sau đó hắn kéo nàng đi mà không quan tâm đến A à, Tài. A à, Tài dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn bóng lưng hai người, sau đó hắn cầm lấy điện thoại và gọi đi hạ thiên và ninh khiết quay về khách sạn trước tiên hai người cùng nhau tắm nguyên ương hai chân dài của ninh khiết biểu diễn công phu kinh người sau khi chơi xong thế kim kê độc lập hai người lên giường lăn lộn đến nửa đêm cuối cùng mới ôm nhau ngủ nhưng bọn họ thức dậy rất sớm vì sáng sớm đã có người gõ cửa đánh thức hai người thức dậy ăn mặc chỉnh tề sau đó ninh khiết ra mở cửa bên ngoài là một người đàn ông trung niên người đàn ông này phong độ nhẹ nhàng khí chất không tầm thường mà sau lưng còn có hai người đàn ông mặc tây trang, là vệ sĩ. Chào cô, cho hỏi có phải Tống Thần Y ở đây không? Người đàn ông trung niên dùng giọng khách khí hỏi. Ông là... Ninh Khiết có chút buồn bực. Tôi là Nhâm Hiểu Phong, là người muốn mời Tống Thần Y đến cứu chữa cho bà nhà, nếu có gì quấy rầy thì xin hai vị thứ lỗi. Người đàn ông trung niên vẫn dùng giọng khách khí trả lời. Ông là ông chủ có vợ phải sống đời thực vật sao? Ninh Khiết lập tức hiểu ra. Đúng vậy, tối qua tôi có chút nóng vội, tôi nghe nói Tống Thần Y mất vui, vì vậy cố ý đến xin lỗi, mong Tống Thần Y bỏ quá cho. Nhâm Hiểu Phong gật đầu trả lời. Yên tâm, tôi bảo hôm nay đến thì sẽ đến. Hạ Thiên lúc này lười biếng nói. Trước tiên ông cứ chờ bên ngoài, tôi sẽ đi chữa bệnh cho vợ ông. Vâng, Tống Thần Y. Nhâm Hiểu Phong vội vàng trả lời nửa giờ sau một chiếc Lincoln côn chạy ra khỏi cổng khách sạn Tâm Duyệt, xe chở Hạ Thiên và Ninh Khiết, còn có Nhâm Hiểu Phong, A Tài và hai vệ sĩ của Nhâm Hiểu Phong. Cùng thời gian này, ở Hồ Bắc ở thành phố Giang Hải, trên một hòn đảo, một chiếc trực thăng cất cánh bay về phía núi Thanh Phong Sơn huyện Mộc Dương. chương 1015, Sử Thượng Đệ Nhất Hắc Cảng Thành là một thành phố diện tích tương đối nhỏ nhưng mật độ dân cư rất đông, điều này làm cho giao thông lúc nào cũng chen chúc. Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, là thời điểm ra ngoài rất khó khăn, vì thế tốc độ xe của Nhâm Hiểu Phong là rất chậm, đi hơn 1 giờ mới đến bệnh viện Huệ Nhân. Bệnh viện Huệ Nhân thật ra rất nổi tiếng ở thành phố Cảng Thành, không phải vì bác sĩ nơi đây rất giỏi, dù bệnh viện Huệ Nhân tự xưng có các chuyên gia cao cấp nhất, nhưng điều làm nó nổi tiếng lại chính là tiền phí đắt đỏ. Theo tin đồn thì bệnh viện chết tiệt này chưa từng xem bệnh kê đơn, chỉ là xem tiền kê đơn, đám bác sĩ nơi đây đều nhìn mặt nói chuyện. Đại khai biết được bệnh nhân có bao nhiêu tiền, sau đó bọn họ sẽ tìm cách moi ra sạch sẽ. Nghe nói dù là bệnh gì thì muốn ra khỏi bệnh viện cũng phải bỏ ra ít nhất là 10 ngàn, ngẫu nhiên có vài tên thông minh phát hiện hình huống không đúng và bỏ chạy, đó là ngoại lệ. Bệnh viện Huệ Nhân đã được xây dựng ở Cảng Thành khá lâu, tất nhiên nhân dân Cảng Thành sẽ không dại mà đâm đầu vào đây, vì nơi đây là bệnh viện nổi tiếng hắc ám. Bệnh viện Huệ Nhân phá người không biết mệt mỏi. Đây chính là danh ngôn về bệnh viện này. Nhưng dù là như thế thì bệnh viện Huệ Nhân vẫn làm ăn tương đối tốt, người đến đây đều rất đông. Nguyên nhân rất đơn giản, bệnh viện này có thể tùy ý thấy được khi đi vào Cảng Thành, hơn nữa dân cư Cảng Thành lưu động rất đông, cũng có người căn bản không biết danh tiếng của bệnh viện Huệ Nhân, vì thế mới chui đầu vào đây. Vợ của Nhâm Hiểu Phong bây giờ đang nằm trong bệnh viện Huệ Nhân, nhưng điều này không phải vì hắn không biết đến danh tiếng của bệnh viện này, mà vì bệnh viện này tuy rất hắc ám nhưng có một vài thứ mà bệnh viện khác vẫn kém, đó chính là nơi đây phục vụ rất tốt, dù là y tá hay bác sĩ cũng hạ thấp mình làm con người khác. Thường thì người bệnh có tiền vào đây sẽ được quan tâm đặc biệt, cũng vì thế mà biết nơi đây hắc ám và ăn tiền nhiều, nhưng cuối cùng vẫn có nhiều người không quan tâm. Vợ Nhâm Hiểu Phong phải sống đời thực vật, tất nhiên cần phải được chăm sóc tốt, mà hắn không thiếu tiền, tất nhiên phải đưa vợ đến bệnh viện này thực tế mỗi ngày vợ hắn đều được hai y tá đặc biệt phụ trách được chăm sóc đến tận răng nhâm tiên sinh ngài đã đến khi tiến vào bệnh viện thì có y tá chào hỏi nhâm hiểu phong hắn có thể nói là khách quen ở đây hầu như mỗi ngày đều đến xem tình huống của vợ vì thế mà hầu như tất cả bác sĩ và y tá ở đây đều sớm quen thuộc nhâm hiểu phong thậm chí một vài người bệnh ở đây cũng quen mặt nhâm hiểu phong tất cả đám người chào hỏi đều được nhâm hiểu phong gật đầu đáp lễ nhưng hắn cũng không nói gì sau đó hắn đưa hạ thiên vào một gian phòng bệnh phòng này không lớn nhưng tương đối sạch sẽ bên trong có một giường bệnh bên trên là một cô gái còn khá trẻ bên cạnh giường bệnh lại là một cô y tá trẻ cô y tá này khá đẹp mái tóc cắt ngắn khi thấy nhâm hiểu phong tiến vào thì nàng vội vàng đứng lên nhâm tiên sinh cô ấy chính là vợ ông sao hạ thiên chỉ cô gái trẻ tuổi nằm trên giường hắn đã thấy cô gái đang nằm hôn mê trong lòng thầm khinh bỉ nhâm hiểu phong đúng là ánh mắt quá kém vợ chẳng đẹp chút nào đúng vậy tống thần y cô ấy là vợ tôi là cam mẫn nhâm hiểu phong vội vàng gật đầu vẻ mặt cung kính cô y tá xinh đẹp liếc mắt nhìn hạ thiên người này là ai nhâm hiểu phong vì sao khách khí với đối phương như vậy còn gọi là thần y nào có thần y trẻ tuổi như vậy không phải lừa đảo đấy chứ hạ thiên nhanh chóng đi đến bên giường Hắn đặt hai ngón tay lên cổ tay cam mẫn, chưa đến 10 giây sau, hắn đã lấy ngân châm đâm lên đầu nàng vài lượt. Á! À, cô y tá xinh đẹp trượt kinh hoàng, nàng không khỏi hô lên thành tiếng. Kêu cái gì vậy? Hạ thiên lúc này cũng đã thu hồi ngân châm, hắn chừng mắt nhìn cô y tá, giọng điệu của đối phương quá khó nghe. Tống thần y, bao giờ vợ tôi có thể tỉnh? Nhâm hiểu phong lúc này cẩn thận hỏi. Ông hỏi vợ mình đi. Hạ thiên tức giận nói. Nhâm hiểu phong chợt sững sờ, hỏi vợ mình. Hắn cũng rất muốn hỏi vợ, nhưng nếu vợ hắn có thể trả lời, hắn cũng không cần phải hỏi. Nhâm tiên sinh, vợ ông đã tỉnh rồi. Ninh khiết ở bên cạnh nói một câu. Nhâm hiểu phong nghe được vậy mà chợt sững sờ, đã tỉnh sao? Điều này, điều này sao có thể? Tôi, tôi đang ở đâu thế này? Đúng lúc này một âm thanh mơ hồ và không yên truyền vào trong tai Nhâm Hiểu Phong. Nhâm Hiểu Phong đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt trượt xuất hiện biểu cảm vui mừng như điên, hắn bổ nhào lên giường, giọng điệu có chút run rẩy. Mẫn mẫn, em, em thật sự tỉnh rồi sao? Cam mẫn đã mở mắt, nhưng rõ ràng nàng cũng không hiểu tình huống, nàng chỉ dùng ánh mắt mơ hồ nhìn nhâm hiểu phong, vẻ mặt khó hiểu. Hiểu phong, em, em bị làm sao đây? Chỗ này, là bệnh viện sao? Tiểu mẫn, cuối cùng em cũng đã tỉnh, em không có gì là tốt rồi, em không sao là tốt nhâm hiểu phong cũng không trả lời vấn đề của cam mẫn hắn chỉ ôm nàng vào lòng ôm thật chặt cô y tá ở bên cạnh thấy tình cảnh như vậy thì vành mắt cũng đỏ hồng giống như xúc động vì tình huống lúc này mà những người khác giống như bị lây nhiễm ngay cả ninh khiết cũng cảm thấy có hơi xúc động nhâm hiểu phong và cam mẫn ôm lấy nhau lúc này trong phòng bệnh tràn đầy không khí ôn tình nhưng lại có một âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí này các người muốn làm gì thì về nhà mà làm mau đưa tiền ra, tôi rất bận. Người phá hủy tình cảnh nồng ấm chính là Hạ Thiên, hắn vì tình hình kẹt xe trên đường mà mất đi kiên nhẫn, bây giờ đến bệnh viện trị bệnh xong, tất nhiên hắn sẽ không có tâm tình tiếp tục chờ đợi. Cô y tá xinh đẹp không khỏi quay đầu nhìn Hạ Thiên, người này là ai, sao lại không hiểu tình lý gì thế này. Nhâm hiểu phong nghe được lời nói của Hạ Thiên thì lập tức phản ứng, hắn khẽ nói một câu gì đó với cam mẫn, sau đó hắn buông nàng ra rồi xoay người đi về phía Hạ Thiên, hắn cúi đầu nói. Tống thần y, cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn tôi, mau đưa tiền đây, tôi còn phải đi mua nhà. Hạ thiên có chút mất kiên nhẫn. Nhớ kỹ, 10 triệu, tôi muốn tiền mặt. Hắc, thật sự hắc ám, đúng là sử thượng đệ nhất hắc. Cô y tá đã làm việc ở bệnh viện Huệ Nhân một thời gian, tất nhiên nàng biết thanh danh không tốt của bệnh viện này, nhưng không sao, tiền lương cao là được. Bệnh viện này dù là bác sĩ hay y tá đều có lương cao hơn các bệnh viện khác rất nhiều, vì vậy dù biết bệnh viện này rất hắc ám, nhưng nàng công tác ở đây vẫn rất thoải mái. Nhưng trước nay cô y tá này luôn tin một vấn đề, đó là bệnh viện Huệ Nhân tuyệt đối là nơi hắc ám nhất thành phố Cảng Thành, là bệnh viện thu phí cao nhất. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu ra, vị thần y trẻ tuổi kia mới thật sự hắc ám. 10 triệu, là 10 triệu, chỉ là vài châm mà thôi, toàn bộ quá trình chưa đến một phút mà thu 10 triệu, đúng là quá hắc ám. Nhâm Hiểu Phong nghe nói như vậy cũng chợt ngẩn ngơ, nhưng cũng không phải vì giá cả, vì hắn đã sớm nghe nói vị tống thần y này thu phí rất cao, trước đó cũng đã nói rõ giá tiền, chỉ cần cứu chữa được cho vợ thì hắn sẽ trả 10 triệu. Tuy 10 triệu là số lớn, nhưng đối với hắn thì chẳng có gì quan trọng hơn vợ. Tống thần y, cậu cần tiền mặt sao? Nhâm Hiểu Phong nhịn không được phải hỏi, đây là nguyên nhân làm hắn ngây người tuy 10 triệu không là gì với hắn nhưng muốn lấy ra 10 triệu tiền mặt cũng không dễ dàng gì. Đúng vậy, là 10 triệu tiền mặt. Hạ Thiên mở miệng nói, hắn không lấy tiền mặt không được, vì hắn căn bản không có chứng minh, cũng không có thể ngân hàng, tất nhiên chỉ có thể thu tiền mặt. Ninh Khiết có giấy chứng minh nhưng không có tài khoản ngân hàng, bây giờ đi làm không phải là không được nhưng Hạ Thiên thấy như vậy rất phiền còn không bằng trực tiếp cầm tiền mặt. Dù sao lát nữa cũng phải tiêu xài, hắn quyết định mang tiền mặt đi mua nhà, hắn cũng không muốn thuê phòng. Tống Ngọc Mỹ kia muốn hắn sống thảm nhưng hắn sẽ sống tốt, có nhà, có ăn, còn có vợ đẹp, như vậy sẽ làm cho Tống Ngọc Mỹ tức chết. Tống Thần Y, 10 triệu tiền mặt là số tiền không nhỏ, tôi cần phải liên lạc với ngân hàng, có lẽ vài giờ sau mới lấy ra được. Nhâm Hiểu Phong nói, giọng điệu có chút xin lỗi, ngay sau đó hắn lại cẩn thận hỏi. Tống Thần Y, tôi nghe nói cậu muốn mua nhà sao? Đúng vậy, chúng tôi vừa đến đây, còn chưa có nhà ở. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi không muốn ở khách sạn. Nhâm Hiểu Phong có chút trần trừ, sau đó hắn mở miệng nói. Tống thần y, thật ra nếu cậu cần nhà ở, tôi có thể cung cấp. Tôi có xây dựng không ít biệt thự ở Hồ Hương Tuyết, chính tôi cũng ở đó, bên đó còn vài căn chưa bán đi. Nếu Tống thần y có thời gian, có thể đến xem, nếu thỏa mãn thì tôi có thể bán cho hai vị một căn. Phải không? Hạ Thiên suy nghĩ. Vậy thì được, ông đưa tôi đi xem, nếu tôi thích căn phòng nào thì không cần tiền của ông, trực tiếp bán nhà cho tôi là được. Cô y tá ở bên cạnh thầm nghĩ, người kia có bản lĩnh ghê gớm thật, biệt thự ở Hồ Hương Tuyết không phải chỉ có giá 10 triệu, người này muốn mua một căn, như vậy rõ ràng là làm ăn có lời. Phải biết rằng Hồ Hương Tuyết là khu biệt thự đắt đỏ nhất cảng thành, mỗi mét vuông đều trên 100 ngàn, nghe nói giá thấp nhất cũng là 2 chục triệu, giá cả cao còn cả trăm triệu. Tống, Tống thần y, còn tiền của tôi. A à, Tài ở bên cạnh không nhịn được phải hỏi một câu. Chương 1016, biệt thự giá trị 100 triệu. A à, Tài ở bên cạnh không nói gì, nhưng khi thấy Cam Mẫn tỉnh lại thì hắn còn mừng hơn cả nhâm Hiểu Phong, vì điều này có nghĩa là hắn có được một triệu. Khi Tống thần y nói cần tiền mặt thì hắn cũng thấy không có vấn đề, hắn cũng thích tiền mặt, cầm một triệu trên tay, cảm giác đó chắc chắn sẽ cực kỳ sung sướng nhưng bây giờ hắn lại thấy tống thần y không cần tiền mặt muốn đổi lấy nhà vì vậy mà hắn lập tức nôn nóng hắn cũng biết biệt thự ở hồ hương tuyết rất đáng giá vấn đề là ở chỗ biệt thự không phải là tiền rất khó chia ra mà a tài hắn cũng không thiếu nhà hắn cần bây giờ là tiền mặt anh gấp cái gì hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn a tài tôi nói cho là sẽ cho không phải hoàng cảng sinh còn thiếu tôi một triệu sao anh đến đó lấy tiền là được còn một trăm ngàn sau này tôi sẽ cho thêm. Được, nhưng Tống thần y, cậu phải đích thân nói một tiếng với chú Cảng Sinh mới được, nếu không thì chú ấy sẽ không đưa tiền cho tôi. A à, Tài có chút lo lắng. Anh về trước đi, sau đó nói Hoàng Cảng Sinh điện thoại cho chúng tôi là được. Ninh Khiết nói. Được, tôi sẽ về, bây giờ tôi sẽ về. A à, Tài cũng coi như thỏa mãn với sắp xếp này, tuy còn 100 ngàn chưa lấy về nhưng hắn thấy chỉ cần tìm được người chữa bệnh thì vấn đề sẽ được giải quyết. A à, tài tham tài nhanh chóng rời khỏi bệnh viện huệ nhân, mà hạ thiên và ninh khiết cũng nhanh chóng bỏ đi. a à, tài rời khỏi bệnh viện để đi lấy tiền, còn hạ thiên và ninh khiết thì đi xem nhà. tuy vợ vừa tỉnh lại và nhâm hiểu phong rất muốn ở cùng vợ, nhưng vì không muốn đắc tội với vị thần y khó lường tống thần y, vì thế hắn phải tự mình đưa hạ thiên và ninh khiết đến hồ hương tuyết. còn vợ cam mẫn lúc này ở lại bệnh viện chuẩn bị để đám bác sĩ bệnh viện làm kiểm tra toàn diện. Đúng là không có biện pháp, ai bảo Hạ Thiên cứu tỉnh cam mẫn quá nhanh, điều này làm cho Nhâm Hiểu Phong cảm thấy quá thần kỳ, có chút không bình thường, vì vậy hắn cũng không quá yên tâm. Lúc này trên đường cũng không còn kẹt xe, sau khi rời khỏi bệnh viện 15 phút thì Hạ Thiên và Ninh Khiết được Nhâm Hiểu Phong đưa đến hồ Hương Tuyết. Quả thật Hương Tuyết là một hồ nước, hồ này không lớn, nhưng nếu ở bên cạnh một hồ nước như vậy cũng sinh ra cảm giác gần gũi thiên nhiên vì thế mà khu biệt thự này được coi là cao cấp nhất thành phố Cảng Thành. Khu biệt thự Hồ Hương Tuyết có thể nói là rất lớn, được phân ra làm 8 khu, được gọi là Hồ Hương Tuyết số 1 đến số 8, mà Nhâm Hiểu Phong thì ở trong một biệt thự ở khu Hồ Hương Tuyết số 1. Tống Thần Y, Ninh Tiểu Thư, đây là nhà rách của tôi. Nhâm Hiểu Phong chỉ vào một tòa biệt thự rồi nói. Nhâm Tiên Sinh, nếu ông xem đây là nhà rách, sợ rằng trên đời này không ai ở trong nhà lành. Ninh Khiết thản nhiên nói, bây giờ nàng đã biết Nhâm Hiểu Phong là một ông chủ bất động sản, mà nàng lại không có cảm tình gì với đám người này, nguyên nhân rất đơn giản, giá nhà đất quá đắt đỏ. Tuy có thời gian Ninh Khiết là người lắm tiền nhưng phần lớn đều là người nghèo, một căn nhà đối với nàng là vật phẩm xa xỉ. Nhâm Hiểu Phong nở nụ cười xấu hổ, hắn chỉ khiêm tốn một chút mà thôi, nào biết Ninh Khiết nghĩ là thật. Chúng tôi không có hứng xem nhà ông, nhà của chúng tôi đâu. Hạ Thiên lúc này bất mãn nói một câu. Cái kia, Tống Thần Y, cậu xem căn nhà kia thế nào? Nhâm Hiểu Phong chỉ vào một căn nhà đối diện, đó là một biệt thự ba tầng, nhìn qua có vẻ không khác gì của Nhâm Hiểu Phong, diện tích có lẽ là một ngàn mét vuông, nếu so sánh với vài căn bên cạnh thì biệt thự này xa hoa hơn. Có vẻ khá tốt, khá hơn những căn khác. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Tống Thần Y, đó là biệt thự ở khu hồ hương tuyết số 1, thật ra phương tiện bên trong còn tốt hơn cả nhà tôi, vì nó được xây dựng sau này nên xếp đặt hợp lý hơn, bên trong cũng rất đầy đủ, phòng thể thao hay hồ bơi đều có, nếu không thì hai vị đến xem trước nhé. Nhâm Hiểu Phong giới thiệu sơ lược căn nhà, sau đó khẽ đề nghị. Được, Hạ Thiên kéo Ninh Khiết vào trong biệt thự, Nhâm Hiểu Phong cũng vội vàng theo sau. Cửa chính của biệt thự khóa chặt, nhưng ổ khóa mở bằng mật mã, Nhâm Hiểu Phong biết mật mã nên mở ra rất thuận lợi hơn chục phút sau Hạ Thiên đã đi một vòng quanh biệt thự và đưa ra quyết định. Vợ quỷ keo kiệt, chúng ta ở chỗ này nhé, tôi cảm thấy biệt thự này khá tốt, hơn hẳn khách sạn chúng ta đang ở. Ninh Khiết cũng hiểu căn biệt thự này là rất tốt, nhưng nàng có một vấn đề khác, sau đó nàng hỏi. Nhâm tiên sinh, giá của căn biệt thự này không phải chỉ là 10 triệu phải không? Ninh tiểu thư, không gạt cô, nếu dựa theo giá thị trường thì căn biệt thự này sẽ được bán với giá trên dưới trăm triệu, nhưng tôi tất nhiên sẽ không bán cho các người theo giá thị trường tôi thấy tống thần y thích căn biệt thự này như vậy xem như trả thù lao cho tống thần y nhâm hiểu phong khách khí nói như vậy chẳng phải nhâm tiên sinh sẽ lỗ lớn sao ninh khiết không nhịn được phải nói ninh tiểu thư đối với tôi thì chỉ cần cứu được vợ dù bán sạch tài sản tôi cũng đồng ý nhâm hiểu phong dùng giọng chân thành nói hơn nữa biệt thự này tuy được bán đi với giá trên dưới trăm triệu nhưng thực tế thành phẩm cũng không cao, thật ra cũng chỉ là 10 triệu, vì vậy tôi sẽ lấy giá trị thành phẩm để trả công cho các người. Vậy à, Ninh Khiết có chút kinh ngạc, ngay sau đó nàng lại cảm khái một câu. Hèn gì bất động sản là một sản nghiệp cách xù. Đây quả thật là món lợi cách xù. Nhâm Hiểu Phong cũng thừa nhận, sau đó hắn còn nói thêm. Tống thần y, Ninh Tiểu Thư, nếu hai người cảm thấy thỏa mãn thì biệt thự này sẽ là của các người, tôi sẽ nói cho ác người về hệ thống bảo vệ và mật mã cổng, bây giờ các người có thể vào ở. Còn chuyện văn kiện tài sản, cần phải mất chút thời gian, vài ngày nữa tôi sẽ đưa đến. Được, bây giờ căn nhà này là của chúng tôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn rất vừa ý với căn nhà này, mà Ninh Khiết cũng rất thỏa mãn. Nửa giờ sau Hạ Thiên và Ninh Khiết coi như tiếp thu căn biệt thự này, thay đổi mật khẩu bảo vệ và mật khẩu cổng còn quyền tài sản tất nhiên là đứng tên Ninh Khiết, vì Hạ Thiên căn bản không có chứng minh. Tất nhiên Hạ Thiên cũng không có hứng thú với quyền tài sản căn nhà này, vì hắn thấy đó chỉ là chỗ ở tạm thời mà thôi, đến khi công lực của hắn khôi phục, tất nhiên hắn sẽ không ở nơi này. Hắn không quen chỗ này, vợ cũng căn bản không ở đây, tất nhiên hắn sẽ không lưu luyến chỗ này. Nhâm Hiểu Phong đi rất nhanh, thật ra hắn nhanh chóng quay về bệnh viện gặp vợ, sau khi hắn đi thì Ninh Khiết dạo một vòng quanh biệt thự, trong lòng không khỏi cảm khái. Thiết bị của biệt thự này lắp đặt quá tốt, đầy đủ gia cụ, hơn nữa những dụng cụ như chăn mền trên giường ở lầu 2 cũng mới tinh, chỉ cần muốn thì có thể đến ở bất kỳ lúc nào, không cần chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Ngay cả bàn chải đánh răng cũng có sẵn, đúng là quá khoa trương. Ninh khiết lầm bầm một câu, sau đó nàng chạy vào phòng bếp, nàng thầm nghĩ nếu có gạo và thức ăn, như vậy sẽ thật sự bái phục. Nhưng Ninh Khiết tìm kiếm nhà bếp một lượt, Cuối cùng nàng cũng thở ra một hơi, biệt thự này chuẩn bị đầy đủ nhưng phòng bếp không có gạo và thứ ăn, tủ lạnh trống trơn, nhưng nàng cũng tìm được một chai dầu ăn lớn trên tủ bếp. Ninh Khiết từ hai bàn tay trắng đến khi có được một căn biệt thự xa hoa giá hơn 100 triệu chỉ mất 3 ngày, nhưng nàng rất chấn tĩnh, dù sao nàng cũng đã từng có kinh nghiệm cùng loại. Nàng từ một phụ nữ xấu trở thành đại mỹ nữ, sau đó lại là siêu cấp mỹ nữ đi xe Rolls-Royce, khi đó tình cảnh còn thần kỳ hơn cả bây giờ. Ninh Khiết đi vào phòng khách lầu 1, khi thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình rất say xưa thì không biết nói gì hơn, bây giờ nàng mới biết hắn thích xem phim hoạt hình. Vợ quỷ Keo Kiệt, chị nghĩ xem nếu Tống Ngọc Mị biết cuộc sống của chúng ta tốt như thế này, liệu có tức chết đi không? Khi thấy Ninh Khiết thì Hạ Thiên cười hì hì nói, cô ấy không dễ tức chết như vậy. Ninh Khiết không cho là đúng. Tôi thấy cô ta nếu biết thì sẽ hận không thể đánh chết chúng ta. Ninh Khiết không đợi Hạ Thiên tiếp tục nói mà di chuyển chủ đề. Tôi phải ra ngoài một lúc, cậu đi cùng hay ở nhà chờ? Chị ra ngoài làm gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Tôi muốn đi siêu thị mua gạo và thức ăn, còn mua vài thứ đồ dùng khác, bây giờ đã hơn 11 giờ, đi về còn làm thức ăn. Ninh Khiết trả lời. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tôi sẽ đi với chị. Ừ, chúng ta đi thôi. Ninh Khiết có chút vui vẻ. Hai người nhanh chóng đi ra biệt thự, bọn họ nắm tay nhau đi ra khỏi cổng, Ninh Khiết chủ động chào hỏi một tên bảo vệ. "Anh bảo vệ, xin hỏi một chút, anh biết siêu thị gần nhất ở đâu không?" "Đi theo con đường này về phía trước, đi hai cây số sẽ thấy một siêu thị." Tên bảo vệ nói. "Cảm ơn." Ninh Khiết cười cười với tên bảo vệ, điều này làm cho tên bảo vệ ngây ngốc, trong lòng thầm mắng, củ cải trắng ném ra cho chó ăn. Đúng lúc này lại có một chiếc xe chạy đến khi thấy đôi nam nữ trong xe thì tên bảo vệ lại buồn bực, đúng là có quá nhiều heo, khốn nổi heo lại ăn củ cải trắng. Nhưng tên bảo vệ lập tức vui sướng, vì hắn phát hiện hai con heo kia bắt đầu cãi nhau. Trường 1017, củ cải trắng cũng không dễ ăn tùy tiện. Thật ra đối với tên bảo vệ thì hai củ cải trắng kia đều tốt, nhưng củ cải trắng xuất hiện sau vẫn có chênh lệch khá lớn so với củ cải trắng trước đó, mà điều làm cho tên bảo vệ cảm thấy bức bối chính là con heo sau này, vì con heo này rất xấu, vừa mập lại vừa già, ít nhất cũng hơn 50. Nhưng một con heo như vậy lại ăn một củ cải là một cô gái mới 17-18 tuổi. Lúc này heo vừa già vừa xấu đang ồn ào với một con heo trẻ khác, rõ ràng tên bảo vệ tự nhận mình đẹp trai hơn Hạ Thiên, sở dĩ hắn không cưa được em nào như Ninh Khiết cũng vì không có tiền mà thôi. Tiểu tử, là mày sao? Tên đàn ông ngồi trong xe khoảng 50 tuổi, hắn thấy Hạ Thiên thì đầu tiên là sướng sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói tiểu tử là mày còn dám xuất hiện trước mặt tao sao thằng ngu này là ai hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên đàn ông anh quen biết với chú sao tiểu tử đừng giả vờ mày đã làm gì tao trên du thuyền bây giờ quên rồi à tao nói cho mày biết mày chết chắc rồi tên đàn ông dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào hạ thiên giọng nói tràn đầy uy hiếp đúng là có bệnh anh không quen biết chú. Hạ Thiên tức giận nói một câu, sau đó hắn kéo Ninh Khiết. Vợ, chúng ta đi, đừng quan tâm đến thằng biên này. Khoảnh khắc khi xoay người thì một điểm ngân quang từ trong tay Hạ Thiên bắn ra, khoảnh khắc sau đã phóng vào trong người chỉ nhân phong. Động tác của Hạ Thiên rất nhanh, căn bản không ai nhìn thấy, dù là Ninh Khiết cũng chỉ cảm giác được có gì đó, cũng không biết rõ động tác của hắn. Dù bây giờ công lực của hắn không bằng trước kia nhưng thủ pháp bắn ngân châm của hắn vẫn tinh xảo như trước những năm này người điên hơi đông hạ thiên kéo ninh khiết đi ra khỏi cổng chính không chút hoang mang trong miệng còn cảm thán một câu tên nhân viên bảo vệ có hơi thất vọng hắn vốn muốn xem hai con heo đánh nhau xem ra bây giờ không có rồi đúng lúc này một âm thanh hoảng hốt vang lên giám đốc trì giám đốc trì anh làm sao vậy tên bảo vệ nhìn lại theo tiếng kêu hoảng hắn thấy cô gái xinh đẹp trong xe đang lắc người lão già, nhưng heo già không có phản ứng. Mau, mau gọi xe cứu thương. Cô gái xinh đẹp hô lên với tên bảo vệ. Vâng, tiểu thư. Tên bảo vệ bắt đầu gọi điện thoại, trong lòng có chút hả hê, thấy chưa củ cải trắng cũng không nên ăn tùy tiện, có phải gặp báo ứng chưa? Lúc này Ninh Khiết đã đi xa nhịn không được phải hỏi thăm Hạ Thiên. Cậu biết người kia sao? Đúng vậy, đó là một tên ngốc. Hạ Thiên khẽ gật đầu, tên kia tự xưng là gió ăn thịt người trì nhân phong, ban đầu trên du thuyền công chúa Sama thì tên này thua tiền không phục, dám có ý với Hạ Thiên, uy hiếp Hạ Thiên, muốn Hạ Thiên giúp hắn thắng tiền, kết quả là bị Hạ Thiên đạp xuống du thuyền. Sau đó Hạ Thiên cũng không gặp trì nhân phong, hắn còn tưởng rằng trì nhân phong đã chết đuối, không ngờ lại gặp tên ngốc kia ở đây, vì thế hắn trực tiếp xử lý đối phương. Vậy hắn biết rõ tên cậu sao? Ninh Khiết có chút lo lắng hắn có thể tiết lộ tin tức về cậu không yên tâm đi hắn không còn cơ hội này nữa hạ thiên lười biếng nói tên ngốc đã bị tôi xử lý rồi sao ninh khiết chợt ngẩn ngơ cậu cậu xử lý hắn rồi à đúng vậy tên ngốc kia muốn tìm chết tất nhiên tôi phải xử lý hắn hạ thiên ra vẻ không quan tâm hắn không cảm thấy vấn đề này có gì không đúng ninh khiết lại lo lắng nếu cảnh sát đến tìm chúng ta thì sao không cần sợ bọn họ không có chứng cứ hạ thiên lại rất không quan tâm đến vấn đề này trước nay tôi chưa từng sợ cảnh sát khi thấy ninh khiết còn có chút lo lắng thì hạ thiên an ủi một câu vợ quỷ keo kiệt chị là quỷ keo kiệt chứ không phải quỷ nhát gan đừng lo lắng như vậy chúng ta không có việc gì trước tiên đi siêu thị cái đã được rồi chúng ta đi mua thức ăn ninh khiết cũng hiểu lo lắng là vô dụng thật ra nàng cũng không sợ cảnh sát chủ yếu là sở tống ngọc mỹ biết được tin tức nhưng nàng suy xét lại và cảm thấy càng thành cách xa thủ đô dù cảnh sát thật sự tìm đến bọn họ thì cũng chẳng có gì quan trọng ninh khiết và hạ thiên nhanh chóng đến siêu thị bên trong siêu thị có rất nhiều người nhưng không ai chú ý đến bọn họ tuy bây giờ bộ dạng của ninh khiết rất hấp dẫn nhưng người đến siêu thị phần lớn để mua đồ không ai đến xem người đẹp hơn nữa đến mua hàng phần lớn là các bà nội trợ các bà chỉ có hứng thú với anh đẹp trai mà thôi không có hứng thú với người đẹp. Lúc này ở thôn Thanh phong cách xa ngàn dặp, người trong thôn đã chạy hết ra cùng vây quanh xem xét một thứ mà bọn họ chưa từng thấy, đó là trực thăng. vài ngày trước khi thôn dân thấy một đám công nhân đến đây dọn đất, hơn nữa còn dựng lên một cây trụ sắt treo một lá cờ đỏ, đám người đều rất ngạc nhiên, không biết bọn họ đang làm gì ở đây. dù đám công nhân nói đến đây xây sân bay nhưng thôn dân có không ít người chẳng tin, bọn họ cảm thấy điều này là không thể ai lại xây sân bay trong xó núi thế này. Nhưng vài phút trước, khi bọn họ thấy một chiếc trực thăng bay vào núi thì không khỏi phải tin, sau đó bọn họ chạy đến như ong vỡ tổ, đến để xem náo nhiệt. Cánh quạt rừng xoay tròn, cửa trực thăng mở ra, hai cô gái xinh đẹp từ bên trong bước xuống. Khi thôn dân đang còn than thở vẻ đẹp của hai cô gái kia thì một cô gái còn xinh đẹp hơn chợt xuất hiện. Nhưng điều này còn chưa chấm dứt, chưa đến một giây sau đã có một người đẹp váy trắng xuất hiện, mái tóc dài bồng bình giống như tiên nữ, vô tình làm cho người xem ngay cả người tiểu kiều. đúng lúc này còn có một người đẹp trưởng thành dáng người nóng bỏng tiến lên nghênh đón bốn người đẹp vừa xuống trực thăng. đám thôn dân chợt sinh ra cảm giác không kịp nhìn, hôm nay làm ngày gì, tiên nữ hạ phàm tập thể sao? nếu không thì sao xuất hiện nhiều cô gái xinh đẹp thế này? chị thanh, phòng ốc sắp xếp xong chưa? một cô gái xinh đẹp mở miệng nói, nàng là kiều tiểu kiều. Người vừa tiến lên nghênh đón là Vân Thanh. "Đã xong?" Vân Thanh khẽ gật đầu, giọng điệu lại có chút lo lắng. "Tiểu Kiều, chồng làm sao vậy?" "Chị Thanh, trước tiên đừng hỏi vấn đề này, đưa bọn em đến chỗ ở cái đã." Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Vân Thanh gật đầu, nàng không hỏi lại nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Những ngày nay nàng đều điện thoại cho Hạ Thiên, dù vào trong thôn Thanh Phong nàng cũng đến mượn điện thoại nhà trưởng thôn để gọi đi vài lần nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể liên lạc được điều này làm cho nàng cảm thấy rất bất an chẳng lẽ chồng xảy ra chuyện những ngày nay vân thanh đều ở đây nàng còn thuê một căn nhà xem như làm chỗ ở tạm thời nàng nhanh chóng đưa đám người kiều tiểu kiều đến căn nhà này trong nhà không có người khác vân thanh định hỏi thăm nhưng nàng còn chưa đặt câu hỏi thì có người hỏi trước tiểu kiều chúng ta đi đâu tìm tiểu bại hoại người hỏi là liễu mộng những ngày nay nàng cũng rất bất an vì không thấy tiểu bại hoại đâu cả vì vậy mà nàng không có tâm tình đi chơi, buổi tối cũng chẳng muốn ngủ. Trước kia nàng cũng không thích mỗi ngày cùng ở cùng một chỗ với tiểu bại hoại, nhưng nàng biết hắn ở đâu, trong lòng rất an tâm. Nhưng lần này thì không giống, nàng không biết tiểu bại hoại ở nơi nào, vì vậy khó thể nào an tâm được. Chị Thanh, Phượng Nhi, Hoàng Nhi, các người ở đây chờ, em và chị Mộng sẽ đến một nơi. Tiểu Kiều mở miệng nói. Kiều Tiểu Thư, chúng em đi với được không? Kiều Hoàng Nhi không quá an tâm. Các em không thể đi theo. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Yên tâm đi, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại. Tiểu Kiều, em đi tìm chồng sao? Vân Thanh nhịn không được phải hỏi. Suốt cuộc chồng đang ở đâu? Chị Thanh, em không muốn gạt chị. Thật ra em cũng không biết chồng đang ở đâu. Nhưng sau khi em và chị Mộng quay về thì sẽ biết chồng đang ở đâu. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Vân Thanh há hốc miệng, cuối cùng nàng cũng không nói gì, ngoài vấn đề ngồi đây chờ đợi thì nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Chị Mộng, chúng ta đi thôi. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn Liễu Mộng. Ừ, chúng ta đi tìm Tiểu Bại Hoại. Liễu Mộng rất nóng vội, nàng nói xong thì kéo Kiều Tiểu Kiều chạy ra ngoài. Chị Mộng, bên này, bên này. Kiều Tiểu Kiều thỉnh thoảng chỉ đường cho Liễu Mộng, hai người chạy rất nhanh, chỉ sau chốc lát đã đến dưới thanh phong sơn, Kiều Tiểu Kiều tiếp tục nói. Chị Mộng, đi lên. Tiểu bại hoại ở trên núi sao? Liễu mộng có chút kỳ quái. Chị mộng, chúng ta phải đi lên núi, như vậy mới có thể tìm được chồng. Kiều tiểu kiều giải thích một câu. À, chị biết rồi. Liễu mộng lên tiếng, sau đó nàng kéo kiều tiểu kiều chạy vội lên núi. Đối với người bình thường thì leo lên thanh phong sơn là không dễ dàng gì, nhưng với liễu mộng thì chẳng khác nào lên đất bằng. Chưa đến một phút sau thì liễu mộng đã thấy trước mặt là con đường lớn, nàng không nhịn được phải hoan hô tiểu kiều có đường dễ đi hơn rồi liễu mộng dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước tiểu kiều bị kéo đi nhưng một phút sau kiều tiểu kiều đã vội vàng hô lên chị mộng mau dừng lại liễu mộng dừng lại rồi dùng giọng mê hoặc hỏi tiểu kiều sao lại dừng có gì vậy đến rồi sao chị mộng còn chưa đến nhưng không nên đi đường này đi đường này sẽ không đến được kiều tiểu kiều lắc đầu sau đó nàng chỉ tay lên trên. Chúng ta phải đi lên theo đường này. Nhưng, Tiểu Kiều, chỗ này nào có đường? Liễu Mộng cảm thấy rất khó hiểu, sau đó nàng ồ lên. Kỳ quái, chỗ đó có một căn nhà gỗ. Kiều Tiểu Kiều cũng thấy căn nhà gỗ kia, nàng trầm mặc một lúc, sau đó khẽ nói. Chị Mộng, căn nhà kia có lẽ là do chồng làm nên. Chương 1018, Tiên tử nhân gian nguyệt thanh nhã. Thật vậy sao? liễu mộng buông lỏng kiều tiểu kiều sau đó nàng chạy đến căn nhà gỗ vừa chạy vừa hô lớn để chị xem có phải tiểu bại hoại trốn ở trong này không liễu mộng nhanh chóng chạy vào trong nhà gỗ nhưng chưa đến một phút sau đã chạy ra nàng đến bên cạnh kiều tiểu kiều bộ dạng có chút mất hứng tiểu kiều bên trong không có người tiểu bại hoại cũng không có rốt cuộc hắn ở nơi nào chị mộng chị đừng vội chồng tất nhiên không có ở bên trong kiều tiểu kiều có chút bất đắc dĩ chị mộng này bình thường có vẻ không quan tâm chỉ biết đi chơi khắp nơi nhưng bây giờ không thấy chồng thì sốt ruột hơn bất kỳ ai khác tiểu kiều bây giờ chúng ta đi tìm ai liễu mộng đến bây giờ còn chưa nắm rõ tình huống cụ thể chẳng lẽ chúng ta không phải đi tìm tiểu bại hoại sao chị mộng chúng ta phải đi tìm chồng nhưng trước khi đi tìm chồng chúng ta phải tìm gặp một người khác chúng ta lên núi chính là gặp người kia kiều tiểu kiều khẽ giải thích liễu mộng vẫn mơ hồ tiểu kiều người kia là ai chị mộng chị sẽ biết ngay thôi kiều tiểu kiều không nói thẳng ra nàng di chuyển chủ đề chị mộng trước tiên chị giúp em hủy căn nhà gỗ này đi sao liễu mộng càng thêm kỳ quái tiểu kiều sao lại phải hủy đi căn nhà này không phải do tiểu bại hoại làm nên sao còn nữa chị thấy nó rất đẹp kiều tiểu kiều có chút bấp đắc dĩ chị mộng có phải chị muốn tìm chồng không đúng vậy không có tiểu bại hoại thì chị rất khó ngủ ngon liễu mộng khẽ gật đầu chị mộng nếu chị muốn nhanh chóng tìm được chồng như vậy trước khi tìm được chồng thì chị phải nghe lời em chị hiểu không kiều tiểu kiều không còn biện pháp nào khác nàng chỉ có thể nói như vậy để thuyết phục liễu mộng quả nhiên liễu mộng lập tức gật đầu được rồi tiểu kiều chỉ cần tìm được tiểu bại hoại chị đều nghe lời em. "Chị Mộng, vậy trước tiên chị dỡ căn nhà kia xuống." Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Lúc này Liễu Mộng không hỏi nguyên nhân, nàng lập tức chạy đến hủy căn nhà gỗ kia, sau đó nàng chỉ vào một thân cây nói: "Tiểu Kiều, có cần nhổ cây lên không?" Thân cây này tuy là một phần của căn nhà gỗ nhưng lại là cây tự nhiên, vẫn còn sống, vì thế Liễu Mộng mới phải hỏi. "Chị Mộng, chị có thấy ở gần đây có người khác không?" Kiều Tiểu Kiều hỏi một câu. "Không, chỉ có hai người chúng ta thôi." Liễu Mộng lắc đầu. "Yên tâm đi, không có ai theo chúng ta đâu." Kiều Tiểu Kiều nhìn bốn phía, nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói. "Chị Mộng, chị dùng tất cả sức lực đá vào cái cây đó cho em." Dù yêu cầu này có chút kỳ quái nhưng Liễu Mộng lại không hỏi nguyên nhân, nàng nhấc chân lên đá mạnh vào thân cây. Cây này thật ra cũng không lớn, thân cây không quá to dưới tình huống bình thường liễu mộng tung một đá như vậy sẽ làm thân cây gãy ngay. Nhưng sau khi liễu mộng tung đá thì phát hiện thân cây không bình thường, vì nó không bị nàng đá ngã, thậm chí cũng không rung rinh. Ủa, kỳ quái nha, sao cây này không có chút phản ứng? Liễu mộng có chút kỳ quái, nàng đến bên cạnh thân cây xem xét kỹ càng, nàng bắt đầu nghi ngờ đây không phải một cây rừng bình thường. Nhưng liễu mộng xem xét một lúc lâu mà không thấy có gì bất thường, cây này rất bình thường, chẳng có gì khác lạ tiểu kiều chị còn phải đá nó nữa không liễu mộng lúc này không nhịn được phải hỏi nhưng nàng còn chưa dứt lời thì đã duyên dáng hô lên ủa cây đâu rồi liễu mộng lập tức nhìn bốn phía sau đó nàng hô lên ủa kỳ quái tiểu kiều chúng ta đang ở đâu thế này núi này giống như cao lên rất nhiều lần khung cảnh bây giờ sao lại không giống như trước đó chị mộng đây mới là bộ dạng thật sự của thanh phong sơn Kiều Tiểu Kiều ngẩng đầu nhìn lên trên, thanh phong sơn cao vút bây giờ giống như cao hơn gấp đôi, nhìn lên thấy đỉnh núi được bao phủ trong mây, giống như căn bản không thể nhìn đến đỉnh núi. Từ trên xuống dưới thật sự không còn nhiều lá cây xanh tươi, chỉ cần đảo mắt cũng thấy lá cây khô vàng, tên thanh phong sơn rõ ràng là hữu danh vô thực. Trước đó các nàng giống như đã lên đến sườn núi nhưng bây giờ lại giống như đang ở chân núi, nhưng trước mặt các nàng chợt xuất hiện một con đường rộng thanh thang. Tiểu Kiều, chúng ta có đi lên không? Liễu Mộng lại hỏi. Kiều Tiểu Kiều đang định mở miệng thì đột nhiên giữa không trung truyền xuống một âm thanh như tiếng trời. Tiểu Kiều, xảy ra chuyện gì sao? Âm thanh còn vang vọng chưa dứt thì Liễu Mộng đã thấy một bóng trắng lóe lên, một cô gái áo bảo trắng xuất hiện trước mặt nàng. Khi Liễu Mộng thấy cô gái thì chợt ngẩn ngơ, giống như bị đối phương hấp dẫn. Liễu Mộng trước nay vẫn thấy mình là ma nữ mộng mộng xinh đẹp nhất, nhưng cô gái áo bảo trắng xuất hiện lại làm nàng sinh ra cảm giác tự ti. Lúc này nàng rất muốn khóc, vì sao trên đời này còn có người xinh đẹp hơn cả ma nữ mộng mộng. 20 năm trước liễu mộng không phải là một học sinh giỏi, sau khi nàng hôn mê một giấc thì cũng quên không ít từ ngữ, vì vậy nàng không biết phải làm sao để miêu tả cô gái áo bảo trắng kia. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể cho ra hai chữ, hoàn mỹ. Không sai, chính là hoàn mỹ, đây là từ ngữ chính xác nhất để miêu tả cô gái áo bào trắng dù cặp mắt sáng như sao hay da thịt không chút tỉ vết đường cong lung linh tư thái tuyệt mỹ đều chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để miêu tả điều làm cho liễu mộng tự ti nhất chính là khí chất đặc biệt trên người cô gái kia điều đó làm nàng sinh ra cảm giác đối phương như tiên nữ trên trời mà ma nữ mộng mộng nàng chỉ là một ma nữ mà thôi chị nguyệt chồng đã xảy ra chuyện rồi khi thấy cô gái áo bào trắng thì vành mắt kiều tiểu kiều hơi đỏ lên Vài ngày trước nàng biểu hiện rất chấn định trước mặt người khác, vì nàng biết nếu mình không chấn định thì người khác sẽ dối lên. Nhưng bây giờ nàng không cần chấn định làm gì, vì nàng đã gặp được người có thể làm chủ, là thần tiên tỷ tỷ mà chồng nàng yêu thương nhất, Nguyệt Thanh Nhã. Tiểu sắc lang đã xảy ra chuyện sao? Cô gái áo bảo trắng chính là Nguyệt Thanh Nhã, trên gương mặt xinh đẹp của nàng có chút kinh ngạc, nàng lập tức lắc đầu. Tiểu Kiều, em đừng lo, có lẽ là không có việc gì, nếu cậu ấy thật sự có chuyện thì chị cũng cảm giác được. Nguyệt Thanh Nhã dừng lại một chút rồi bắt lấy tay Kiều Tiểu Kiều, tay còn lại cũng khoát lên người Liễu Mộng. Ngay sau đó Liễu Mộng thấy mình dùng tốc độ như bay phóng lên núi, vì vậy mà nàng chợt muốn khóc, vì sao tiên nữ này không những xinh đẹp hơn nàng, thậm chí còn có võ công lợi hại hơn cả nàng. Tiểu Kiều, chúng ta lên trước, chút nữa em nói cho chị biết có chuyện gì xảy ra. Âm thanh của Nguyệt Thanh Nhã truyền vào tai Liễu Mộng, từ đầu đến cuối nàng không hỏi Liễu Mộng là ai. Khu biệt thự số một hồ hương tuyết. Sau khi đi dạo siêu thị thì Hạ Thiên và Ninh Khiết quay về nhà, sau đó Ninh Khiết phô bày tài nấu nướng với Hạ Thiên. Đáng tiếc là tài nấu nướng của nàng không có gì đặc biệt, điều này làm Hạ Thiên không khỏi hoài niệm về Mộc Hàm, nếu nói về nấu nướng thì Mộc Hàm là tốt nhất. Tất nhiên chủ nghệ của Ninh Khiết cũng không phải kém cỏi, ít nhất nếu so với lãnh băng băng thì Ninh Khiết cũng không tệ, nếu lãnh băng băng làm món thì căn bản rất khó nuốt. Ninh Khiết tuy không nấu quá ngon nhưng không khó ăn, ít nhất Ninh Khiết cũng có thể tự ăn được, không giống như lãnh băng băng không thể ăn món ăn mình tự làm ra. Hạ Thiên thì chẳng sao, ngay cả những món ăn của lãnh băng băng mà hắn còn có thể ăn được, tất nhiên món ăn của Ninh Khiết không phải là vấn đề. Nhưng ăn bữa cơm này làm hắn không khỏi nhớ đến Mộc Hàm, còn nhớ đến LBB, đến lúc này hắn có hy vọng bước thiết gặp mặt các nàng nhưng nếu muốn gặp mặt thì hắn phải giải quyết Tống Ngọc Mị, mà muốn giải quyết được Tống Ngọc Mị thì hắn phải khôi phục hoàn toàn công lực của mình. Vì vậy sau bữa cơm mà Hạ Thiên đến phòng ngủ lầu 2, sau đó hắn bắt đầu chiến đấu với âm hỏa. Dù hắn có yêu cầu bức thiết muốn hấp thu toàn bộ âm hỏa nhưng cả buổi chiều chỉ hấp thu được một phần rất nhỏ. Hắn phát hiện cứ dựa theo tốc độ này thì mỗi ngày hắn phải bỏ ra thời gian hấp thu âm hỏa, và ít nhất hắn phải mất một tháng mới hấp thu xong. Con đàn bà Tống Ngọc Mỹ chết tiệt, để ta một tháng không được gần vợ sau này ta phải nhốt chị trong nhà đá ít nhất phải cho một tháng không được gặp ai hạ thiên thì thào nói hắn càng ở đây lâu thì sẽ càng tra tấn tống ngọc mỹ ác liệt hơn tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm hay ăn ở nhà ninh khiết lúc này mở miệng hỏi thăm thật ra nàng không muốn ra ngoài nhưng nàng biết tài nấu nướng của mình chỉ bình thường vì thế phải hỏi ý kiến của hạ thiên thôi ăn ở nhà hạ thiên suy nghĩ rồi nói hắn cảm thấy không cần phải thường xuyên ra khỏi nhà, dù sao bây giờ hắn phải tránh Tống Ngọc Mị, nếu bị người ta phát hiện ra và rơi vào trong tay Tống Ngọc Mị, sẽ rất phiền toái. Hạ Thiên trước đó cảm thấy nơi đây không có ai biết mình, nhưng buổi trưa hắn đã gặp tên ngốc chỉ nhân phong. Tuy bây giờ chỉ nhân phong đã xong, cũng không còn ai biết hắn, nhưng vì an toàn cho các bà vợ mà hắn phải chịu khó ở trong nhà. Ừ, vậy tôi đi nấu cơm, cậu xuống xem TV đi. Ninh Khiết quyết định làm vợ ngoan, tuy nàng thấy mình không có thiên phú làm vợ ngoan, nhưng ít nhất cũng phải cố gắng chứ. Ninh Khiết đứng lên đi về phía nhà bếp, đúng lúc này chuông cửa vang lên, nàng không khỏi nhíu mày, sau đó đi ra phòng khách nhìn vào màn hình bảo vệ, cặp lông mày càng nhíu chặt hơn. Chương 1019, thủ hạ của tôi giết chết hắn. Ninh Khiết thấy rõ trên màn hình là ba cảnh sát đang đứng ngoài cửa, hai nam một nữ, dẫn đầu là một cảnh sát trung niên, khoảng 40 vóc dáng không cao, có hơi gầy. Sau lưng hắn là một hai cảnh sát hơn 20 tuổi, nam thì phong nhã, nữ xinh đẹp, hai người này đứng chung giống như một cặp tình nhân. Là ai vậy? Ninh Khiết mở hệ thống đối thoại, nàng hỏi một câu. Tôi là tổ trưởng tổ trọng án cục công an thành phố Cảng Thành Sử Kinh Tùng, đây là giấy chứng nhận của tôi. Tên cảnh sát trung niên lấy ra một giấy chứng nhận đưa lên camera. Bọn họ là thủ hạ của tôi, chúng tôi đến đây tra án, xin mở cửa dùm ninh khiết nhìn hạ thiên nàng khẽ hỏi cảnh sát đến có cho bọn họ vào không bọn họ muốn vào thì cho vào hạ thiên cũng không quan tâm ninh khiết có chút trần trừ cuối cùng nàng vẫn phải mở cửa ba cảnh sát nhanh chóng đi vào xấu hổ quá cuối dày hai vị rồi tên cảnh sát trung niên tự xưng là sử kình tùng có vẻ rất khách khí điều này cũng không có gì kỳ quái bọn họ đều biết rõ Chỗ này bình thường đều là người không thể đắc tội. Chỉ cần gặp chuyện không may cũng là phú hào. Cục trưởng tự mình nói bọn họ phải xử lý cho thích đáng. Vì thế bọn họ mới không thể không đến đây. Tổ trưởng xử, có gì anh cứ nói. Ninh Khiết thản nhiên nói. Chúng tôi không thích bị quấy dày. Ninh Khiết trước kia cũng có một khoảng thời gian làm người giàu có. Nàng biết rõ lúc nào nên tự cao tự đại. Cũng biết không nên khách khí với cảnh sát. Nếu nàng khách khí thì bọn họ sẽ nghi ngờ xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Sử kinh tùng dùng giọng có chút khách khí hỏi. Tôi họ Ninh. Ninh khiết thản nhiên nói. Tổ trưởng sử, anh nói chuyện chính sự đi. Ninh tiểu thư, xin hỏi cô có biết chỉ nhân phong tiên sinh không? Sử kinh tùng cuối cùng cũng mở miệng hỏi vấn đề mấu chốt. Chỉ nhân phong. Ninh khiết có chút ngạc nhiên. Tổ trưởng sử, chúng tôi vừa đến cảng thành chưa lâu, căn bản không có người quen ở đây, còn chỉ nhân phong gì đó, chúng tôi càng không quen. Ninh Tiểu Thư, cô xác nhận không biết chỉ nhân phong sao. Sử Kinh Tùng hỏi một câu. Sáng nay các người vừa gặp mặt nhau mà. Tổ trưởng Sử, tôi nói rất rõ ràng, chúng tôi không biết chỉ nhân phong là ai, nếu các anh không còn gì khác thì có thể rời khỏi đây. Ninh Khiết tỏ ra mất vui, bây giờ nàng đã hiểu, đám cảnh sát này đến đây vì chỉ nhân phong, nhưng nàng quyết định giả vờ đến cùng. Ninh Tiểu Thư, 11 giờ sáng hôm nay mọi người gặp mặt nhau ở trước cổng, khi hai bên gặp mặt thì chỉ tiên sinh đột nhiên chết đi, cô xác nhận không có chút ấn tượng nào sao. Sử kinh tùng giống như rất kiên nhẫn, hắn tiếp tục dùng giọng không nhanh không chậm hỏi. Này, đầu óc ông có vấn đề hay lỗ tai có vấn đề? Hạ thiên lúc này bất mãn nói một câu. Vợ tôi đã nói rất rõ ràng, chị ấy không biết chỉ nhân phong, các người còn hỏi gì nữa. Hạ Thiên vốn không muốn nói chuyện nhưng khi hắn thấy nữ cảnh sát kia thì không khỏi nghĩ đến lãnh băng băng, tâm tình chợt không tốt, sau đó hắn muốn đuổi đám cảnh sát này ra. "Này, các người nói chuyện khách khí một chút." Nữ cảnh sát lên tiếng. "Các người bây giờ là kẻ tình nghi, chúng tôi cần điều tra, cần các người phối hợp, nếu không thì chúng tôi sẽ đưa các người đến cục cảnh sát, chậm rãi thẩm vấn." Người quái dị đứng sang một bên, "Tôi không có tâm tình lắm lời với cô." hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn nữ cảnh sát hắn ghét nhất là cảnh sát xấu tuy nữ cảnh sát này vóc người không quá xấu gương mặt không quá xấu nhưng đứng trước mặt làm hắn nhớ đến cảnh sát tỉ tỉ vì vậy hắn sẽ không tha cho đối phương nữ cảnh sát chợt bị chọc tứ giọng điệu không khỏi run rẩy anh anh nói gì phương lam câm miệng sử kinh tùng lúc này khẽ hét lên một tiếng vẻ mặt cũng rất mất hứng rõ ràng rất bất mãn với lời nói của nữ cảnh sát phương lam dùng ánh mắt oán hận nhìn hạ thiên nàng không dám nói gì chỉ biết im lặng phẫn nộ mà thôi ninh khiết cũng không nói gì hạ thiên này thật sự không mở miệng thì chẳng sao hắn mở miệng thì đắc tội người nhưng nàng cũng nhớ đến những ngày mới quen hắn nàng cũng phải liên tục chống đỡ những lời nói như vậy của hắn bây giờ biểu hiện của hắn như vậy làm nàng không quá kỳ quái sử kinh tùng lại nhìn về phía hạ thiên hắn mở miệng tiên sinh không biết xưng hô thế nào Ông quan tâm đến tên tuổi của tôi làm gì? Hạ Thiên tức giận nói. Tôi không có hứng thú quen biết ông, cũng không có hứng cho ông biết tôi. Bây giờ ông có thể đi ra. Tôi không thích phụ nữ xấu, cũng không thích nhìn đàn ông. Đừng ở lại đây làm ảnh hưởng đến tâm tình của tôi. Tiên sinh, chúng tôi đã xem qua băng ghi hình, căn cứ vào những biểu hiện hình ảnh thì anh và Chỉ Nhân Phong nói chuyện rất nhiều, trong lời nói có chút xung đột. Hơn nữa vị tiểu thư kia và bảo vệ cổng cũng nói chỉ tiên sinh có biết anh, nếu tôi đoán không sai thì anh có quen biết với chỉ tiên sinh phải không? Sử kinh tùng nhìn chằm chằm vào hạ thiên rồi trầm giọng hỏi. Tôi không biết thằng ngu kia, còn tên ngu kia có biết tôi hay không, các người đi mà hỏi hắn. Hạ thiên tức giận nói. Chỉ tiên sinh đã chết rồi, chúng tôi tất nhiên sẽ không thể nào hỏi được nữa. Sử kinh tùng cười nhạt một tiếng nói. Nhưng cũng hy vọng tiên sinh phối hợp, chúng tôi đang điều tra nguyên nhân cái chết của chỉ tiên sinh. nếu chỉ tiên sinh chết đi mà không có quan hệ gì với các người, tất nhiên chúng tôi sẽ đi ngay. à, ông biết rõ tên ngốc kia chết đi như thế nào thì cút đi chứ? hạ thiên nhìn sử kinh tùng rồi nói. sử kinh tùng hít vào một hơi thật sâu, hắn cố gắng áp chế lửa giận của mình. sau đó hắn chậm rãi nói: nếu chúng tôi có thể chứng thực chỉ tiên sinh chết đi không liên quan gì đến hai người, tất nhiên chúng tôi sẽ bỏ đi thật ra tên ngốc kia chết đi có chút liên quan đến tôi. Vẻ mặt Hạ Thiên lúc này có chút chăm chú. Sử Kinh Tùng nghe nói như vậy thì không khỏi sững sờ, người này rõ ràng thừa nhận có liên quan đến cái chết của trí nhân phong sao. Chồng, cậu, Ninh Khiết không nhịn được phải mở miệng, nàng không biết Hạ Thiên có ý gì, nàng chỉ biết dù là thế nào, nếu thừa nhận có liên quan đến cái chết của chỉ nhân phong thì không phải lựa chọn tốt. Hạ Thiên cũng không cho Ninh Khiết nói hết lời, hắn mở miệng hỏi sử kinh tùng này ông biết tôi tên gì không sử kinh tùng thiếu chút nữa đã mắng lớn hắn mà biết thì còn hỏi sao hạ thiên không đợi sử kinh tùng trả lời hắn lập tức nói ngay tôi nói cho ông biết tôi họ tống tên chỉ một chữ tử tống tử sử kinh tùng khẽ giật mình hắn lập tức hỏi tống tiên sinh anh vừa nói chỉ tiên sinh chết đi có liên quan đến mình rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tôi nói ông quá ngốc, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là Tống tử. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Sử Kình Tùng. Ông biết vì sao tôi có tên như vậy không? Vì có một thầy tướng số nói, tôi là tử thần chuyển thế, nếu ai mắng tôi thì sẽ chết, ai muốn đánh tôi cũng sẽ chết, tóm lại chọc vào tôi đều chết, vì thế mới lấy tên là Tống tử. Tên nhiên chỉ nhân phong kia vô duyên vô cớ nói có biết tôi, kết quả là chết, có lẽ đám thủ hạ của tôi đã giết hắn ninh khiết nghe thấy vậy mà cảm thấy giờ khóc giờ cười đây là gì đúng là rối loạn sử kinh tùng nghe mà chóng mặt đội nam nữ cảnh sát phía sau cũng muốn đánh hạ thiên vì bọn họ cảm thấy người này đang nói hưu nói vượn ngay cả câu nói tử thần chuyển thế cũng đưa ra được tống tiên sinh không biết thủ hạ của anh ở phương nào sử kinh tùng mở miệng hỏi không biết có lẽ là ở diêm vương điện hạ thiên thuận miệng nói tống tiên sinh vậy cậu nên biết bọn họ tên gì chứ? Sử Kinh Tùng tuy cảm thấy Hạ Thiên nói hưu nói vượn nhưng vẫn muốn hỏi, đối với hắn thì không phải làm tìm được hung thủ hay không, quan trọng là làm sao quay về báo cáo công tác. Biết chứ, một tên là Hắc Vô Thường, một tên là Bạch Vô Thường, còn có một tên là Câu Hồn Sứ Giả. Thật ra tôi cũng không biết quá rõ, nhưng tôi là tử thần chuyển thế, bọn họ là thủ hạ của tử thần, chính là thủ hạ của tôi. Hạ Thiên lười biếng nói. chồng. Tử thần là phương Tây, hắc bạch vô thường là phương Đông, mà thuộc hạ của tử thần cũng chưa chắc là hắc bạch vô thường. Ninh Khiết nói một câu. Vậy à? Hạ Thiên trừng mắt. Sao có người nói tử thần và Diêm Vương là một người? Tống tiên sinh, Ninh Tiểu Thư, các người đang đùa giỡn chúng tôi sao? Sử kinh tùng cuối cùng cũng không nhịn được phải nổi giận, lúc này hắn đã nhận định hai người kia căn bản đang nói hưu nói vượt. Này, ông có bệnh sao? ai rảnh đùa giỡn với ông được rồi bây giờ các người có thể đi ra nếu không tôi đánh văng ra hạ thiên bất mãn nói anh đừng quá kiêu ngạo có tiền thì ngon sao nữ cảnh sát tên là phương lam chợt mất kiên nhẫn có tin tôi bắt hai người về cục cảnh sát không không tin cô dám bắt tôi thì hắc bạch vô thường sẽ đến tìm cô hạ thiên không cho là đúng tôi muốn xem hắc bạch vô thường là thứ gì phương lam cuối cùng cũng nổi giận nàng cầm còng tay muốn lao về phía Hạ Thiên. Bây giờ tôi sẽ bắt anh về cục cảnh sát. Phương Lam, sử kinh tùng quát lớn, hắn nổi giận. Rốt cuộc cô là tổ trưởng hay tôi là tổ trưởng? Tổ trưởng, bọn họ quá kiêu ngạo. Phương Lam căn giận nói, bộ dạng không cam lòng. Tống tiên sinh, ninh tiểu thư, xấu hổ quá, quấy dày các người rồi. Sử kinh tùng nói một câu với Hạ Thiên và Ninh Khiết, sau đó hắn quát lên với Phương Lam chúng ta đi. chương 1020, cho cậu hai lựa chọn. Sử kinh tùng ra ngoài trước, Phương Lam tuy không cam lòng nhưng không thể không đi, nhưng sau khi ra khỏi cửa thì nàng hỏi ngay. Tổ trưởng, chúng ta cứ đi như vậy sao? Thậm chí không điều tra thân phận của bọn họ à? Phương Lam, em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tên nam cảnh sát không nhịn được mở miệng. Chúng ta chỉ điều tra theo thông lệ, em cũng nhìn qua băng ghi hình rồi đấy, không có chứng cứ để chứng minh có liên quan đến bọn họ, thậm chí bây giờ còn chưa thể xác định chỉ nhân phong chết vì ngoài ý muốn hay mưu sát. Em cần gì phải đắc tội với người ta? Người ta có tiền mua biệt thự lớn, nhất định là nhà quyền thế, chúng ta động vào làm gì? Nhưng em không thích tên họ Tống kia, em cảm thấy hắn nhất định có vấn đề, cái gì mà tên là Tống Tử? Em thấy tên đó nhất định là giả, sao có người lấy tên như vậy? Phương Lam tức giận nói điều này cũng không phải không có tên gì mà chẳng có nếu người ta tên là tống tử thật thì sao tên nam cảnh sát quyết định chơi trò tương phản với phương lam anh thấy em thôi đi người ta không phải chỉ nói một câu em xấu thôi sao em cũng không xấu cần gì quan tâm lần đầu tiên em bị người ta nói là người quái dị đúng là tức chết người phương lam căm giận nói nàng sở dĩ tức giận như vậy cũng vì nguyên nhân này phương lam nếu cô cảm thấy người ta dùng tên giả như vậy đi điều tra thân phận của họ xem thế nào sử kinh tùng lúc này mở miệng tôi biết có phần mềm máy tính có thể căn cứ vào ảnh để tìm ra thân phận con người phương diện này cô làm tốt hơn tôi sau khi về cục cảnh sát thì làm rõ ngay cho tôi vâng tổ trưởng quay về em sẽ làm ngay phương lam gật đầu đám người sử kinh tùng rời khỏi biệt thự không lâu thì ninh khiết và hạ thiên cũng ra khỏi nhà bọn họ định ở nhà ăn tối nhưng sau khi bị nhóm người sử kình tùng đến gây rối thì mất hết hứng thú. Hạ Thiên không muốn ăn ở nhà, sau đó hắn kéo Ninh Khiết ra ngoài, chuẩn bị ra ngoài dùng cơm. Cách khu biệt thự chưa đến 1 km là một khu ăn uống tên là Mỹ Thực Thành, buổi sáng bọn họ đi siêu thị đã biết điều này, vì vậy bây giờ bọn họ trực tiếp đi đến đó. Sau đó cả hai ăn một bữa cơm Tây, Hạ Thiên có sức ăn rất lớn, hắn trực tiếp thanh lý vài tảng thịt bò, Tuy thịt bò ở đây không tính là đắt nhưng sau khi thanh toán xong thì Ninh Khiết phát hiện ra một vấn đề, bọn họ lại hết tiền. Sau khi rời khỏi khu ăn uống thì Ninh Khiết nói với Hạ Thiên. Chồng, chúng ta bây giờ chỉ còn 200 đồng. Thật ra bọn họ còn ít tiền như vậy cũng không có gì lạ. Hạ Thiên đã chữa bệnh cho hai người, một người thu một triệu, một người thu 10 triệu, nhưng thực tế hắn không thu được đồng nào. Một triệu chỗ hoàng cảng sinh thì đã chia cho A Tài, mà 10 triệu của Nhâm Hiểu Phong lại đổi thành một tòa biệt thự giá 100 triệu, vì vậy mà tiền mặt bọn họ đang có chính là những thứ mà Hạ Thiên cướp bóc được những ngày đầu, tổng cộng có vài ngàn đồng, bây giờ cơ bản đã tiêu pha gần hết. Không sao, ngày mai chúng ta lại đi kiếm tiền. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Tên A Tài kia sẽ giúp chúng ta tìm kẻ bệnh. Cậu tính toán sẽ cứ kết hợp kiếm tiền với A Tài kia sao? Ninh Khiết không nhịn được phải hỏi, thật ra nàng có chút lo lắng về A Tài, tận đáy lòng không muốn A Tài hợp tác với Hạ Thiên. Hợp tác với tên kia vẫn hơn không? Hạ Thiên thuận miệng nói. Có thêm một người thì ít nhất cũng có một triệu, như vậy đủ sống qua một tháng, tôi cảm thấy chúng ta nhiều nhất là ở đây một tháng mà thôi. Ừ, vậy thì chúng ta hợp tác với hắn một lần nữa. Ninh Khiết vui sướng trở lại. Ninh Khiết đang nói thì điện thoại vang lên, nàng lấy ra xem, người gọi đến là A Tài, đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến lại là a tài có lẽ tìm được người bệnh rồi ninh khiết nói một câu nói cho tên kia biết đưa người bệnh đến đây tôi không muốn tự đi chữa bệnh nữa hạ thiên nói một câu ừ ninh khiết lên tiếng sau đó nàng nhận điện thoại ninh tiểu thư có tống thần y ở đó không điện thoại vừa nối thông thì a tài đã hưng phấn nói có anh có gì cứ nói giọng điệu của ninh khiết rất lãnh đạm ninh tiểu thư tôi tìm được bệnh nhân đối phương cũng tình nguyện ra giá cao nhưng tôi không biết tống thần y có chữa được bệnh này không vì thế đến bây giờ vẫn chưa đồng ý chị có thể chuyển điện thoại cho tống thần y được không tôi muốn hỏi vài câu a à, tài nhanh chóng nói ninh khiết khẽ nhíu mày sau đó nàng lấy điện thoại đưa cho hạ thiên chồng anh ta có chuyện muốn hỏi này anh muốn hỏi gì hạ thiên nhận điện thoại hắn mất vui hỏi một câu tống thần y có một ông chủ nhà giàu, hơn 40, thật ra cũng không phải bệnh nan y gì cả, chỉ là phương diện kia hơi yếu, chẳng biết có thể trị được không." A Tài cẩn thận hỏi. "Phương diện nào yếu?" Hạ Thiên nghe không hiểu. "Này, anh có gì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng." Tống thần y, chính là phương diện đối với phụ nữ không được mạnh." A Tài phải nói rõ. Hạ Thiên cắt ngang lời A Tài. "Không phải liệt dương sao? Anh nói thẳng đi." Cứ yên tâm, chỉ cần không phải là thái giám thì tôi đều trị được. Vậy thì tốt, vậy thì quá tốt, Tống thần y, tôi sẽ lập tức cho ông chủ kia câu trả lời thuyết phục, không biết Tống thần y khi nào thì rảnh. A à, Tài hưng phấn hỏi. Ngày mai anh đưa người ta đến chỗ tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Còn nữa, để ông ta chuẩn bị tiền trước, tôi chữa bệnh xong sẽ lấy tiền, hiểu chưa? Được, không có vấn đề, Tống thần y, địa chỉ của anh là gì? A Tài đồng ý ngay. Hạ Thiên nói địa chỉ của mình cho A Tài, sau đó hắn cúp điện thoại, hắn nghe điện thoại và vô tình đã về đến cổng khu biệt thự Hồ Hương Tuyết. Đúng lúc này một người đàn ông mặc tây trang vạm vỡ đi đến mở miệng hỏi. Các người có phải là Tống Tử và Ninh Khiết không? Tôi là Ninh Khiết, anh là ai? Ninh Khiết mở miệng hỏi, trong lòng có chút buồn bực, chỗ này phải có rất ít người biết tên bọn họ mới đúng. Ông chủ của chúng tôi muốn gặp mặt nói chuyện với các người. Tên đàn ông to cao không nói ra thân phận của mình, hắn dùng tay chỉ một chiếc xe dừng cách đó không xa. Ông chủ của chúng tôi đang chờ trên xe. Đó là một chiếc Lincoln, khá giống chiếc Lincoln của Nhâm Hiểu Phong, thậm chí màu sắc cũng giống, là màu đen, nhưng bây giờ là buổi tối, chiếc xe lại cố ý dừng ở một chỗ kín đáo, vì thế không quá gây chú ý. Chúng tôi không muốn nói chuyện với ông chủ của anh. Hạ Thiên tức giận nói. Ninh Khiết cũng mở miệng ông chủ của anh nếu muốn nói chuyện thật sự thì nên tự mình đến tìm chúng tôi. Ông chủ của chúng tôi không thích điều này, tốt nhất các người nên nhanh lên. Giọng điệu của tên đàn ông vạm vỡ chợt trở nên lạnh lẽo, trong lời nói có chút hương vị uy hiếp. Cút! Hạ thiên mắng rất dứt khoát. Mày sẽ trả giá vì chữ cút này. Giọng điệu của tên đàn ông vạm vỡ càng lạnh. Không cần phải ép tao ra tay. Ninh khiết đột nhiên nhấc chân đá văng tên đàn ông vạm vỡ ra ngoài mười thước đồng thời trong miệng khẽ nói. "Chồng tôi đã nói anh cút đi." Tên đàn ông vạm vỡ ngã nặng nề lên mặt đất, đúng lúc ngã ngay bên cạnh chiếc Lincoln, rõ ràng một đá của Ninh Khiết cũng không tùy tiện, nàng cố ý đá đối phương đến chỗ đó. Cửa chiếc Lincoln mở ra, ba gã đàn ông mặc tay trang đen xuống xe, sau đó lao về phía Hạ Thiên. Nhưng to cao chưa chắc đã có võ công cao, đôi khi to cao chỉ dùng để dọa người mà thôi, ba tên đàn ông này vạm vỡ như tên đàn ông vừa rồi. Nếu là người thường sẽ bị dọa cho chết khiếp. Nhưng vấn đề là dù Hạ Thiên hay Ninh Khiết cũng chẳng phải người thường, với võ công của Ninh Khiết thì đối phó với ba người này là rất dễ dàng. Ba tên kia còn chưa phóng đến thì nàng đã ra tay trước chế ngự kẻ địch, không đúng, phải nói là ra tay trước chế ngự kẻ địch, nàng dùng tốc độ cực nhanh cho mỗi người một đá. Ba tiếng kêu đau đớn vang lên, ba tên đàn ông to con bay lên rồi cùng ngã xuống đất, cùng rơi xuống bên cạnh chiếc Lincoln. Hạ Thiên lúc này cũng đắc chạy đến bên cạnh chiếc Lincoln, hắn kéo cửa xe và phát hiện bên trong có một người đàn ông trung niên rầy tây, đeo kính, bộ dạng rất nhã nhặn. "Này, chú là thằng ngu muốn nói chuyện với anh sao?" Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên đàn ông trung niên có vẻ nhã nhặn rồi tức giận hỏi. "Đúng vậy." Người đàn ông trung niên đẩy kính lên nhìn, tuy thủ hạ đã bị đánh ngã nhưng hắn không chút kinh hoàng. "Tự giới thiệu một chút, tôi là nhiếp nhân kiệt." anh không quan tâm chú tên gì. Hạ Thiên chừng mắt nhìn nhiếp nhân kiệt. Nói cho chú biết, anh không có hứng thú nói chuyện với chú, vì vậy chú đừng làm phiền anh. Tống tiên sinh, thật ra tôi cũng không có hứng thú bản việc với cậu, nhưng cậu có một số việc làm tôi không nói không được. Nhiếp nhân kiệt thản nhiên nói. Chỉ nhân phong đã chết, trước khi chết hắn chỉ xung đột với một mình cậu, vì vậy dù thế nào thì cậu cũng phải là người gánh chịu. Nhiếp nhân kiệt không đợi Hạ Thiên nói chuyện mà tiếp tục. Tống tiên sinh, tôi nghe nói cậu là thầy thuốc giỏi, vì vậy tôi mới tình nguyện nói chuyện với cậu, điều này có nghĩa là cậu còn giá trị. Vì vậy bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, thứ nhất là cậu đền mạng cho chỉ nhân phong, thứ hai, cậu giúp tôi làm việc, tôi sẽ bảo chỉ tính mạng cho cậu. Ngu ngốc, anh cũng cho chú hai lựa chọn. Hạ thiên trừng mắt nhìn nhiếp nhân kiệt. Thứ nhất, anh đánh chú một lần rồi ngừng, thứ hai anh đánh chú hai lần mới ngừng. Audio điện tử võ tấn bền